chương 1041, bán thánh vị cách, phong bạo mới đã xuất hiện. Ngủ say cốc. ầm ầm. Tiếu không động kéo lấy bao tải to tại cái này một mảnh phủ bụi thổ địa bên trên đi qua, đập vào mắt đều là hoang vu. Truyền thuyết hư không đảo tại thời kỳ viễn cổ, là một tòa cự nhân quốc gia, nơi này sinh hoạt một đám chỉ ở trên trời, từ trước tới giờ không hạ phàm cự nhân tộc. Bọn chúng áo cơm không lo, tự cấp tự túc, nhưng một ngày ma thần trên trời rơi xuống, mong muốn đoạt được cái này một cõi cực lạc. Thế là cự nhân tộc cùng ma thần tại hư không đảo hoang vu nhất một nơi triển khai chém giết, cuối cùng song phương toàn diện vẫn lạc, chết tại cái này một mảnh thổ địa bên trên. Cái này phương cuối cùng quyết chiến chiến trường, ở phía sau đến, vậy liền trở thành hư không đảo chính đại tuyệt địa một trong, ngũ say cốc. Trong đầu hiện lên những cái này truyền thuyết tư liệu. Kéo lấy bao tải lôi thôi đại thúc lại liếc mắt quanh mình hoàn cảnh. Gập gần đá tảng mấy trăm trượng lớn nhỏ giống như cự nhân tử thi bình thường núi đá đủ dơ cao thiên hóa đá kiếm gãy hắn không tự giác nuốt lên nước bọt vì sao a à a à? tiếu không động không hiểu hắn chỉ là tại biển sâu phía dưới đối mặt cái kia cửa cổ một cái có chút nhìn không được lòng hiếu kỳ nho nhỏ đẩy một tay làm sao liền đi tới hư không đảo đều do quỷ nước tiền bối gọi ta khác đẩy cửa thời điểm không đủ nghiêm túc vậy không nói cho ta cụ thể nguyên do còn để ta chờ lâu như vậy đúng không là cái người đối mặt cái kia một cánh cửa đều muốn đẩy một tay a à? cái này thật không thể trách ta tiếu không động tự an ủi mình kéo lấy bao tải tiếp tục hướng phía trước. Hắn tại cái này ngủ say cốc bên trong đã đi dạo thật lâu rồi, vẫn không có tìm tới nửa điểm sinh cơ, liền cỏ dại đều không gặp qua một căn. Đây chính là nhất phương đất chết. Cho nên nói không thể để cho ngủ say cốc, phải gọi làm vẫn lạc nơi, đều đã chết trăm ngàn vạn năm địa phương, còn gọi ngủ say cốc, cảm giác cực kỳ làm người ta sợ hãi a. Giống như là không cẩn thận, cự nhân cùng ma thần liền hội thức tỉnh một dạng. Tiếu không động im ắng đậu đen rau muốn lấy. Rất nhanh, theo tiếng lên, Hắn đi tới một cái u ám hang núi trước đó. Có động tĩnh. Trố mắt nhìn vào sơn động. Tiến lên không lâu, Tiếu Không Động tại một cái nửa đẩy cửa lớn trước ngừng lại. Cùng bên ngoài tĩnh mịch khác biệt, trong môn tựa hồ đang ngủ say một cổ cường đại lực lượng, vẽn vẹn từ trong khe cửa tiết lộ ra ngoài lực lượng một chút, cũng làm cho Tiếu Không Động cảm thấy tim đập nhanh. Không thể vào, không thể vào. Cửa này, tuyệt đối không thể đẩy. Tiếu Không Động đã tại biển sâu thế giới bên trong bị cái gọi là cửa hố một lần hắn một vạn lần trong đầu nói với chính mình tuyệt không thể tái phạm hạ sai lầm giống nhau đừng nói thánh thần đại lục liền có thất đoạn cấm người thường bước chân hẳn phải chết cái này hư không đảo chính đại tuyệt địa một trong ngũ say cốc tại lúc này bị mình ngẫu nhiên gặp đến một cánh cửa không cần nghĩ đây cũng là cấm địa chỗ chết xin lỗi quấy rầy ta lúc này đi tiếu không động bỏ ra trọn vẹn thời gian một nén ngang làm xong quyết định quay đầu bước đi nhưng mới đi đến cửa sơn động vừa mới tiến vào vị trí hắn lại dừng bước cho tới bây giờ, còn không có động tĩnh gì xuất hiện, hội không biết cái này bên trong chỉ là cơ duyên, không có nguy hiểm. Từ sơn động nhìn ra phía ngoài, cái kia từng tòa từng tòa đang nằm núi lớn, càng giống như là ngủ say cự nhân, không thể nói trước trong sơn động này liền là trong truyền thuyết ma thần ngủ say nơi. Cực kỳ hoảng. Thế nhưng là, đều đến hư không đảo, còn như thế cẩn thận từng ly từng tí, cái này không tất nhiên cùng cơ duyên sai qua. Tiếu không động trong đầu hai cái tiểu ải nhân bắt đầu bóc chống, một đồng tại khuyên nhũ lấy đi nhanh lên, một cái đang nói đến đều tới, cứ như vậy đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ta chính là tham nguyệt tiên thành đại sư huynh, trong thiên hạ, ai có thể cản ta. Kiếm đạo một đường, dũng cảm tiến tới, chúng ta kiếm tu, mặc áo giáp, cầm binh khí. Tiếu không động nắm thật chặt trong tay bao tải, cảm giác trong đầu cái kia khuyên nhủ mình tiểu gia hỏa, muốn bị một cái khác cho nói chết. Liền tiểu đẩy một tay. Rốt cục, hắn làm ra quyết định. Thử một lần. Trở lại nửa đẩy trước cửa, tiếu không động làm đủ chuẩn bị tâm lý, Vương tay, bắt đầu gõ cửa. Đông đông đông. Hồi âm tại sơn động ở giữa vang lên, nhưng không thấy có chút dị dạng xuất hiện. Tiếu không động lá gan tráng không ít, thăm dò tính đưa ánh mắt về phía trong khe cửa, ông quyền nói, vô ý quấy rầy, chỉ là rất là hiếu kỳ, nếu có mạo phạm, tiền bối đuổi ta đi là được, tuyệt đối không nên xuất thủ đã thương người. Sơn động ngoại trừ hồi âm, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Yên lặng, phản bối coi như là ngầm cho phép. Tiếu không động nhẹ gật đầu, trong mắt giấy lên hừng hực diễn hỏa mạo hiểm. Là trở thành tham nguyệt tiên thành đại sư huynh về sau, bao nhiêu năm không có nếm thử qua chuyện. Đây chính là chống đỡ lấy một cái thiếu niên trưởng thành đến nay lớn nhất động lực, nếu không có như thế, hắn có thế tại biển sâu hạ đẩy ra cánh cửa kia, tại lúc này quyết định lại đẩy một cánh cửa. Thế giới mới, ta tới. Giấu trong lòng nóng bỏng chi tâm, tiếu không động đưa tay một nhấn. Long long long. Cửa lớn từng khúc đi đến, thẳng đến cuối cùng, bị đẩy ra một cái có thế dung ba cái bình thường nhân loại hình thái lớn nhỏ sinh vật ra vào khe hở không có toàn đẩy ra, đây là đối di tích tôn trọng. đẩy ra nhiều như vậy, đây là đối với sinh mạng tôn trọng. từng cái nếu là không cẩn thận cửa lớn tự hành đóng lại, cái này kích thước khe hở, tiếu không động có nắm chắc khoảng cách thoát thân đi ra ngoài. mạo phạm. thật có lỗi nói xong, tiếu không động hưng phấn kiên bao tải bước vào trong cửa lớn. ông từng cái. vừa mới tiến vào, bên trong bành trướng năng lượng ba động, hấp dẫn tiếu không động tất cả lực chú ý. một tôn màu đen cự nhân, vô cùng to lớn cự nhân thi thể ngay tại cánh cửa bên trong, ngồi ngay ngắn to lớn vương tọa phía trên. Nó trên người có cứng rắn nhất ma thần áo giáp, trong tay nắm nắm một cây đủ để xuyên mây đại thương, trên đầu còn mang theo mũ giáp, cho dù là thi thể, vậy tản ra nồng đậm hung sát chi khí. Ha ha ha! Tiếu không động răng đánh đập. Không phải sợ, mà là hưng phấn. Thật sự là ma thần. Truyền thuyết cố sự, đều là thật. Ma thần thi thể, bị mình tìm được, ngay tại cái này ngủ say cốc trong sơn động, môn này liền phong ấn đều không có, đơn giản như vậy liền để cho mình tiến đến. Chẳng lẽ ta chân chính cơ duyên, không phải gặp đến lão sư trở thành cổ kiếm tu, mà là tại giờ phút này, muốn lấy được ma thần truyền thừa. Tiếu Không Động hơi có vẻ kích động. Tự nhân thi thể có giá trị không nhỏ, nhưng hắn không có kinh nhần ý nghĩ. Ngay cả nó trong tay ma thần đại thương, Tiếu Không Động cũng không muốn đẩy ra đoạt đến. Dù sao, hắn là kiếm tu, không phải thương ma, đối ngoại trừ kiếm bên ngoài binh khí, đều không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là ma thần trên thi thể, còn có một vật, làm cho tiếu không động nóng mắt. Tại cái kia ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên to lớn ma thần chỗ cổ, có treo một đầu thập phần bắt mắt màu đen dây chuyền, mỗi một cái khóa dây chuyền đều rất lớn, so nhân loại bình thường thân thể còn lớn hơn. Nhưng dây chuyền hạch tâm, cái kia như thủy tinh trong suốt bảo thạch, lại bất quá người bình thường nắm đấm lớn nhỏ. Thánh lực Tiếu không động động dung Cái kia nắm đấm lớn nhỏ thủy tinh bảo thạch, tản ra nồng đậm thánh lực ba động, giống như là bán thánh hạch tâm. Không phải đâu, không phải đâu liếc mắt nhìn lại một chút lại một chút tiếu không động sắc mặt dần dần điên cuồng cuối cùng con mắt gãi đầu không thể tin được mình thấy bán thánh vị cách cái chỗ chết tiệt này vậy mà còn có bán thánh vị cách làm sao có thể không phải nói hư không đảo là thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay à bán thánh vị cách vào lúc đó liền có vẫn là nói bán thánh cảnh giới này chỉ là luyện linh thời đại mượn dùng thời kỳ viễn cổ một cái nào đó tôn vị xưng hô bán thánh vị cách cũng chỉ là phù hợp sản khoái hạ thời đại một cái xưng hô. Bất kể như thế nào, cái kia ma thần mặt dây chuyền bên trên bán thánh vị cách, tiếu không động tin tưởng mình tuyệt đối không có nhận lầm. Hắn thành lập tham nguyệt tiên thành hơn 30 năm, dù là dốc hết tự thân thế lực bồi dưỡng được đến toàn bộ cổ kiếm tu chi lực, cũng vô pháp tìm đến thánh thần đại lục bên trên thất lạc dù là một tòa bán thánh vị cách. Hiện tại, một cái sơn động, để cho mình gặp. Không thể cầm, không thể cầm, tuyệt đối không thể cầm. Tiếu không động, đừng ngốc, ngẫm lại ngủ say cốc, ngẫm lại cái kia nửa đậy môn, ngẫm lại ma thần truyền thuyết. Nơi này liền cái phong ấn đều không có, ngươi tính cái gì? Ngươi cũng không phải hư không đảo chi chủ, ngươi cũng không phải hắc bạch song mạch chi tôn, ngươi có tư cách gì không cần tốn nhiều sức, cầm tới bán thánh vị cách. Đây chính là cái hố. Tiếu không động trong đầu khuyên nhũ tiểu nhân lại đứng lên. Nhưng một giây sau, liền bị tà ác tiểu nhân cho một kiếm đâm chết. Ta chính là tham nguyệt tiên thành đại sư huynh, trong thiên hạ, ai có thể cản ta? Kiếm đạo một đường, dũng cảm tiến tới chúng ta kiếm tu mặc áo giáp cầm binh khí thiên cho không lấy phản thụ nó hại từng câu âm vang hữu lực tuyên ngôn vô hạn kích thích tiếu không động nhiệt huyết sôi trào tiếu không động vụt một cái vượt lên không gian chi kiếm ngự kiếm bay lên trời đi đến cao lớn vô cùng ma thần thi thể trước mặt tại cái kia hai mắt nhắm chặt vậy không biết có phải hay không là nhìn chăm chú phía dưới đắc tội hắn đưa tay bưng lấy thủy tinh bảo thạch âm 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 âm, âm. một giây sau bên ngoài sơn động truyền đến kinh thiên tiếng nổ đùng đoàn âm thanh chấn như sấm giống như tận thế tai nạn giáng lâm thiên tướng nghiêng chi qua loa cỏ tiếu không động bắt lấy thủy tinh bảo thạch bán thánh vị cách không đến nửa hơi sắc mặt đại biến giống như là bưng lấy tử thần liêm đao dọa đến đem bảo thạch đều ném tới trên trời thật xin lỗi thật xin lỗi ta thật không phải cố ý ta chính là hiếu kỳ hiếu kỳ cái này bảo thạch cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào ta hiện tại liền cho tiền bối ngài lắp trở lại vật quy nguyên chủ vật quy nguyên chủ chớ có đã thương người, chớ có đã thương người. Tiếu không động run run rẩy rẩy mong muốn đem thủy tinh bảo thạch chứa vào dây chuyền bên trên, lại không cẩn thận đụng phải bên cạnh khóa dây chuyền. Cái kia so với người còn tráng kiện khóa dây chuyền, xùy một tiếng, phong hóa. Hóa. Tiếu không động. Không có khóa dây chuyền, ta bảo thạch làm sao khảm trở về, ta khảm ngươi trên trái tim. Long 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 long. Bên ngoài sơn động, ầm ầm nổ đùng bỗng nhiên biến lớn, giống như là cự nhân bước chân, tại bắt đầu tới gần nơi đây thật xin lỗi a à, ta thật không phải cố ý đụng ngươi xấu dây chuyền tiếu không động khóc không ra nước mắt hắn nước mắt nhắm nhìn cái này ma thần cự nhân hai mắt nhắm chặt liền sợ một giây sau này đôi mắt hội mở ra ma thần hội thức tỉnh may mắn là sự tình còn không tuyệt đến nước này ma thần không có thức tỉnh muốn chết muốn chết muốn chết tiếu không động cũng không dám lại trì hoãn khóa dây chuyền không có ma thần thi thể còn ở trước mắt bán thánh vị cách trả lại giá không có khóa dây chuyền ta nhét ngươi trong lỗ mũi tổng có thể a à mặc dù ma thần lỗ mũi rất lớn một viên nho nhỏ bảo thạch khả năng thẻ không ở nhưng người thất khiếu là liên thông tiếu không động trực tiếp nhắm chuẩn ném một cái muốn đem thủy tinh bảo thạch thông qua lỗ mũi ném vào ma thần trong thi thể bộ đi suy kết quả bảo thạch cùng ma thần thi thể một cái đụng vào ma thần thi thể hóa thành tro bụi đồng dạng phong hóa cái kia một cây xuyên mây ma thần đại thương không có phong hóa sai lệch dưới liền hướng tiếu không động phương hướng đập tới ầm 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 bên ngoài sơn động tiếng bước chân giống như là nổi giận đến cực hạn, từng cái đụng vào tiếu không động trên trái tim, đem hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chớ có lừa ta, tiếu không động còn kém không có khóc lên. Hóa ra cái này bán thánh vị cách lực lượng, là dùng đến bảo tồn ma thần thi thể. Mình như thế khẽ động, thi thể không có, cái kia trộn bảo coi như không phải bản ý, cũng là kết quả a. Bành một chưởng chống đỡ đập tới ma thần đại thương, tiếu không động lại tại chỗ bị nện lật trên mặt đất thương này so hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn, đơn giản có thế một thương oanh chết một cái thái hư, quất bay một tôn bán thánh. Hư không đảo, quả nhiên không hổ là lão sư lấy ra cơ duyên nơi, khắp nơi đều có bảo vật. Đáng tiếc duy nhất là, những bảo vật này, tự hồ muốn người lấy mạng đi đổi. Đã cầm chi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Thủy tinh bảo thạch chứa không quay về, tiếu không động vậy không kim nhượng nữa. Đã đều muốn đối mặt, cái kia bán thánh vị cách ta muốn, cái này có giá trị không nhỏ ma thần đại thương, ta cũng muốn hắn ra sức chèo chống, vẫn như cũ chống không nổi tới này ma thần đại thương, cuối cùng chỉ có thể lấy ngự kiếm thuật, thoáng ngự sử cái này ma thần đại thương, khiến cho lơ lửng một chút. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Nếu không chạy, ta tiếu không động một thế anh danh, thật muốn bàn giao tại cái này ngủ say cốc bên trong. Vai vác bao đây, tay cầm bảo thạch, phía sau còn có một cây siêu siêu vẹo vẹo rung rung rẩy rẫy ma thần đại thương. Tại cái này u ám hang núi bên trong, tiếu không động nghe thấy lấy bên ngoài ầm ầm vang lên, bỗng nhiên bình tĩnh lại hắn mí mắt rủ xuống, che khuất ánh mắt. Giờ khắc này, cực kỳ giống thương xót chúng sinh thần Phật tượng đá. Ông từng cái. mãnh liệt kiếm ý như sóng triều bình thường bắt đầu từ hắn nho nhỏ trong thân thể cuồn cuộn mà ra, dắt treo đến sơn động ong ong rung động, đá vụn cuồn cuộn. Tâm niệm chi, lại có chi. Nhìn dưới, thần Phật dẫn. Phanh phanh phanh. Đá rơi nện xuống, sơn động bắt đầu sụp đổ. Lấy không có chi kiếm, làm nghĩ viễn vông chi thực. Lấy tâm niệm thần Phật, diệt ma muốn thương chó khanh từng cái. Rõ ràng không có kiếm, lại có một tiếng kiếm minh từ tiếu không động trong cơ thể du dương vang vọng. Một giây sau, sơn động ở giữa một điểm kim quang nở rộ, một tôn to lớn trăm trượng kim sắc Phật đà nhắm mắt tôn giống, từ tiếu không động phía sau chậm rãi thư giãn. Giãn ra cuộn mình thân thể. Vậy mở ra hai mắt nhắm chặt. Tâm kiếm thuật, trước mắt thần Phật. Tiếu không động đồng dạng mở mắt, sáng chói kim mang từ nó trong mắt như thác nước trút xuống. Một tiếng ầm vang vang lên, sơn động bị phía sau hắn đứng lên đại phật hư ảnh chống đổ nát vụn u ám không tại gặp lại quang minh cái này sơn động toái diệt tiếu không động có thể trông thấy bên ngoài oanh minh thế giới nhưng một chút qua đi khí thế của hắn trì trệ lại rõ ràng nhất ngay dại nhìn thấy trước mắt lúc đầu như cự nhân đang nằm núi lớn biến mất cái kia một thanh thanh tán rơi vào ngũ say cốc to lớn kiếm gãy cũng không thấy thay vào đó là từng tôn to lớn to lớn cao vút trong mây thạch cự nhân đứng lên một hai ba đây con mẹ nó có ba bốn trăm đầu thạch cự nhân a cho nên ngũ say cốc thật sự chỉ còn ngũ say cự nhân mà không phải bỏ mình cự nhân trăm trượng lớn nhỏ ba trăm trượng lớn nhỏ ngàn trượng lớn nhỏ cái này từng tôn trúc khô ngũ say cốc thập vạn đại sơn lực lượng sau đứng lên đến thạch cự nhân từng cái cầm trong tay đau gãy tàn kích màu đỏ tươi quan sát liền hướng tiếu không động phương hướng bành bành vọt tới làm tiếu không động giờ khắc này nhịp tim đều đình chỉ hắn là cường mạnh đến nhưng thống ngự một giới liền xây chính thành, chế tạo lại một cái cổ kiếm tu tu luyện thánh địa, danh xưng tham nguyệt tiên thành đại sư huynh, thậm chí đệ cửu kiếm tiên. Nhưng đối mặt bọn này mắt đỏ thạch cự nhân, nhìn xem cái kia ngàn trượng cự nhân, bởi vì xông đến quá nhanh, chân đều trốn thoát gãy mất. Nhưng lăn mình một cái về sau, nó chân gãy quay về ngưng thực, nhìn xem so trước đó cường hãn hơn. Từng cái cái này rõ ràng liền là đánh bất tử quái vật A. Tiếu không động vốn còn nghĩ sợ về sợ, nhưng không quản bên ngoài phát sinh cái gì, một thức tâm kiếm thuật, đại Phật trảm, quét ngang chi, bẻ gãy nghiền nát, không nói chơi. Nhưng làm hà. Còn đánh cái cái rắm A, ta đây là thọc cự nhân ổ A. Có bao nhanh, chạy bao nhanh. Sau lưng khó khăn lắm dâng lên trăm trượng kim Phật hư tượng, tại cái này mấy trăm thạch cự nhân trước mặt, liền là cái đệ đệ. Nhóm này cự nhân bên trong thấp nhất, đều so với chính mình kim Phật hư tượng cao gấp 2. Tiếu không động không cần nghĩ ngợi, trực tiếp giải tán tâm kiếm thuật trước mắt thần Phật, mà sau khi ngưng tụ huyễn kiếm thuật lực lượng, nhảy lên ma thần đại thương. Huyễn kiếm thuật, thời không nhảy vọt. Hư một cái, ma thần đại thương xông về phía trước đâm, lần thứ nhất lại không xông phá thạch cự nhân, dọa đến tiếu không động thân thể khẽ run rẩy, kém chút liền chứa bán thánh vị cách thủy tinh bảo thạch đều đến rơi xuống. Tại cái này mấy trăm thạch cự nhân trọng quyền loạn đao chặt xuống thời khắc, hắn cũng không dám lại nếm thử công kích. Thời không nhảy vọt, cho ta vọt. Một thương, xuyên phá không gian. 300.000 bên trong ngủ say cốc, tiếu không động trong khoảng thời gian này đến nay, thế nhưng là đi mau xong một nửa. Một thương này, hắn đến trước đăng lâm hư không đảo lúc trước tấm bia đá, ước chừng có mấy vạn bên trong khoảng cách. Hô! Khoảng cách này, liền đuổi không kịp tới A. À. Không hổ là ta, cái này các loại tình huống dưới, cũng chỉ có ta còn có thể chạy trốn. Tiếu không động như trút được gánh nặng. Vừa ý tình vừa mới tùng. Bành 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 bành. Sau lưng không gian vỡ vụn, đổ sụp trở thành nhìn một cái bóng đêm vô tận, sau đó mấy trăm con thạch cự nhân chân to, từ trong không gian đạp đi ra. Tiếu không động. Lần này, hắn mặt đều xanh biếc. Còn có thể xuyên phá không gian cùng lên đến. Các ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo? Hắn không dám tiếp tục thở dốc, vội vàng lại nhảy lên ma thần đại thương. Thời không nhảy vọt vọt. 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 Mẹ hắn, làm sao chậm như vậy, cho ta vọt xa một chút qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1042, một chia tham lam sát thủ từ tiểu thụ rừng kỳ tích rừng rậm tĩnh lặng liền tiếng chim hót đều không có thập phần kiềm chế long 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 chợt xa phương lại có vang lên từ tiểu thụ cùng lệ tịch nhi ngồi xổm ở cổ thụ bên trên hiếu kỳ hướng vị trí đó ngắm một chút có chút xa hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta chỗ này từ tiểu thụ nói xong luôn cảm giác phương hướng kia tiếng phá hủy so hư không tùy tùng làm ra đến còn lớn là chuyện gì xảy ra đây cũng là vị nào bạo phá thiên tài dù sao đều rơi xuống hư không đảo đã lâu như vậy, riêng phần mình tại điểm rơi chỗ làm ra chút động tĩnh, rất bình thường. Lệ Tịch Nhi nói xong, nhìn hướng về phía trước kết giới kia bộ dáng phong bế trận pháp, trầm ngâm nói, "Từ tiểu thụ, chúng ta còn phải đợi bao lâu?" Từ tiểu thụ ngoái nhìn, đồng dạng nhìn hướng về phía trước kết giới. Hắn hít một hơi thật sâu mùi thuốc nồng nặc vị, cảm thụ được khí hải ba động, cùng thư sướng đến rung rẩy thân thể, lắc đầu nói, "Không biết, nhưng nhất định phải chờ." Diễn viên còn không vào chỗ, không thể gấp. Kỳ thật từ tiểu thụ đều có thể dùng kẻ bắt trước biến thành song ngốc, phân hóa thân thể thâm nhập vào cái này phong bế trong kết giới. Nhưng lúc trước linh hồn đọc đến đến hình tượng là, chỉ cần có người khẽ động thần nông vườn thuốc bên trong linh dược, hư không tùy tùng tất nhiên thức tỉnh. Chân chính song ngốc chỉ tới kịp hái thêm một viên tiếp theo thánh tích quả, liền bị điên cuồng đuổi giết, cuối cùng bị hư không tùy tùng lấy một cái nhiệm vụ, tán thân tại dưới tay mình. Từ tiểu thụ dám can đoan, hắn đi vào cho dù hái được trái cây, tối đa cũng liền là nhiều hái mấy cái. Mà đánh cỏ động rắn về sau, hư không tùy tùng tuyệt không có thể làm cho mình lại thành công hái linh dược như thế cái kia một mảnh đủ để cho thế nhân điên cùng thần nông vườn thuốc chẳng phải là lãng phí một cách vô ích muốn không từ bỏ a à. lệ tịch nhi chuyển khẩu liền đề nghị nàng nghĩ đến cái kia cao tới 300 trượng hư không tùy tùng trong lòng chỉ cảm thấy khó thở thập phần kiềm chế một cái vương tọa một cái công sư vậy mà mưu toan đạt được toàn bộ thần nông vườn thuốc nếu không phải trước mặt ngồi sổng là từ tiểu thụ hay cái người đến lệ tịch nhi sớm nghênh ngang rời đi đó căn bản không thực tế từ bỏ là không thể nào từ bỏ tới đều tới từ tiểu thụ nói xong lời nói dừng lại đột nhiên ngoái nhìn nhìn về phía bên cạnh tới có người tới lệ tịch nhi cảnh giác nhìn lại thần ma đồng xoay tròn liền nhìn rõ phương xa người tới một cái mình trần đại hán khí tức hùng hậu tu vi phi phàm thái hư cảnh giới đây là ai không biết từ tiểu thụ lắc đầu lại ẩn ẩn cảm thấy quen mặt hắn nhớ lại một cái nghĩ tới cô âm vách núi bên trên xác thực gặp qua như thế một cái người vẫn đứng tại nhiêu yêu yêu đằng sơn hải sau lưng cùng hắn cùng một chỗ còn có cái khác mười mấy vị thái hư thánh thần điện đường người người đến là ai cũng không trọng yếu từ tiểu thụ chỉ cần biết cái này người không là bằng hữu vậy hắn liền có thể lấy buông tay đi hố cũng là vì phong thánh đạo cơ ta sẽ không để cho ngươi không công bị hố chỉ cần ngươi có năng lực cũng có thể chia sẻ đến thần nông vườn thuốc một khối bánh gato tô nhưng năng lực bao nhiêu toàn bằng riêng phần mình thủ đoạn ngươi muốn không tiếp nổi ta bố cục, hóa thành mở màn tức pháo hôi quân cờ, đó là ngươi mình không được, trách không được người khác. Ngươi nấp kỹ, tham thần cho ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nắm vuốt kẻ bắt trước lắc mình biến hóa, từ tiểu thụ hóa thành song ngốc bộ dáng, nhảy xuống đại thụ. Hàng Long thủ hồng đương tìm một đường. Hắn là truy tìm lấy cái kia cổ mùi thuốc nồng nặc vị tới. Lúc đầu hắn đến hư không đảo điểm rơi, là tại cổ thành kiến trúc khu, nhưng cùng từ mỗi người một dạng, nghe được vùng ngoại ô có tiếng phá hủy, liền nghe âm thanh mà đến mảnh này rừng cổ là chỗ nào hồng đương cũng không hiểu biết nhưng cùng nhau đi tới chấp mũi lượng lờ lấy cái kia từ từ tràn đầy linh dược hương khí làm cho hắn biết được cái này là một khối bảo địa từ đường hẹp đi ra trên mặt đất to lớn dấu chân vậy đến tận đây kết thúc hồng đương ngước mắt xem xét nhìn thấy cái kia mênh mông bát ngát không có giới hạn cực lớn phong bế kết giới linh dược hương khí bắt đầu từ cái này tiết lộ ra ngoài hồng đương ý thức được cái gì bên cạnh cảnh giác bốn phía khả năng tồn tại nguy hiểm bên cạnh cất bước hướng kết giới phương hướng tới gần. Lạch cạch. Liền lúc này bên cạnh cổ một về sau, truyền đến một tiếng nhỏ không thể thấy cành khô bị đạp gãy thanh âm. Ai? Hồng đương quát chói tai, linh nguyên hóa thành màu vàng vòng bảo hộ, dẫn đầu bao lấy mình, lúc này mới chuyển mắt nhìn lại, cắt gao nhìn chầm chầm thanh âm nguyên phát chỗ. Không người đáp lại. Hồng đương con ngươi nhíu lại, tay phải hóa quyền, cách không một kích. Bành. Cổ thụ nổ thành bụi phấn, nhưng phía sau vẫn như cũ không có một ai ta ở chỗ này. Cùng một thời gian, sau đầu một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Hồng đương đột nhiên quay người, căn bản không có khách khí ý nghĩ, bành một cái trên người có kim long hư ảnh quấn quanh, sau đó một cái đá ngang thuận thế rút ra. Bành. Không gian bị cái này một cái đá ngang quất thành phấn vụn. Hố đen chỉ thành hình một cái chớp mắt, một giây sau không gian liền phục hồi như cũ. Hư không đảo quy tắc, sau thánh thần đại lục càng thêm cường đại. Chật chật, thật sự là cảnh giác nha, bằng hữu hậu phương lại một gốc cổ thụ bên trên truyền đến một đạo trêu tức tiếng cười hồng đương nhìn lại cái này mới rốt cục trông thấy chân nhân một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong liền trên mặt đều mang mặt nạ không lấy chân dung gặp người chi đồ phương nào bọn đạo chích lén lén lúc lúc hồng đương lạnh giọng quát lên đầu tiên mắt hắn không nhìn ra đối phương tu vi cảnh giới nhưng người tới như thế xuất quỷ nhập thần mà lại tại cái này hư không đảo phía trên nghĩ đến giữ gốc là có thế địch thái hư trảm đạo chính thành chính xác suất là cùng hắn cùng cảnh giới thái hư. Không biết luôn luôn đáng sợ, nhưng khi người áo đen này rốt cục lộ thân, Hồng Đương vậy liền để xuống một chút cảnh giác, bởi vì nghe đối phương lời nói, tự hồ cũng không ác ý. Ta gọi tiểu nhẫn. Từ tiểu thụ hóa thân xong ngóc mặt một bộ thần bí áo bào đen từ cổ thụ bên trên nhảy rụng, dơ cao lên hai tay, ra hiệu cũng không xuất thủ công kích ý tứ, thập phần hiền lành. Tiểu nhẫn. Hồng Đương hơi suy nghĩ một chút, liền cười lạnh thành tiếng, trung vực ba nén hương kim bài sang lệnh sát thủ, tiểu nhẫn hắn bộ dáng, cũng không giống như như vậy cao lớn. Ngươi biết vẫn rất nhiều. Từ tiểu thụ không có nghĩ đến cái này người liền tiểu nhẫn đều biết. Bất quá nghĩ lại, sinh động tại thánh thần đại lục bên trên thái hư cứ như vậy mấy vị, người bình thường sống được lâu, khẳng định vậy góp nhặt cùng cảnh giới thái hư tình báo. Cho nên trước mặt người biết được tiểu nhẫn tin tức, dù là tiểu nhẫn là thần bí kim bài sang lệnh sát thủ, vậy chẳng có gì lạ. Ta đã tự giới thiệu, như thế công kính các hạ, lại không biết dưới chân danh hào bao nhiêu. Từ tiểu thụ cười mỉm, cùng trước mặt người duy trì khoảng cách nhất định, hợp thời dừng bước. ngươi không phải tiểu nhẫn. hồng đương lắc đầu, thanh âm thập phần chắc chắn. các hạ mắt sáng. từ tiểu thủ lắc đầu thở dài, giống như là bị gõ phá không có cách, chỉ có thể lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt, nói: tại hạ song ngốc, trung vực ba ném hương kim bài sang lệnh sát thủ, lần này đầy đủ thành ý a. hắn liền chưa hề muốn qua ngay từ đầu tự giới thiệu, bởi vì cái này còn hội làm cho đối phương cảnh giác dù sao sát thủ cũng không phải một cái nghe hội cực kỳ thành thật thân phận. Nhưng có tiểu nhẫn tầng này che lấp tại, lại tự bạo thân phận, lường trước trước mặt cái này đại hán, vậy có thể cảm nhận được hắn thành ý, từ đó buông xuống ban đầu cảnh giới. Ngươi là song ngốc. Quả nhiên, Hồng Đương liền giật mình qua đi, trong đầu tự hồ cũng có được song ngốc cơ bản tình báo, trên dưới xác minh một phen, nói, ta như thế nào tin ngươi. Ngươi không cần tin ta, nhưng ngươi ta đều là là vì phong thánh đạo cơ mà đến, nếu như thế, tạm thời hợp tác là nhất định phải, bởi vì ngươi có thể không phá cái này nhất phương kết giới. Từ tiểu thụ chỉ hướng phong bế thần nông vườn thuốc kết giới. Hồng đương trầm mặt nghiêng người, cảnh giác liếc qua kết giới, khóe môi nhất câu, nói, cho nên ngươi có thế. Các hạ còn chưa đủ tín nhiệm tại ta à, liền danh hào cũng không chịu báo cho, vậy làm sao có thể tiếp tục hợp tác. Từ tiểu thụ thở dài. Hàng long thủ, hồng đương. Không có gia môn, rảnh rỗi lang thang một cái. Hồng đương chần chừ một lúc nói ra. Hồng đương. Nguyên lai là ngươi, cửu ngưỡng đại danh. Từ tiểu thụ biểu thị không có nghe qua nhân vật này, nhưng rảnh rỗi lang thang cũng có thể thành tựu thái hư, người này nhất định bất phàm. Chí ít, từ trước mắt gặp phải nhìn, phàm là trảm đạo còn có phổ thông trảm đạo có thế địch thái hư trảm đạo chi điểm. Nhưng phàm là thái hư. Cái thế giới này thái hư, liền không có một cái nào đơn giản. Bởi vì muốn thành tựu thái hư, trước phải tiếp nhận qua cửu tử lôi kiếp. Cái này nhất trọng cửa khẩu, kẹt lại trên thế giới chính thành chính thiên tài luyện linh sư, có thế phá qua người, từng cái đều là nhân trung long phượng hồng đương huynh cũng là nghe tiếng mà đến truy đuổi linh dược này hương khí, vừa vào đến tận đây a à. từ tiểu thụ ha ha một cười phải thì như thế nào hồng đương cũng không phủ định có thể tới thiên không thành thái hư cái nào không phải là vì phong thánh đạo cơ vậy thì dễ làm rồi ta cũng là vì thần nông vườn thuốc mà đến lần này hợp tác có thể đã đạt thành từ tiểu thụ trong lúc lơ đẳng vạch trần dạo bước hướng phía trước bắt đầu từ vật lý khoảng cách kéo vào địch ta tâm linh khoảng cách thần nông vườn thuốc. Quả nhiên, Hồng Đương khẽ giật mình, sau đó đáy mắt chỗ sâu nhiều một chút sốt ruột. Xong ngốc. Huynh, biết được ở trong đó tình huống. Có biết một hai. Có thể báo cho. Đã muốn hợp tác, đương nhiên muốn báo cho ngươi toàn bộ. Từ tiểu thụ cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề, trên mặt hồi ức vẻ, nói. Ta à, so huynh đài sớm đi đến tận đây, nhưng tìm ẩn chỗ tối, trong thời gian này nhìn thấy có người tới, nhưng trong lòng cảnh giác, cũng không lộ diện. Người kia hết sức trẻ tuổi, tướng mạo mỹ lệ, thủ đoạn cao cường, lại tinh thông linh trận một đạo, hơi thi thủ đoạn, liền khám phá cái này thần nông vườn thuốc kết giới một góc, kế mà đi vào. Ta biết được cơ duyên nhất định nương theo nguy cơ, chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có tới gần. Nhưng kết giới vừa vỡ, bên trong mùi thuốc độ dày đặc, đơn giản trên đời hiếm thấy. Từ tiểu thụ trong mắt có cuồng nhiệt, hoàn toàn đắm chìm trong linh hồn độc đến nhìn thấy trong tấm hình, tình chân ý thiết nói. Chỉ là nhìn thoáng qua, ta liền nhìn thấy cái này nhất phương vườn thuốc bên trong, có không dưới mấy vạn nhất phẩm linh dược, ngay cả thánh dược, đều. Vô số kể. Hồng đương nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nhưng cho dù bị nói đến tâm động, hắn cũng không nhịn được chế giễu lại, huynh đài tại đùa giỡn hay sao? Nhất phẩm linh dược mấy vạn, thánh dược đều vô số kể. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Từ tiểu thụ không có phản bác, thần sắc càng thêm nóng bỏng, nói. Nói một cách chính xác hơn, là nhất phẩm cỏ dại vô số kể, mà thánh dược mới là thần nông vườn thuốc căn bản. Hồng Đương Huynh không tin. Ta lúc ấy cũng không tin. Nhưng về sau tưởng tượng, đây chính là thiên không thành. Đây chính là phong thánh đạo cơ căn nguyên nơi. Trăm ngàn vạn năm đến không người đặt chân nơi đây, tại năm đó một viên cỏ dại, hiện tại chỉ sợ phóng tới bên ngoài đi, đều muốn dẫn đến vô số người chạy theo như việc. Hồng Đương Huynh nhìn xem chung quanh nơi này. Từ tiểu thụ tay một chỉ, chỉ hướng cái này quanh mình rừng cổ. Đây là thả tại ngoại giới căn vốn không nhập phẩm thanh phong một nhưng lúc này, đầy khắp núi đồi thanh phong một, thấp nhất đều tiến hóa thành lục phẩm, ngũ phẩm cũng là cũng có, ngẫu còn có thể thấy tứ phẩm vương tọa đẳng cấp thanh phong một. Hồng Đương Huynh cảm thấy, thời gian cùng thiên không thành hoàn cảnh, có thể tăng lên, thay đổi cái này chút không ra gì linh thụ. Cái kia cái kia chút vốn là một hai phẩm linh dược, đặt ở thần nông vườn thuốc trong hoàn cảnh, trăm ngàn vạn năm về sau, có thể trưởng thành đến mức nào. Hàng Long thủ Hồng Đương ánh mắt nghiêm một chút. Cẩn thận dò xét nhìn phía dưới, phát hiện chung quanh cái này quá quen thuộc cổ một, bên trong ẩn chứa năng lượng, thật không thua tông sư, vương tọa linh dược. Chỉ bất quá, hắn không phải luyện đan sư, vậy không biết được cái này chút vốn không nhập phẩm linh một, trưởng thành đến nay, có thể dùng đến làm thuốc, giá trị bao nhiêu. Nhưng là... Song ngốc nói không sai. Liền thanh phong một đều tại cái kia tiêu tán mùi thuốc bên trong trưởng thành đến tận đây, cái gọi là thần nông vườn thuốc bên trong chân chính linh dược, hiện nay còn có thể thừa có phàm phẩm. Ta vẫn là không tin ngươi. Hồng Đương suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt, căn bản không muốn cùng một sát thủ hợp tác. Ở trong đó phong hiểm quá lớn. Nói không chừng cuối cùng gia hỏa này trở tay một đao, hắn hồng đương liền muốn mệnh tan tại chỗ. Từ tiểu thụ nghe tiếng than nhẹ, trong mắt cũng nhiều lạnh thấu xương sát ý. Các hạ, nếu không có ta thật thiếu một cái người cần chia sẻ một chút hỏa lực, ngươi thật cảm thấy, ta sẽ cùng ngươi chia sẻ cái này bảo tàng. Phát giác được sát ý, hồng đương toàn thân lông tơ đứng đấy, cảnh giác nói, ngươi có ý tứ gì? Hồng đương huynh, quá sợ đầu sợ đuôi. Từ tiểu thụ cười lạnh nói, như tới đây là một cái trảm đạo, ta khoảng cách giết chi, như tới đây là một vị đỉnh phong thái hư, ta bí mà chạy chi, nhưng đến nơi đây, là ngươi, Hồng Đương Huynh. Chính là bởi vì là ngươi, tại hạ có nắm chắc, cho dù ngươi sau đó đổi ý, vậy có thể cùng ngươi liều mạng một lần, cho nên lựa chọn hợp tác với ngươi. Nhưng Hồng Đương Huynh giả tâm, quả thật làm cho người có chút thất vọng. Phong thánh đạo cơ cũng không phải sợ đầu sợ đuôi hạng người, có cơ hội cầm tới. Hồng Đương bị lời nói này nói đến tức giận vô cùng, nhưng tinh tế tưởng tượng, quả thật có chút đạo lý. Nếu như song ngốc không là nghĩ đến có thể trấn áp mình, làm sao đến mức muốn cùng hợp tác với mình, để cho người ta chia hết bảo tàng. Kết giới này, ngươi có biện pháp. Hồng Đương ý động. Chính như song ngốc suy nghĩ, đối phương cảm thấy có thể nắm mình, Hồng Đương cũng cảm thấy thực lực bản thân, không kém gì song ngốc. Như gia hỏa này thật muốn phản chiến, tới lần cuối cái cắm huynh đệ hai sườn một đao, hắn có tự tin, có thể ngăn cản đối phương lâm trận phản công. Ta có biện pháp từ tiểu thủ trấn định tự nhiên ta gặp qua trước tên kia phá trận không khéo đối linh trận một đạo tại hạ vậy hơi có liên quan đến bằng vào ta phương pháp mở ra thần nông vườn thuốc phong ấn kết giới một cái lối đi không thành vấn đề cái kia hợp tác như thế nào hồng đương quả quyết nói hắn vậy suy nghĩ minh bạch tới đều tới nếu là cái này thần nông vườn thuốc đúng như song ngốc nói bình thường huyền bí hắn lại rung thân đi chi sau đó chỉ sợ có thế hối hận đến ruột bên trong đi ta phá trận ngươi hấp dẫn hỏa lực từ tiểu thụ vân vê ngón tay chuyện trò vui vẻ ở giữa như sư tử há miệng sau đó thần nông vườn thuốc bên trong tất cả linh dược ngươi ta một chính chia giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 1043, hồng đương huynh nguyện thụ chủ phù hộ ngươi một chính hồng đương mặt mày dựng lên ngươi chính vẫn là ta chính hồng đương huynh là đang nghĩ cái rắm ăn sao từ tiểu thụ dễu cợt một bộ sát thủ tham lam bản tính chợt hiện phá trận tại ta huynh đài bất quá là nho nhỏ hỏa lực hấp dẫn người, nếu không có tại hạ, ngươi liền một thành linh dược cũng không chiếm được. Một chính không có khả năng. Hồng Đương cười nhạt, dù là có đại công tại ngươi, phá trận tại ngươi, ta chỉ là hấp dẫn hỏa lực không có bốn sáu, ta không đáp ứng. Hai tám, bốn sáu, ba bảy, tốt thành giao, liền ba bảy điểm, ta ba mươi bảy. Hồng Đương đột nhiên một ngụm nhận lời hạ. Hắn dù sao không phải linh trận sư, nhưng muốn cường công kết giới này, chỉ sợ chỉ sẽ chọc cho đến thần nông vườn thuốc thủ hộ giả phản kích. Đến lúc đó đừng nói ba thành công, chỉ sợ liền một gốc thánh dược đều lấy không được. Nếu như thế, song ngốc có thế phá trận, Hồng Đương mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là hấp dẫn một cái hỏa lực mà thôi, lại sẽ không chết, Hồng Đương đối với mình thủ đoạn bảo mệnh thập phần tự tin. Mà từ một chính thối lui đến ba bảy, như thế khoa trương lợi ích phân phối, Hồng Đương cũng nhìn thấy song ngốc tham lam bản tính. Hắn rốt cục tin tưởng, thần nông vườn thuốc bên trong xuất phẩm linh dược, có lẽ đúng như đối phương nói, thập phần thần kỳ. Nếu không, gia hỏa này đã sớm cái gì năm 5 năm điểm, cuối cùng lưng đâm mình, trực tiếp cầm 10 thành 10. Có thể nhượng bộ đến tận đây, chỉ sợ cũng là bởi vì không muốn trì hoãn thời gian, đợi đến quá nhiều người tới duyên cớ. Hợp tác vui vẻ. Từ tiểu thụ khóe môi nhếch lên, đưa tay ra, hắn đang suy nghĩ căn bản sẽ không có người muốn cùng sát thủ nắm tay. Hồng đương liếc qua, xác thực không muốn cầm tay, chỉ nói ra, ta cần hấp dẫn cái gì hỏa lực. Từ tiểu thụ sớm có đoán trước, vậy không xấu hổ, thả tay xuống sau nói ta phá trận về sau sẽ có một cái chỉ cho một người ra vào thông đạo xuất hiện đến lúc đó hồng đương huynh đi vào trước tùy tiện hái một thánh dược hội phát động thủ hộ giả căng thẳng xuất thủ ngươi trực tiếp chạy trốn là được dù sao lúc trước vị kia đều có thể chạy mất tùy tiện hái một thánh dược còn liền có thể hồng đương nghe được mặt mày cuồng loạn nghe một chút đây là tiếng người thần nông vườn thuốc đến cùng sẽ cho người như thế nào kinh ngạc vui mừng song ngốc huynh một mực nói vị kia đến cùng là Hồng Đương nhịn không được hỏi. Hắn nhưng quá hiếu kỳ, có người có thể tại cái này tham lam song ngốc trước mặt xuất thủ, tính đến cuối cùng, song ngốc đều không dám tới liều một cái thần nông vườn thuốc. Cái này cần là mạnh cỡ nào hạng người. Lực uy hiếp 10 phần A. Hắn. Từ tiểu thụ lại chần chờ, chân thành người, không phải đến vạn bất đắc dĩ, cũng không phải là cực kỳ muốn nói láo. Song ngốc huynh, đừng quên, quan hệ hợp tác. Hồng Đương ha ha một cười, một bộ giá không nói, ta liền thiếu sự hợp tác biểu lộ. Từ tiểu thụ bất đắc dĩ, buông tay nói, hắn, liền là từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ. Ân. Ừ. Một cái từ tiểu thụ mà thôi, cho xong ngốc huynh dọa. Hồng đương không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên nhận biết từ tiểu thụ. Đi theo nhiêu yêu yêu, đằng sơn hải chinh chiến vân lôn dãy núi thời điểm, mặc dù không có chính diện xuất thủ đối phó qua cái này từ tiểu thụ. Nhưng tin đồn, tên kia gậy quấy phân heo một cạn, tu vi yếu ớt, lại khắp nơi gây sóng gió, đơn giản liền là một cái không lắm, thần hình câu diệt điển hình. Đáng tiếc. Tính đến cho đến trước mắt, từ tiểu thụ hẳn là còn chưa có chết. Nói cách khác, liền nửa cái không lắm, tên kia cũng còn không có làm ra đến, vẫn như cũ sống được khoái hoạt. Từ tiểu thụ, cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Từ tiểu thụ hóa thân xong ngốc cười nhạt, thanh âm dương lên, khuyên nhủ nói. Ta với tư cách kim bài sang lệnh sát thủ, lần này liền là từ trung vực mà đến, mong muốn săn giết từ tiểu thụ. Chỉ bất quá, chưa chạm mặt, ta đã rơi vào hắn trong cục. Cô âm vách núi bên trên, Hồng Đương Huynh còn nhớ rõ tiểu tử kia mạnh mẽ chống đỡ như yêu yêu, đằng sơn hải hàng ngủ mà không rơi hạ phong A. Tương phản, hai người chúng ta, tại loại kia tràn diện bên trong, lại như cái người ngoài cuộc bình thường, hoàn toàn nhúng tay không vào trong đó, cuối cùng bị người nắm, lọc vào biển sâu phía dưới. Từ cái này, Hồng Đương Huynh chẳng lẽ còn nhìn không ra từ tiểu thụ năng lực mạnh bao nhiêu. Hồng Đương sững sờ nghe lên trước mặt song ngốc nói xong, hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này từ tiểu thụ địch nhân trong mắt, đối cảnh giới tông sư tiểu tử kia, đánh giá cao như thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại xong ngốc đánh giá tự hồ cũng không vì qua nhận xem thường bị động giá trị một tin tức cột đột nhiên nhảy một cái từ tiểu thụ liền giật mình nhìn hồng đương biểu lộ không đến mức là như thế tâm lý ý nghĩ a à? hiện trường lại không cái thứ ba người a à. lại là ngươi a à tiểu sư muội sao không ai khen ta ngươi vậy không khen vậy ta khen mình còn không được từ tiểu thụ đột nhiên liền hăng hái lắc đầu cảm khái nói ra nói lên từ tiểu thụ hiện tại ta là hoàn toàn không dám nhớ thương hắn đầu người. Từ tiểu thụ chi tài, không thua gì ta, từ tiểu thụ chi trí, có một không hai kiếm tiên, từ tiểu thụ chi dũng, chí ít cô âm vách núi bên trên không người có thể thất, từ tiểu thụ chi năng, có thể nói ngoại trừ chưa từng gặp mặt đệ bắt kiếm tiên, cho tới nay ta tìm không ra thánh thần đại lục bên trên, có người nào có thể đưa ra phải. Cái này không còn che giấu tán thưởng, quả thực cho Hồng Nương nói mộng. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, một. Nhận ghét bỏ, bị động giá trị, một ha ha lại là người a tiểu sư muội từ tiểu thụ còn kém quay đầu trừng một chút dấu ở bạch cuộc bên trong tiểu thế giới lệ tịch nhi song ngốc huynh đối từ tiểu thụ đánh giá cao như vậy hồng đương hồ nghi một đoạn thời khắc hắn thậm chí hoài nghi song ngốc kỳ thật trong bóng tối là từ tiểu thụ đồng bọn nếu không sao sẽ như thế tán dương một cái tông sư tiểu bối từ tiểu thụ bình tĩnh nói hiểu rõ nhất đối thủ người không phải là đối thủ của hắn hồng đương hắn nhất thời tiết không lên lời nói tông sư tiểu bối mà thôi lại thế nào gây sóng gió có thế bay lên trời không thành. Nếu như chạm mặt hắn tự tin đơn đã độc đấu phía dưới, từ tiểu thụ không phải đối thủ của hắn. Hồng đương huynh A. Từ tiểu thụ nhìn qua hắn khinh thường thần sắc, tình ý sâu xa nói, tặng ngươi một câu khuyên, dù là ngươi thật gia nhập thánh thần điện đường, về sau gặp được cái kia họ từ, vung ra chân chạy, cố gắng còn có thể lưu đến một cái mạng chó. Ha ha. Hồng đương cười nhạt. Hắn không hiểu song ngốc vì sao đối như thế một tên tiểu bối kiên kỵ như vậy, mới tông sư A. Tông sư. Nhưng là nho nhỏ sát thủ vốn tại trung vực nấn ná cậu thả ăn sổi ở thì bây giờ đi vào đông vực gặp được thánh nhân đại chiến hàng ngũ tại như vậy ảnh hưởng dưới lại bị trong đó nhất phương quân cờ từ tiểu thụ năng lực trung động tiếp theo khiếp đảm tình có thể hiểu song ngốc huynh sợ về sợ nhưng không cần đem e ngại áp đặt ta thân hồng đương dẻo cợt hắn nghĩ đến có lẽ liền là bởi vì bị sợ vỡ mật song ngốc mới tại từ tiểu thụ mở ra thần nông vườn thuốc thời điểm thậm chí không dám đi qua kiếm một chén canh như thế không biết tận dụng thiên cơ hồng đương trong lòng càng coi thường cái này sát thủ một bậc ai từ tiểu thụ nhìn từ trên xuống dưới cái này bắp thịt cuồn cuộn đầu óc ngu si mình trần đại hán không cần phải nhiều lời nữa chỉ nhẹ nhàng thở dài nói đến thế thôi hắn không muốn vì mình dựng nên thêm một kẻ địch cho nên có thể khuyên lui một cái là một cái nhưng làm sao thế nhân căn bản vốn không hiểu được hắn từ tiểu thụ kinh khủng chiến tích chỉ biết trong đó một góc của băng sơn thế là đối mặt lúc luôn luôn khinh thường tại người cái này vì đó làm sao nói về chính sự a à? hồng đương không muốn trò chuyện cái kia đáng giận từ tiểu thụ hắn vừa nghĩ tới mình không có nói trước đã đến phân đến thần nông vườn thuốc một chén canh liền hối hận mình lúc trước vì sao bước chân chậm dần nhiều như vậy luôn luôn tại cảnh giác trong không khí địch giả tưởng đáng tiếc đáng tiếc thủ hộ giả là ai hồng đương nhìn chầm chầm kết giới phỏng đoán lấy thần kỳ như thế thần nông vườn thuốc vườn thuốc thủ hộ giả không có khả năng bình thường một cái cự nhân từ tiểu thụ tâm thần vậy kéo lại nghiêm mặt nói. Tự nhân. Hồng đương rung lên, nghĩ đến lúc trước cùng nhau đi tới nghe được bành bành tiếng vang, trong lòng tự nhủ cái kia không phải là cự nhân truy đuổi trộm thuốc người từ tiểu thủ bước chân A. Cự nhân bao lớn. Hồng đương hỏi, việc quan hệ sinh tử, hắn nhất định phải rõ ràng mình cần hấp dẫn mạnh cỡ nào hỏa lực. Cao ba trượng A. Từ tiểu thủ cân nhắc dùng từ, sợ hù chạy cái này cái thứ nhất người hợp tác. Ân, ba trăm trượng cùng ba trượng nhiều, đúng là một cái khái niệm không sai A. Cái kia còn có thể, ta long hồn phụ thể về sau, vượt qua 10 trượng. Hồng đương nghe tiếng gật đầu, hỏi lại, cự nhân mạnh cỡ nào? Từ tiểu thụ suy nghĩ một chút, lại thành khẩn đáp, từ tiểu thụ vương tọa thân thế có lẽ có thể địch chi, nhưng ta dù sao không có gặp bọn hắn thật đánh nhau qua, cho nên cái này nên tính là cất bước đối kháng cự nhân điều kiện. Ân, ừ, cất bước điều kiện là vương tọa thân thế, nhưng bên trên không giới hạn, vậy cũng là thành thật đối đáp đi. Cái kia cũng được, ta chính là trên đời hiếm thấy vương tọa thân thế, triệu hoán long hồn về sau, cổ thông vương tọa thân thế, thậm chí không phải đối thủ của ta, từ tiểu thụ có thế địch chi, ta cũng có thể lấy. Hồng Đương nghĩ đến, lại gật đầu nói, cự nhân số lượng bao nhiêu? Liền một cái. Từ tiểu thụ thanh âm nhất trọng, cái này đề ta hội, lại ngươi không sợ. a à. Hồng Đương lần này cười. Song Ngốc Huynh yên tâm, ta đi vào chỉ hái một thánh dược, nhưng thánh dược phẩm loại, nhất định phải mặt ta trước tuyển, sau đó Huynh Đài không được cùng ta tranh chấp. Về phần chỉ là cự nhân, một lát hất ra về sau, ta hội quay đầu trở về. Đến lúc đó, mong rằng huynh đài không nên quên, hợp tác ước hẹn. Hồng đương thẳng tắp chầm chầm lên trước mắt sát thủ, muốn nhìn rõ hắn gương mặt thật. Đây là tự nhiên. Từ tiểu thụ bình tĩnh gật đầu, ba bảy điểm, ta chiếm đầu to, không cần hố ngươi, kỳ thật cho dù là thần nông vườn thuốc bên trong một thành thánh dược, cầm tới sau tiếp xuống cả một đời, ngươi vậy không thiếu linh dược ăn. Hồng đương lông mày nhíu lại, lại ngắm hướng về phía cái kia minh mông bát ngát siêu cấp đại kết giới, trong lòng khó nén lửa nóng thật có thần kỳ như vậy sao? Ta cơ duyên, thật muốn tới. Song ngốc huynh, không nói nhiều nữa, mời phá trận, ta hộ pháp cho ngươi. Hồng đương chỉ một ngón tay, tâm tình bắt đầu kích động. Tốt. Từ tiểu thụ vậy không nói nhảm nữa. Thần nông vườn thuốc trận pháp, hắn cùng lệ tịch nhi ngồi sổn trên tàn cây đoạn thời gian kia, đã nghiên cứu triệt để. Thời gian có thể ma diệt hết thảy, nếu là đặt ở cái này phong bế kết giới mới thành lập thời điểm. Từ tiểu thụ không dám đánh cam đoan hắn vương tọa đẳng cấp giật tinh thông, có thể phá trận. Nhưng trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt trước mặt kết giới này, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là sơ hở. Hư không tùy tùng là đang thủ hộ thần nông vườn thuốc, nhưng hiển nhiên, hư không tùy tùng không phải một cái linh trận đại gia, không có cách nào giữ gìn cái này phong bế kết giới. Kết quả là, vì duy trì ở phá trận gian nan, đủ để đạt được bảy thành lợi ích hình tượng, từ tiểu thụ giả vờ giả Việt, tại kết giới này bên ngoài, chậm trễ 5-6 phút thời gian. Thẳng đến hộ pháp hồng đương lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại, hắn mới có chút một cười. phá, xa xa một chỉ, điểm hướng trước mặt kết giới sơ hở bên trong một chỗ. linh nguyên hóa thành sợi tơ, tại cái này trong kết giới đáp cầu dắt mối, thoáng qua cơ cấu ra một cái có thế dung một người thông hành kết giới thông đạo. soát thông đạo vừa vừa thành hình, thần nông vườn thuốc bên trong mùi thuốc nồng nặc, linh khí, lấy mắt trần có thể thấy hình thái, hóa thành dạng sóng cỏ rửa mà ra. ngô, một tích tắc này, từ tiểu thủ khí hải nhảy một cái, hai đầu gối siết chặt kém chút không thể ngăn chặn cảnh giới, tại chỗ đột phá. Nhưng là không thể đột phá. Cái này muốn vừa vỡ, tông sư đột phá ba động vừa ra, hồng đương không được mắt trợn tròn tại chỗ. Từ tiểu thụ trên mặt có lấy nửa che giấu nửa chân thực cuồng nhiệt, suýt lấy mười thành mười suy yếu giả tượng, yếu ớt nói, hồng đương huynh, mời. Hồng đương huynh, mời chịu chết. Chịu chết hai chữ đương nhiên không thể lối ra. Từ tiểu thụ một lời nói xong, lại ngửi ngửi chấp mũi cái kia mùi thuốc nồng nặc, trong lòng biết nếu muốn duy trì xong ngốc hình tượng, giờ phút này khiêm nhượng căn bản vốn không được. Thế là vừa mới nói xong, thân hình hắn hóa thành lưu quang, thẳng tắp trước hướng cái kia kết giới thông đạo phóng đi. Người bình thường mặc đối sát thủ khiêm nhượng, khẳng định sẽ tâm sinh cảnh giác, nhưng nhìn xem như thế một cái phá trận xong suy yếu vô cùng sát thủ, vậy nhìn không được thần nông vườn thuốc mùi thuốc mà lựa chọn trùng sát trước trận. Lý trí cái gì, tự nhiên có thể vứt bỏ. Không thể không nói, từ tiểu thủ cái này xông lên, hoàn toàn cầm chắc lấy hồng đương tâm lý hồng đương còn tại trở về chỗ cái kia điên cuồng đến làm chính mình thái hư khí hải đều có thể có chỗ ba động mùi thuốc nồng nặc quay đầu thấy một lần sông ngốc không có hắn hai mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi con chó sông ngốc hợp tác có lời công kích là ta ngươi chớ có trái với điều ước hắn song chân vừa đạp thân hình như đạn pháo đi theo vậy xông vào kết giới thông đạo bên trong giờ phút này hồng đương căn bản không có thời gian suy nghĩ nếu như sông ngốc thật muốn phá trận về sau độc thân tiến về vậy hắn lưu tại nơi đây chờ người đến hợp tác ý nghĩa là cái gì? Nếu là nghĩ lại, Hồng Đương nhất định có thể phát giác trong cái này có trá. Nhưng, nghĩ lại, mở cái gì chó má nói đùa? Thật phải chậm hơn một bước. Không, nửa bước. Thật phải chậm hơn nửa bước, thần nông vườn thuốc bên trong thánh dược, không được bị cái kia con chó sát thủ song ngốc, cho hoàn toàn dời trống. Cút cho ta a à. Hồng Đương hậu phát chế nhân, tốc độ cực nhanh, sau sông ngốc còn nhanh một chút xông vào cái kia kết giới thông đạo bên trong cơ hồ là chân trước tiếp chân sau không có nửa điểm chênh lệch thời gian từ tiểu thụ hóa thân sông ngốc đồng dạng không cần nghĩ ngợi theo vào giống như là hoàn toàn không nghĩ qua ở hậu phương lẳng lặng chờ đợi đúng hẹn mà đi từ tiểu thụ cổ thụ bên trên lặng thân ở giới vực bạch quật bên trong tiểu thế giới hoàn toàn biến mất tồn tại lệ tịch nhi trong mắt nhiều một vẻ lo âu nàng không nghĩ tới vì hố hồng đương tiếng thần nông vườn thuốc từ tiểu thụ vậy mà vậy đi theo vào cái này nếu là hư không tùy tùng lại đi thức tỉnh, chẳng phải là một cước hai cái. Cơ hồ là cùng một thời gian, lệ tịch nhi mũi chân một điểm, liền cũng muốn đuổi theo, xông vào cái kia kết giới thông đạo bên trong. Đúng lúc này, tham thần nhẹ nhàng meo một tiếng. Lệ tịch nhi trong nháy mắt tỉnh táo. Không đúng, ta đang lo lắng từ tiểu thụ. Là ta nhẹ nhàng, vẫn là theo từ tiểu thụ quá lâu, đầu óc vậy xảy ra vấn đề. Hắn, còn cần ta lo lắng. Lệ tịch nhi một lần nữa ngồi sổn trở lại cổ thụ bên trên, lặng im đợi đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hồng đương gọi là cái này tên a không cừu không oán hy vọng ngươi tìm không thấy từ tiểu thụ thời điểm lấy xuống thánh dược thời điểm thấy hư không tùy tùng thức tỉnh thời điểm có thế nhanh chân chạy như điên a tựa như từ tiểu thụ nói gặp được từ tiểu thụ liền điên cùng chạy trốn bộ dáng một dạng chỉ có này có lẽ ngươi mới có thể cẩu thả đến một mạng ông trời phù hộ ngươi lệ tịch nhi nắm thật chặt nhánh cây nhìn kết giới thông đạo, nhẹ giọng nỉ non. Mèo. Tham thần ngẩng đầu nhìn nữ chủ nhân một chút, vậy dạng chó hình người dựng lên hai cái mập cục cục tiểu chân trước, chắp tay trước ngực mèo một tiếng. Hồng đương huynh. Là cái này tên A. Mèo mèo. Hồng đương huynh, nguyện thụ chủ phù hộ ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1044, cái gì? Ngươi nói cái này gọi là hơn ba trượng cự nhân. Thần nông vườn thuốc, ta tới rồi xông vào kết giới thông đạo thứ nhất trong nháy mắt, từ tiểu thụ chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều đang run sợ. Nơi này linh dược hương khí, thiên địa linh khí. Quá vẹn toàn. Đều tràn ra tới. Nga 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 nga. Trấn hư bia quá so chiêu dao động, từ tiểu thụ đã sớm nhét vào rừng kỳ tích không đáng chú ý trong góc. Lúc này hắn lại hóa thân trấn hư bia, sản khoái giống là lần đầu tiên dùng phương pháp hô hấp trắng thuốc, thẳng bị linh khí khống giữa không trung. Không thể hút, không thể nhìn, không thể đột phá nhẫn nại nửa một cái, lại kiên trì trong một giây lát, ta nhất định có thể. Từ tiểu thụ cố gắng hai mắt nhắm lại, liền cảm giác truyền đến hình tượng đều không dám nhìn tới. Hắn liền sợ chính mắt thấy sông ngốc trong trí nhớ cái kia phiến có lấy mấy vạn thánh dược vườn thuốc, lập tức điên rồi, như tên kia bình thường, hoàn toàn mất khống chế. Kế hoạch còn tại thuận lợi tiến hành. Hồng đương đã nhập thần nông vườn thuốc, chỉ cần hắn lấy xuống một thuốc, đem hư không tùy tùng dẫn đi. Đến lúc đó, linh dược gì không thể cất vào trong túi, cái gì thánh dược không thể dùng phương pháp hô hấp toát rơi biến mất thuật không chần chờ chút nào bằng vào cường đại ý chí lực chống đỡ dụ hoặc từ tiểu thụ một tay biến mất thuật biến mất tại thần nông vườn thuốc bên trong mặt khác hồng đương là dẫn đầu xông vào thần nông vườn thuốc nhưng mà một hơi hai hơi ba hơi qua đi hắn còn chỉ ngây ngốc ở tại kết giới thông đạo lối vào ta đậu xanh rau má ta mẹ hắn đến cùng thấy được cái gì a à? tự xưng là thái hư nhiều năm tiểu kim cố sung mãn hàng long thủ hồng đương lúc này nhìn lên trước mặt cái này một phương vườn thuốc, cực kỳ giống đồ nhà quê vào thành, bị như thế xa hoa, đầy phối bảo địa cho trấn trợn tròn mắt. Đập vào mắt đi tới, thần nông vườn thuốc mênh mông. Ba bước nhất phẩm linh thảo, năm bước một đại thánh dược. Sắc màu rực rỡ, hoa khoe màu đu sắc, rực rỡ muôn màu, đa dạng. Chủng loại nhiều, số lượng chi phong, đơn giản so thánh thần đại lục bên trên tất cả linh dược thương hội chung vào một chỗ tổ chức đấu giá hội, đều muốn tới khoa trương. Chu huyết hoa, đào tiên linh một, thánh tích quả thụ làm sao có thể loại này thánh dược làm sao có thể cứ như vậy bày ở lối vào cái này không phải là thả tại bất luận cái gì nhất phương vườn thuốc đều là ở trung tâm đỉnh phối linh dược à làm sao có thể như vậy không khéo léo thả tại cửa ra vào cung cấp người thưởng thức nếu là không cẩn thận giẫm hỏng làm sao bây giờ a à? quá không khéo léo đơn giản quá không khéo léo hồng đương từ lẩm bẩm nói năng lộn xộn hắn bày ra tay lắc đầu hoàn toàn không cách nào dùng bất kỳ động tác gì bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này trong lòng chấn kinh. Nhập môn liền là cái này ba loại thánh dược. Trừ cái đó ra, bên hông còn có thật nhiều tản ra ngang nhau cấp độ thánh lực ba động, nhưng hồng đương gọi không ra tên đến thánh dược. Về phần một hai phẩm linh dược. Song ngốc nói không sai a. À. Tại thần nông vườn thuốc, một hai phẩm linh dược, thật sự chỉ là tạp hoa cỏ dại, liền để cho người ta nhìn lâu một chút đều làm không được. Trăng sáng phía dưới, nào có ánh sáng đom đóm. Nhiều lắm, làm sao có thể lấy cho nhiều như vậy, cái này gọi ta lựa chọn ra sao? Hồng Dương tận tồn một điểm ý thức, để bước chân hắn nhanh chóng hướng thánh tích quả thụ phương hướng tới gần. Là, thần nông vườn thuốc thánh dược nhiều lắm, nhưng Hồng Dương tỉnh táo lại nghĩ, bất luận cái gì lại cao phẩm chất, đối chiến lực tăng phúc mạnh hơn thánh dược, vậy kém xa thánh tích quả đối một cái thái hư lực hấp dẫn lớn. Hồng Dương may mắn mình nhận biết thánh tích quả, giờ phút này có thể đem thứ nhất lựa chọn giao cho như vậy thánh dược. Nhưng hắn đồng dạng hối hận mình vô tri, bởi vì thần nông vườn thuốc bên trong, tất nhiên tồn tại có so thánh tích quả còn muốn lợi hại hơn thánh dược đám người hái đáng tiếc không biết vậy không có thời gian đi quen biết xoát một cái vọt tới thánh tích quả thụ bên cạnh trên ngọn cây này thánh tích quả còn sót lại hai viên nhưng râu ria bởi vì chỉ một chút quét qua hồng đương liền phát hiện nơi xa còn có vài cọng thánh tích quả thụ nói cách khác mình bây giờ cầm một viên thánh tích quả về sau song ngốc không đến mức cùng mình trở mặt hái hư cảnh giới liền có thể có được thánh lực cái này tương đương với không giây phút nào đều tại uống thánh huyết. Phải biết, ta sống đến bây giờ, liền một giọt thánh huyết đều không có đoạt tới tay. Mà chỉ muốn ăn thánh tích quả, ta liền có thể có được năng lực như vậy. Ha 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 ha. Hồng đương cuồng cười đưa tay nâng ở đầu người lớn nhỏ thánh tích quả, không chút do dự lấy xuống. Thời gian, tại thời khắc này phản phất dừng lại. Biến mất trạng thái dưới từ tiểu thụ rốt cục mở mắt ra, đầy mặt trung động nhìn qua phía dưới cái này một mảnh vườn thuốc cưỡng ép mở ra cái khắc ánh mắt sau hắn lại rất dễ dàng nhìn thấy vườn thuốc phương xa có một cái hố trời, trong hố trời đang ngủ say lúc trước gặp qua cái kia một đầu 300 trượng lớn nhỏ hư không tùy tùng. Không hề nghi ngờ, Hồng Đương dùng linh niệm nhìn thấy. Chỉ bất quá, chợt nhìn cái này ngủ say hư không tùy tùng quá mức to lớn, lại không có chút nào sinh cơ ba động, bất luận kẻ nào đầu tiên mắt đều hội đem xem như là một tòa thủ hộ vườn thuốc dãy núi. Từ tiểu thụ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn có vào trước là chủ, cho nên mới phân rõ được đi ra, tòa này màu đen núi lớn, kỳ thật liền là hư không tùy tùng đang nằm thân thể. Lại vừa nghiêng đầu, đương nhiên, từ tiểu thụ gặp được hồng đương lấy xuống thánh tích quả động tác. Giờ khắc này, hắn cười. Khó mà ngăn chặn cười vui vẻ. Hồng đương huynh, trân trọng. Trong lòng mới khó khăn lắm nghĩ như vậy, thánh tích quả thoát ly thánh tích thụ trong nháy mắt. Oanh! Nương theo một tiếng kịch liệt vang lên. Bầu trời, đen. Ân! Bưng lấy đầu người lớn nhỏ thánh tích quả, hồng đương liền giật mình. Phát sinh cái gì? hắn vừa nghiêng đầu, giật mình phương xa tòa kia hắc sắc sơn mạch, vậy mà động. Núi như người, dựng thẳng đứng người lên, che khuất bầu trời, đem thiên khung tất cả ánh sáng, phát ở mặt sau, chỉ giao cho thần nông vườn thuốc, bóng đêm vô tận. Người xâm nhập. Cái này hắc sắc sơn mạch cự nhân nói chuyện, thanh âm ong ong rung động vang, như lôi đình chấn nhiếp lòng người, lại một cái không biết sống chết người xâm nhập. Cái này. Hồng đương nghe tiếng tay nắm chặt lại, trái tim một nắm chặt, kém chút không có đem thánh tích quả cho tại chỗ bóp nát. Cái này. Cái này. Cái này mẹ nó, là là thứ đồ gì? Cố gắng nhìn quanh nghiêm túc phân rõ. Rốt cục nhìn thanh dựng thẳng lên đến hắc sắc sơn mạch nguyên lai là một đầu 300 trượng lớn nhỏ viễn cổ cự nhân, hồng đương con ngươi đột nhiên co lại, tâm tính tại chỗ nổ rớt. Qua loa cỏ. Xong ngốc, ngươi đi ra cho lão tử giải thích một chút. Thủ hộ giả. Cự nhân. Ngươi quản cái này gọi ba trượng nhiều cự nhân. Vương tọa thân thế. Đây chính là ngươi nói vương tọa thân thế có thể địch nổi đây con mẹ nó là cái sinh vật gì a? À? Bành một cái, dưới chân thổ địa nổ tung, bùn đất văng khắp nơi. Hồng Đương liền nhiều trì hoãn một giây cũng không dám, bưng lấy đầu người lớn nhỏ thánh tích quả, như lúc trước chi xong ngốc, nhanh chân liền chạy. Một bên hướng kết giới thông đạo bên ngoài chạy, Hồng Đương còn vừa tại phát rồ gào thét. Con chó sông ngốc, ta ít 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 ngươi cha. Ta nguyện rủ ngươi trong tộc trên dưới 18 đời, toàn diện chết không yên lành. Cự nhân ta đi mẹ cự nhân, ngươi chính là tại lừa ta, giá tên súc sinh này oa than thở khóc lóc. Giờ khắc này, chút thời gian trước cái kia chút bị bỏ qua mảnh, toàn diện đang điên cùng bên trong bị nhớ lại. Song ngốc vì sao A phá trận về sau, còn muốn xông về phía trước, như thế, trước hắn tại bên ngoài kết giới tìm kiếm đối tượng hợp tác ý nghĩa là cái gì? Song ngốc rõ ràng liền là thái hư, vì sao A hắn đánh đòn phủ đầu, tốc độ vẫn còn so với chính mình chậm, bị mình dẫn đầu đoạt vào thần nông vườn thuốc bên trong, hắn đang chờ đợi cái gì? Song ngốc vào thần nông vườn thuốc, tung tích trực tiếp biến mất, hắn, lại đang sợ cái gì? từng cái cự nhân. Từng cái đáp án, liền là trên đỉnh đầu cái này cao vút trong mây 300 trượng lớn nhỏ hắc ám cự nhân. Hồng đương điên rồi. Miệng bên trong cùng loạn thô tục, nương theo lấy thân hình hắn, như chó nhà có tan đồng loạt thoát ra kết giới thông đạo, vang vọng tại thần nông vườn thuốc bên ngoài mỗi một cái góc. Người vì tiền mà chết. Hồng đương nghĩ đến xong ngốc hội hố hắn, cho nên trước kia liền làm xong đối phương nói cũng không hoàn toàn là nói thật chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, xong ngốc hội hố hắn hố đến triệt để như vậy. Như vậy to lớn cự nhân làm vì thủ hộ người, song ngốc là thế nào còn dám ra tay? Hắn lá gan mập đến bầu trời sao? Hắn làm sao dám A? À? Chạy. Ta chỉ có chạy. Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Châu chấu đá xe, kiến càng lây cây thôi, tất cả chuẩn bị, tại cái này cự nhân trước mặt, toàn diện đều là đồ chơi. Hồng đương liều mạng mắng, vung ra lực tốc độ cao nhất chạy. Việc cấp bách, bảo vệ thánh kết quả, cậu thả đến một mạng. Về phần sông ngốc thu được về tính sổ sách. Bên ngoài, cổ thụ phía trên. Nghe cái này khó xử lọc vào tai tiếng mắng chửi, thấy kết giới thông đạo bên trong lao ra một con chó điên, Lệ Tịch Nhi hít một hơi thật sâu, chỉ có vô tận trầm mặc. "Từ tiểu thụ, ngươi là thật hung ác a." À. Xả thân thay thế. Tuyên là dùng nghĩ, Lệ Tịch Nhi liền có thể biết lấy xuống thánh dược về sau, nhìn thấy trên trời đứng lên một đầu hắc ám cự nhân, lập tức hồng đương tâm tình sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Nàng nửa ngồi tại cổ một tán cây bên trong, hai tay nắm lấy tham thần hai chỉ có vấn nộn đệm thịt tiểu chân trước, bên cạnh bóp bên cạnh hơi âm thanh nói ra, tiểu tham thần A. Mèo ô. Tham thần ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Lệ tịch nhi môi đỏ một hấp, thật lâu thở dài, về sau không dùng lại ngươi tam yếm đồng một nhắm ngay từ tiểu thụ, biết không? Mèo ô. Tham thần nghiêng đầu, tại sao vậy? Lệ tịch nhi không nói gì. Nhìn một cái ngươi bộ này thiên chân vô tà bộ dáng. Tham thần A, ngươi có biết hay không, nếu có một ngày ngươi bị từ tiểu thụ ăn đến liền mèo lông đều không thừa một căn, chỉ sợ trước khi chết, ngươi vẫn là vui vẻ. Không có cái gì. Nhưng trễ ngừng lại về sau, lệ tịch nhi không cần phải nhiều lời nữa, ẩn nấp đi, tuyệt đối đừng bị hư không tùy tùng phát hiện. Làm vì một người ngoài cuộc, dù là không nhìn thấy thần nông vườn thuốc bên trong phát sinh tình huống, lệ tịch nhi cực kỳ thông minh, lại sao hội phán đoán không ra bên trong thế cục. Hư không tùy tùng đối với thần nông vườn thuốc kết giới bị phá hư, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hồng đương hái một lần thuốc, tiến bắn cùng đi hư không tùy tùng liền cho ra phản ứng đây không thể nghi ngờ là từ tiểu thủ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn hắn hồng đương một người tại tiếp nhận hư không tùy tùng tất cả áp lực y theo tình huống như vậy đẩy ra thần nông vườn thuốc kết giới căn bản vốn không trọng yếu hư không tùy tùng thủ hộ chỉ có linh dược thánh dược mà thôi cho nên khi dưới hồng đương tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh không phải chạy mà là buông xuống thánh tích quả tùy tiện ném xuống đất đều được có lẽ như thế hư không tùy tùng liền sẽ không lại truy đuổi nhưng là khả năng sao lệ tịch nhi trong đầu hiện lên sông ngốc chết thảm bộ dáng nàng chính là chưa từng thấy qua sông ngốc nuốt thuốc nhưng chỉ bằng một lần cuối từ trên người sông ngốc tiêu tán mà ra thánh dược hương khí cùng hắn cái kia thái hư liền nắm giữ thánh lực tình huống đến xem thánh tích quả ai đều không bỏ xuống được bảo vật đã vào tay lý trí hội nói cho tất cả người hái thuốc buông xuống thánh dược lập địa thành phật động lòng người đều có may mắn tâm lý vạn nhất đâu vạn nhất ta có thế trốn qua hư không tùy tùng truy sát đâu. Vậy ta liều mạng đạt được thánh tích quả, liền như vậy buông tay, chẳng phải là thua thiệt tốt, ngu đến mức chết. Tham lam. Lệ tịch nhi trầm ngâm. Tham lam, nguyên tội. Nhưng muốn nói tham, ai tham qua từ tiểu thụ. Người khác chỉ là hái một gốc thánh dược liền chạy ra, từ tiểu thụ tên này, đều chính diện đã lĩnh giáo rồi hư không tùy tùng chiến lực, nhưng vẫn là không cần nghĩ ngợi đánh lên toàn bộ thần nông vườn thuốc chủ ý, toàn bộ. Thậm chí vì thế, sớm bố cục đây mới gọi là tham thần mèo trắng liền là chuyện tiếu lâm oanh trong lúc suy tư thần nông vườn thuốc bên ngoài kết giới không gian vỡ vụn một cái chân to đạp đi ra sau đó hư không tùy tùng mắt đỏ hiện thân để mắt tới ôm thánh tích quả chạy trốn đến tận đẩu tận đâu hồng đương chạy trốn phương hướng oanh 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 chân to một bước cự nhân cùng sâu kiến lại một trận truy đuổi hí bắt đầu quả nhiên lệ tịch nhi nhìn qua hư không tùy tùng đi xa thầm nghĩ người khổng lồ này quả nhiên mục tiêu chỉ có thánh dược cùng trộm thuốc người, những người khác đều chẳng muốn quản. Nàng lại nhìn phía thần nông vườn thuốc phương hướng. Cho đến đây, cái kia bên trong cái thứ ba người, đều còn không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng là có thể nghĩ, chỉ cần từ tiểu thụ khẽ động thánh dược, hư không tùy tùng tất nhiên có cảm ứng đến lúc đó nó là hội tiếp tục truy đuổi hồng đương, vẫn là lập tức quay người về thần nông vườn thuốc. Lệ tịch nhi không khỏi ôm chặt mèo trắng than thần, trong mắt lại hiện ra nồng đậm sầu lo. Từ tiểu thụ, ngươi hội hái bao nhiêu đâu? Một cây, hai cây. Vẫn là một gốc cây, hai gốc cây. Nhưng hàng vạn hàng nghìn, phải nhớ đến thấy tốt thì lấy A. Ta. Ta. Đều là ta. Nơi này mười thành mười, ta toàn bộ muốn. Thần nông vườn thuốc bên trong, từ tiểu thụ mắt đỏ, nhẫn lâu như vậy, hắn rốt cục điên rồi. Hồng đương quả nhiên đem hư không tùy tùng dẫn đi ra, cái này cùng linh hồn đọc đến đến sông ngốc hái thuốc quá trình, không có sai biệt. Vậy cùng trước đó kế hoạch, không có nửa phân ra nhập thiên y vô phùng hồng đương huynh đi thủ hộ giả vậy đuổi theo hắn hiện tại thần nông vườn thuốc không có một cái nào ngoại nhân thánh dược cùng cỏ dại tất cả đều là ta lần trước tại bạch cuộc bên trong dời một mảnh ba bốn phẩm linh dược ruộng từ tiểu thụ xem như trân bảo liền tham thần muốn học luyện đan cũng không cho tạo lần này cấp bậc trực tiếp bay vụt đến thánh dược từ tiểu thụ chỗ đó còn có thể nhìn được đếm lấy thời gian kiềm chế kích động đọc trọn vẹn mười hơi lường trước lấy hư không tùy tùng cùng hồng đương hẳn là chạy xa từ tiểu thụ quả quyết giải trừ biến mất thuật rơi xuống thánh tích quả thụ bên cạnh cái này quả thánh tích quả thụ không phải hồng đương song ngốc hái cây kia mà là nằm ở bên trong một chút còn bảo tồn có bảy viên thánh tích quả hoàn hảo chủng loại lấy nó xuống ăn hết ta liền có thể tông sư có được thánh lực sau này chính là chiến thái hư chỉ cần đối phương không dùng thánh huyết đều cùng hư không tùy tùng đánh song ngốc hồng đương một dạng không cần tốn nhiều sức từ tiểu thụ hầu kết lăng một vòng nuốt nước bọt đưa ra ác ma hai tay, mò về thánh tích quả thụ rễ cây. Hoa hòa thượng phụ thể. Ta muốn nhổ tận gốc. Trồng đến nguyên phủ thế giới, bồi dưỡng bán thánh tiểu đệ. Hoa ha 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 ha. ha. Không được, không thể cười, không thể cười. Quá càng rỡ dễ dàng xảy ra chuyện, ta hiện tại cực kỳ giống một ác ma nhân vật phản diện. Từ tiểu thụ ngừng thở, liễm ở dáng tươi cười, hai tay một nắm thân cây, liền muốn dùng sức. Liền lúc này, thánh đế vẫy rồng đột nhiên từ rất nhỏ nhịp tim, tăng thêm đến như là ngày đó biển sâu phía dưới, đối mặt bán thánh cương bố y bình thường, tần suất điên cuồng. Phanh phanh. Phanh phanh. Phanh phanh. Bị kinh sợ, bị động giá trị, một. Tin tức cột bắn ra khung, đem mắt đỏ từ tiểu thụ đánh đến tỉnh táo một chút. Gặp nguy hiểm. Hắn lập tức từ bỏ nhổ lên liễu rủ ý nghĩ. Quả nhiên, thánh đế vẫy rồng tiếng tim đập, lại khôi phục được bình thường trình độ. Muốn động thánh dược, hư không tùy tùng liền sẽ có cảm ứng. Từ tiểu thụ nhíu nhíu mày, đưa tay mò về thánh tích quả không có hái nhưng vừa nghĩ tới muốn hái phanh 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 thánh đế vẫy rồng điên cùng loạn động tần suất nhanh chóng chinh bày ra lấy hái quả về sau là tình thế chắc chắn phải chết mẹ nó từ tiểu thụ nổi giận đun sôi con việc ngay tại bên miệng cũng không có bay còn không thể ăn hắn phóng tầm mắt nhìn quét qua quét về toàn bộ thần nông vườn thuốc nhỏ cách cục nhỏ từ bỏ là không thể nào đã chỉ có một lần xuất thủ cơ hội lời nói. Từ tiểu thụ suy nghĩ một chút, mở ra nguyên phủ thế giới không gian thông đạo, bắt đầu mở rộng, mở rộng, lại mở rộng. Ta liền nói một vài, duy nhất một lần, chuyển không thần nông vườn thuốc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1045, đây là bán thánh vị cách, đưa ngươi, chúc ngươi sớm ngày phong thánh. Cổ thành kiến trúc khu, một tòa rách nát bên trong đại điện. Diệp Tiểu Thiên mặt mũi đầy bụi đất từ trong điện đi ra, nhìn ra đến bên ngoài thế giới đã lâu ánh sáng trên mặt cũng nhiều như trút được gánh nặng cười mê cung mở cái gì nói đùa thật coi ta thuộc tính không gian là bài trí mê cung có thế vây khốn ta chỉ bất quá vừa nghĩ tới bị khốn mê cung trong khoảng thời gian này mỗi một lần chỗ trẻ gặp được yêu đều là một đầu siêu cấp cự nhân hư không tùy tùng dịp tiểu thiên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi cô âm vách núi bên trên cầm tới a giới về sau lúc đầu dựa theo kế hoạch hắn hẳn là kết thúc vân lôn dãy núi hành trình trở lại thiên tang linh cung phối hợp kiều thiên chi tiến hành thí nghiệm nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa không phải sao biển sâu một chuyến gặp phải không thể rút khô hắn cái này không gian áo nghĩa luyện linh sư hư không đảo bên trên cái này một ngôi đại điện mê cung cái kia từng đầu hư không tùy tùng truy sát kém chút không có đem hắn mệnh đều bàn giao tại cái này quay đầu lại thấy rõ trên cửa đại điện bản hiệu diệp tiểu thiên lộ ra một mặt quả là thế tội nhất điện hư không đảo chính đại tuyệt địa đứng đầu không hổ là ngươi nơi tốt là nơi tốt, chỉ tiếc, không có hư không kết tinh, bảo bối hối đoái không ra, người lại kém chút bỏ ở nơi này. Cái này phá chỗ ngồi, về sau cũng không có khả năng tới. Diệp Tiểu Thiên không muốn đi hồi tưởng trong điện thống khổ tao ngộ. Hắn hiện tại chỉ mong muốn tại hư không đảo đi dạo một vòng, đợi đến cái chỗ chết tiệt này lúc nào có thế rời đi, tranh thủ thời gian về thiên tăng linh cung đi. Người khác khao khát phong thánh đạo cơ, hắn xem thường. Không gian áo nghĩa viên mãn, Diệp Tiểu Thiên đã đi ra độc thuộc về mình đường trước mắt hắn cách thành tựu thái hư còn có một đoạn thời gian, bán thánh liền càng thêm không cần vọng tưởng. Mà chỉ cần hắn lấy không gian áo nghĩa lại thành tựu thái hư, trong thiên hạ, ai có thể là hắn địch thủ. Đến lúc đó, còn muốn bán thánh vị cách, đó không phải là một câu sự tình. Trời đất bao la, thế lực nào không có thèm nắm giữ không gian áo nghĩa diệp bảo bối. Nên nhàn một chút. Diệp tiểu thiên tay vừa lộn, dưới chân không gian áo nghĩa trận đồ xoáy dương mà mở. Đi vào hư không đảo về sau, là một cái không gian chi chủ, hắn thậm chí không thể tới kịp xem thật kỹ một chút nơi này. Hiện tại rốt cục có thời gian, không lấy thượng đế thị giác trộm ách, nhìn xem nơi này người và sự vật, Diệp Tiểu Thiên cảm thấy có lỗi với hắn cả đời này thành quả tu luyện. Xoát xoát xoát. Tay hướng hư không một vòng, xuất hiện trước mặt rất nhiều không gian mặt kính, bên trong chiếc xạ ra từng cái hoặc chật vật, hoặc vui vẻ, hoặc tuyệt vọng bóng dáng. Một tòa nhìn xem liền rất viễn cổ rừng cây bên ngoài, tóc bạc tiên nhan kiếm khách mang theo hai thanh kiếm gỗ, bốn phía nhìn xung quanh, bên cạnh Đông đưa quạt giấy bên cạnh đi vào rừng cây bên trong. Khá quen. Người này giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ, nhưng nhớ lại một phen, cô âm vách núi bên trên hắn liền không có gặp qua vị này, có lẽ là về sau rớt xuống biển sâu. Tay một vòng, tiếp theo mặt kính thế giới. Vẫn như cũ là viễn cổ rừng cây bên ngoài, một bộ đồ đen không lông mày đại hiệp chậm rãi hướng phía trước, trong thần sắc có cảnh giác. Diệp Tiểu Thiên thấy vậy cực kỳ cảnh giác, bởi vì trong tấm hình truyền đến không chỉ có người còn có tiết tấu to lớn tiếng oanh minh. Một lẫm. Lại là rừng cây. Mọi người làm sao đều rớt xuống rừng cây cái này cùng nhau đi. Liền ta không may đi đến tội nhất điện. Còn có cái này tiếng oanh minh, cái trước hình tượng vậy có một chút thanh âm, bọn hắn tại cùng cái địa phương. Cái này tiếng oanh minh. Diệp tiểu thiên nghe răng, cực kỳ bạo phá, cực kỳ từ tiểu thụ nha. Không tại nhiều nhìn, lại một vòng, hình tượng hoán đổi. Vẫn là viễn cổ rừng rậm, nhưng lần này không gian mặt kính lật một cái, bên trong bóng người liền từ chạy vội chuyển thành dừng lại, thậm chí còn ngước mắt nhìn phía bầu trời. Ánh mắt phản phất xuyên thấu không gian, thấy được chính đang rình coi Diệp Tiểu Thiên. Đóng. Diệp Tiểu Thiên tay run một cái, tắt liền màn này. Mẹ nó. Bán thánh. Hư không đảo còn tới bán thánh. May mà ta nhanh tay, đóng phải kịp thời, hoặc là liền ra đại họa. Mây thuộc tính. Vân lôn dãy núi. Là vị kia. Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ sâu xa, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn không dám nghĩ tiếp. Chuyện gì xảy ra a? À? Mọi người đều tại hướng rừng rậm phương hướng chạy, đó là rừng kỳ tích sao? Diệp Tiểu Thiên nhíu mày. Liên tiếp ba cái hình tượng đều cùng rừng rậm có quan hệ, còn đều có tiếng ầm ầm vang, hắn không thể không hoài nghi, đây không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Tay lại vạch một cái. Lần này Diệp Tiểu Thiên thấy được tiếng ầm ầm đầu nguồn. Một cái mình trần đại hán ôm đầu người lớn nhỏ trái cây đang chạy, phía sau là một tôn màu đen 300 trượng hư không tùy tùng đang đuổi a à. Diệp Tiểu Thiên nhìn cười. Cái này đại hán cũng là thằng xui xẻo. Chỉ bất quá thằng xui xẻo này may mắn chút, Trừng Kỳ Tích chỉ có một đầu hư không tùy tùng truy hắn. Tội nhất điện. Quay đầu nhìn một cái đại điện, Diệp Tiểu Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm mới đè xuống lại bắt đầu thình thịch đập loạn tiếng lòng. Chỗ trẻ gặp được yêu cảm giác hắn không muốn lại thể nghiệm. Tội nhất điện thật không phải người đợi địa phương, phàm là hắn không có không gian áo nghĩa, giờ phút này đều không cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Bán thánh không thể nói trước chạy trốn có thể sức yếu điểm bán thánh đều muốn bàn giao tại cái kia vô số hư không tùy tùng dưới chân nghĩ như vậy diệp tiểu thiên tay lại vạch một cái không gian mặt kính hoán đổi một giây sau sắc mặt hắn liền cứng ngắc lại giống như là bị không gian dừng lại một dạng nửa ngày không thể lấy lại tinh thần ta giống như biết vì sao a à mọi người đều hướng rừng kỳ tích đuổi đến diệp tiểu thiên im ắng nỉ non trong ngực càng có hồng quang lóe lên thiết cầu a à giới ló đầu ma ma trên tấm hình chính là tại một phương siêu cấp lớn vườn thuốc phía trên, một cái chính đang cực lực mở ra không gian thông đạo, mong muốn nuốt vào hết thảy từ tiểu thụ. Quả nhiên là ngươi. Ta liền biết sẽ là ngươi. Chỗ đó xảy ra chuyện, chỗ đó liền có ngươi, ngươi tiểu tử này liền là trung tâm phong bạo mắt. Diệp tiểu thiên lắc đầu thổn thức, không thể tin được mình thấy. Rất nhanh ánh mắt của hắn từ trên người từ tiểu thụ dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cái kia một phương vườn thuốc. Cách không gian hình tượng, vườn thuốc bên trong linh dược nhìn xem đều rất nhỏ, lại ngửi không thấy hương khí, Diệp Tiểu Thiên trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ đó là cái gì phẩm cấp linh dược. Trong đầu hiện lên cái kia ôm đầu người lớn nhỏ trái cây mình Trần Đại Hán, cùng truy đuổi hắn hư không tùy tùng, bây giờ tại liên tưởng đến từ tiểu thụ tại thần nông vườn thuốc trắng trận thu hoạch. Không phải đâu. Diệp Tiểu Thiên há to miệng, muốn kéo gần hình tượng, nhìn xem cái kia vườn thuốc bên trong đến cùng đều bán cái gì hồ lô. Lúc này, không gian mặt kính kế tiếp lại truyền đến so rừng kỳ tích càng thêm tiếng nổ kinh khủng. Âm 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 đây cũng là vị nào bạo phá thiên tài. Diệp Tiểu Thiên nghe mộng, lập tức tay hết thảy, nhìn thấy kế tiếp hình tượng, lại là vô tận lỗ đen. Thứ đồ gì? Ai có năng lực này, tại hư không đảo đem không gian đều đánh thành đen. Bỗng nhiên hình tượng lóe lên, một cái tảng đá chân to đạp đi ra, dọa Diệp Tiểu Thiên nhảy một cái. Nghĩ mà sợ sau khi, Diệp Tiểu Thiên mới giật mình là bởi vì cước này quá lớn, trùng kích cảm giác quá đủ, cũng không phải là thật dẫm ra không gian mặt kính đi vào trước mắt. Bất quá, vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đại điện một góc, làm sao có chút quen thuộc. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày suy tư, rất nhanh suy nghĩ cứng đờ. Chờ chút. Đại điện. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn chắc sau lưng tội nhất điện. Lại quay người lại, xa xa thoáng nhìn nghiêng phía trước bầu trời, đã nhuộm thành màu đen từng cái cực kỳ giống cái cuối cùng mặt kính trong không gian vô tận lỗ đen. Không phải đâu. Diệp Tiểu Thiên con mắt lúc này trừng tròn xoe. Còn đến không kịp suy tư, màu đen bên trong, một điểm hàng mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Khống chế ma thần đại thương tiếu không động oanh một cái đập vào tội nhất điện cửa chính, thở hồng hộc từ bên trên nhảy xuống tới. Người. Nhìn thấy phía trước có một cái ngay ra như phỏng tóc trắng đạo đồng, tiếu không động thần sắc khẽ giật mình, trong đầu lóe lên có quan hệ người này tất cả tin tức. Thiên tăng linh cung nội viện viện trưởng Diệp Tiểu Thiên, thuộc tính không gian, trước thánh cung đệ tử, thánh nô người đứng thứ hai vô tụ bạn tốt, cùng lão sư bác Tôn Am có qua gặp nhau, tại thiên tăng linh cung bị gãy một cánh tay. Diệp Tiểu Thiên. Tiếu không động sửa sang lại một cái ăn mặc, vậy lờ đi thân sau bầu trời hắc ám, bình tĩnh hỏi. Diệp Tiểu Thiên. Không đúng sao không đúng sao, tại sao lại là ngươi? Giá là bác Tôn Am. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này có bác Tôn Am đặc thù, cái cổ có sẹo, tay vẻn vẹn tám ngón tay lôi thôi nam tử, nhưng từ nó phong trần mệt mỏi tư thái bên trong, nghiêm trọng hoài nghi lên người này thân phận tính chân thực. Bác Tôn Am, làm sao đến mức chật vật đến tận đây? Suy nghĩ đến nơi này, Diệp Tiểu Thiên chất phát gật đầu, rất nhanh trong lòng liền lần nữa lại hỏng mất cái gì lại là ngươi hắn đột nhiên bó tay rồi không đều nói nắm giữ áo nghĩa luyện linh sư đều là ăn ngon uống sướng sao hắn dịp tiểu thiên thành tựu không gian áo nghĩa đến nay còn không thật tốt hưởng thụ qua chỗ gọi là thủy hệ áo nghĩa trưởng thống giả vũ linh tích hưởng thụ qua vui sướng đâu lại thanh vũ linh tích chưa từng tiếp nhận qua cực khổ đều nếm một bản chưa xuất đạo trước ngay tại thiên tang linh cung bị gia hỏa này chém một tay không gian áo nghĩa viên mãn sau khi xuất đạo trận đầu liền tại vân lôn dãy núi gãy kích bị thời gian không gian thuộc tính hoàn tùy ngược đến chết đi sống lại cũng may từ tiểu thủ xuất hiện cứu vớt hắn tại trong nước sôi lửa bỏng kết quả quay đầu vào hư không đảo lại tại tội nhất điện bị một nhóm lớn hư không tùy tùng truy sát cái này không mới vừa vặn chạy ra sinh thiên quay đầu lại bị bác tôn am để mắt tới cái gì gọi là mệnh đồ nhiều thăng trầm cái này kêu là mệnh đồ nhiều thăng trầm ngươi có ý tứ gì dịp tiểu thiên nghĩ đến cái này chút sắc mặt đều đen Hắn đã quyết định chủ ý, hiện giai đoạn sẽ không lại cùng cái này chút yêu nghiệt đụng, có chút không đúng, trực tiếp không gian truyền tống trời đi. Trời đất bao la, ta còn không thể tìm tới cái bình thường điểm thái hư, khi dễ một cái rồi. Không có bao nhiêu thời gian, ta nói ngắn gọn. Tiếu Không Động chưa từng nhiều làm thân phận giải thích, chỉ quay đầu liếc qua sau lưng Hắc Ám, cảm giác cái kia chút thạch cự nhân lại muốn đuổi tới, nói thẳng. Diệp Tiểu Thiên, ngươi là vô tụ bằng hữu, Thiên Tang Linh cung trận chiến kia về sau, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, thuần thục ngươi cũng coi như là bằng hữu ta. Diệp Tiểu Thiên. Lời này, làm sao càng nghe càng không thích hợp. Dưới chân không gian áo nghĩa trận đồ xoay tròn, Diệp Tiểu Thiên có rời đi xúc động. Chậm đã. Tiếu không động đưa tay ngăn lại hắn, nghiêm túc nói, Diệp Đại Viện Trưởng, ta thánh nô tiểu bối từ tiểu thụ, lúc trước tại các ngươi thiên tăng linh cung, chắc hẳn chế tạo rất nhiều phiền phức, may mắn có ngươi giúp đỡ, hắn mới có thể trưởng thành đến nay, xin cho ta trước gửi tới lời cảm ơn cảm ơn ngươi. Hắn xoay người. Diệp Tiểu Thiên bước chân dừng lại. Phản ứng đầu tiên hắn là trời ạ, à, rốt cục có người hiểu ta. Thứ hai phản ứng hắn là mắt trợn tròn, đây là bác Tôn Am. Đây là bác Tôn Am có thể nói ra đến lời nói. Ngươi không thích hợp. Có chuyện liền. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Tiểu Thiên cưỡng ép ác chế mình bảo tính tình, vị này có thế không gây, tận lực đừng chọc, tay cục thống khổ, minh tâm thắt cốt. Với tư cách cảm tạ ta muốn đưa ngươi một kiện bảo vật. Tiếu không động thẳng thân, vỗ vỗ bên người ma thần đại thương, liền muốn mở miệng, để trước mặt vị này thuộc tính không gian luyện linh sư giúp mình chia sẻ một chút hỏa lực. Không hứng thú. Diệp Tiểu Thiên ánh mắt quét qua, hoàn toàn cự tuyệt, đồng thời thân thể hư ảo lên. Khác. Chờ chút. Tiếu không động lập tức luống cúng, thật vất vả tìm tới cái hỏa lực chia sẻ người, người cũng không thể chạy. Hắn lại kéo lại Diệp Tiểu Thiên, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, Diệp Đại Viện Trưởng, chắc hẳn bây giờ không gian áo nghĩa viên mãn A. Diệp Tiểu Thiên lại dừng bước, khóe miệng hơi kéo nói, có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Tiếu không động không thèm để ý chút nào đối phương đối lão sư giọng điệu không tôn trọng, ha ha nói. Không gian áo nghĩa viên mãn, bước kế tiếp chắc hẳn liền là phong thánh. Vì cảm tạ ngươi đối từ tiểu thụ vung trồng, ta muốn đưa ngươi một kiện bảo vật, lễ nhẹ tình ý nặng, mong rằng ngươi không muốn từ chối. Nói xong, hắn liền lật ra thủy tinh bảo thạch, tại dịp tiểu thiên sững sờ ánh mắt nhìn soi mói, bình tĩnh nói, đây là bán thánh vị cách, đưa ngươi, chúc ngươi sớm ngày phong thánh. Ba một cái. Vừa dứt lời, không cho Diệp Tiểu Thiên cự tuyệt thời gian, Tiếu không động đem cái này khoai lang bỏng tay đập tới trong tay đối phương. Hắn cũng không phải sông ngốc, hồng đương, sẽ không lấy lên được không bỏ xuống được. Vì thứ này, cái kia ba bốn trăm đầu thạch cự nhân từ ngủ say cốc vượt ngang mấy chục vạn dặm, đuổi giết hắn đến tội nhất điện. Hư không đảo cứ như vậy lớn. Tiếu không động chạy đã mệt, cũng không muốn chạy. Chủ yếu là thời không nhảy vọt người khác đều là dùng để làm ác chủ bài giết người, hắn dùng đến chạy trốn. Không chỉ có thể cười, lại tiêu hao quá lớn, hiện tại sắp ăn không tiêu. Nhưng muốn nói bán thánh vị cách tiện tay ném đi. Không có khả năng. Bán thánh vị cách không phải giày rách, thật không thể tiện tay vứt bỏ tại trên đường cái. Cho nên tìm tới cái so với hắn càng có thế chạy người, coi như nửa cái đồng đạo, tiếu không động cũng là chuyện đương nhiên có thế đem thứ này đưa ra ngoài. Hắn vậy tin tưởng, Diệp Tiểu Thiên sẽ là cùng hắn một dạng ý nghĩ. Bán thánh vị cách cầm xuống về sau, tiếp xuống đối phương liền hội phát hiện đây là khoai lang bỏng tay, nhưng vậy sẽ không ném loạn, mà là cầm bảo bối điên cuồng chạy bởi vì, thật không thể ném loạn. Về phần cuối cùng hội rơi xuống trên tay người nào, cũng hoặc là dịp tiểu thiên có thế chạy ra sinh thiên, hưởng dụng bán thánh vị cách. Không quan trọng. Tiếu không động không hứng thú truy cứu. Hắn chỉ biết là, hắn lại không để xuống bán thánh vị cách, người đều muốn bàn giao tại cái này hư không đảo. Lão sư, cũng không thiếu thứ này, ta hiện tại mất đi, về sau vậy hội lấy một loại phương thức khác, hồi báo tới, chỉ thế thôi. Cầm tới thủy tinh bảo thạch dịp tiểu thiên. Ngươi nói cái gì, cái này, là bán thánh vị cách hắn thật bị hù dọa cái đồ chơi này ta đang nằm mơ cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào lúc tới vận chuyển mệnh đồ nhiều thăng trầm ta rốt cuộc chờ đến lão thiên gia thưởng cơm ăn không cần mình khổ tu dịp tiểu thiên bảo trọng tiếu không động lưu luyến không rời coi lại mắt thủy tinh bảo thạch vỗ ma thần đại thương rung thân rời đi tuyệt tình vô cùng tốt hiện tại còn lại một cây ma thần đại thương không có đưa ra ngoài chỉ cần lại tìm cá nhân gánh chịu hỏa lực ta liền có thể từ trước sân khấu đi vào phía sau màn, đây mới gọi là bát tôn am mà. Tiếu không động nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác mình trở thành tán bảo đồng tử. người khác tại hư không đảo cầm tới cơ duyên đều là liều mạng giấu, hắn ngược lại tốt, liều mạng đưa. bất quá vấn đề là, không tặng sẽ chết a. À. đưa mắt nhìn cái này đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng bát tôn am rời đi, dịp tiểu thiên lại lần nữa hoài nghi từ bản thân có phải là hay không tại mơ mộng hảo huyền. cái này một ngày làm sao trôi qua như thế mơ hồ hắn vỗ vỗ mặt cường tự tỉnh táo lại về sau cẩn thận chu đáo trên tay thủy tinh bảo thạch thánh lực hạch tâm cùng trước kia tại thánh cung tiếp xúc đến bán thánh vị cách như ra đồng nguyên không giống là giả diệp tiểu thiên mộng hắn lại mừng rỡ lại sợ bực này bảo bối liền bằng hữu cũng không tính người xa lạ ngay tại tội nhất điện đụng phải một mặt tặng không cho mình bán thánh vị cách a đây là không phải quả táo nắm thủy tinh bảo thạch diệp tiểu thiên lại hung hăng bóp một thanh đùi t đau quá không phải nằm mơ hắn rốt cục đem cho nên điểm khả nghi hóa thành mừng rỡ biết mình thật bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng vui sướng chỉ kéo dài một giây ầm 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 đột nhiên phương xa thiên không vỡ vụn vô số chỉ tảng đá lớn bàn chân từ không gian bên trong bước ra sau đó kéo đến ba bốn trăm đầu so tội nhất điện bên trong hư không tùy tùng còn cao lớn hơn mấy lần thạch cự nhân rơi xuống cửa đại điện ầm diệp tiểu thiên ngước mắt mà hậu chiêu lắc một cái bán thánh vị cách rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lên trước mặt cái này điên cuồng một màn, chỉ cảm thấy thế giới của mình, hắc ám, đột nhiên cả thân thể điên cuồng co quắp, sau đó lên cơn giận dữ, tức giận đến tóc trắng đứng đấy. Bác công Am, người mẹ hắn đem cái này phá ngoạn ý lấy về. Lấy về A. À? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1046, hư không tùy tùng, ta, thuốc đâu. Chạy. 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 Không ngừng hồng đương đang chạy, tiếu không động vậy đang chạy. Hoàn thành tội nhất điện dơ bẩn giao dịch về sau, lần này liền dịp tiểu thiên vậy đang chạy. Mọi người mục tiêu tự hồ đều là nhất trí, chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng, có thể còn sống tận lực sống tạm. Vốn cho rằng hư không đảo đúng như bác tôn am truyền thế một lời, khắp nơi đều có cơ duyên, phong thánh đạo cơ, có tay là được. Tới về sau mọi người mới phát hiện. Bác tôn am nói là thật. Nhưng hắn chỉ nói thiên không thành lợi chỗ, chưa hề nói tệ chỗ. Nơi này chỗ có cơ duyên, đều muốn lấy mạng đổi à. A. Phanh phanh. phanh phanh. Phanh phanh. Phanh phanh. Rừng kỳ tích, thần nông vườn thuốc. Thánh đế vẫy rồng tiếng tim đập, nhanh đến lại mức cực hạn, để cho người ta nghe tiếng hoa mắt chóng mặt. Cầm hồng đương huynh mạng nhỏ không bảo đảm, đổi đến chính mình một lần cơ hội cuộc khởi từ tiểu thụ vẫn tại trắng trợn khuếch trương mình nguyên phủ thế giới thông đạo. Hắn hiện tại cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Hắn duy nhất biết được, liền là hồng đương huynh dùng hắn mạng nhỏ cho mình đổi lấy cơ duyên, tuyệt đối không thể sai qua dù lãng phí dù là một gốc thánh dược đều là đối hồng đương huynh không tôn trọng từng cái tuyệt đối không thể lấy đạt be be ông 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 không gian thông đạo kiệt lực khuếch trương thánh đế vẫy rồng đang điên cùng quấy nhiễu nhưng từ tiểu thụ điên rồi hắn dù là biết thánh đế vẫy rồng đang ngăn trở mình lúc này vậy ngăn chặn không ở từ đại ma vương dục vọng nhất định phải muốn hết rốt cục khi bao quát mấy ngàn dặm không gian thông đạo bị cấu trúc mà ra liền từ tiểu thụ đều ẩn ẩn cảm thấy mình sắp gắn bó không được khổng lồ như vậy không gian thông đạo lúc. Cảm giác truyền đến trong tấm hình, nguyên phủ thế giới bên trong đưa ra đến một khối đất, rốt cục cùng thần nông vườn thuốc 10 thành 10 xứng đôi lên. Xin lỗi rồi, hư không tùy tùng. Xin lỗi rồi, hồng đương huynh. Xin lỗi rồi, hư không đảo bên trên còn chưa kịp tới hái thuốc các vị luyện linh sư đồng đạo nhóm. Thần nông vườn thuốc, họ từ. Từ tiểu thủ sắc mặt đột nhiên dữ tợn, tay vừa dùng lực khép lại, cái kia mấy ngàn dặm chi bàn không gian thông đạo, triệt để bao trùm thần nông vườn thuốc. Xoát. Rất nhỏ một thanh âm vang lên. Nơi đây, linh khí nồng nặc không còn, mùi thuốc không còn. Thay vào đó, là một cái trọn vẹn vượt ngang mấy ngàn dặm, sâu đặt 300 trượng siêu cấp hố to. Là, hư không tùy tùng lớn bao nhiêu, từ tiểu thụ liền đào đến sâu bao nhiêu. Hắn không muốn để cho bất luận cái gì một gốc vô tội cỏ dại thụ thương, bọn chúng vẫn phải tại nguyên phủ thế giới sống sót, căng không thể đoạn. Cho nên đào ba thước đất không có khả năng. Đào đất 300 trượng, là từ tiểu thụ bảo thủ, là ranh giới cuối cùng chạy. Một cái hô hấp thời gian, chuyển không toàn bộ thần nông vườn thuốc. Từ tiểu thụ liền về nguyên phủ nhìn một chút cũng không dám, nhấc chân liền lóe ra kết giới thông đạo bên ngoài. Lúc đầu tại hắn trong kế hoạch, trước hái vài cộng thánh dược, hoặc là trước đào một phần mười, đều là bình thường. Về sau lại đến mấy chuyến, thần nông vườn thuốc đều là hắn. Nhưng chân chính đích thân tới nơi đây về sau, từ tiểu thụ minh bạch song ngốc trong trí nhớ, vì cái gì cũng nhanh chết rồi, còn không bỏ xuống được viên kia thánh tích quả. Không phải không bỏ xuống được, mà là thật không thể thả. Không phải ta cặn bã, là ta thực sự cho cái này thần nông vườn thuốc bên trong mỗi một gốc linh dược, một phần yêu. Bọn chúng kết cục, không phải là mai một tại cái này không người hỏi thăm hư không đảo bên trong, mà hẳn là muốn tại tan lão long phượng trình tường trong bồn tắm lớn, bị tẩy thành từng khỏa vì nhiêu tròn đẹp đang dược. Thử trượt. Lao nước bọt, từ tiểu thụ vọt đến lệ tịch nhi ẩn thân cổ thụ bên trên. Lấy được. Lệ tịch nhi nhìn qua một mặt điên thái từ tiểu thụ, đã lo lắng, lại mong đợi, đã sợ hãi, vừa khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cầm bao nhiêu? Một chút xíu. Từ tiểu thụ khoát tay, pháo ngữ liên tiếp nói. Không kịp giải thích, thánh đế vẫy rồng hiện tại nhảy điên rồi, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào nguyên phủ tránh một cái. Mèo trắng. Không cho phép ăn vụng, ngươi nếu dám động một gốc thánh dược, ta quay đầu liền mèo lông đều cho ngươi nuốt. Tham thần tóc trắng một nổ. Mèo ô. Ngươi đến cùng là cầm bao nhiêu nha? Lệ tịch nhi trầm mặt nàng càng thấy từ tiểu thụ trạng thái có chút không đúng cảm giác là cần dùng thần ma đồng tịnh hóa chi lực thật tốt tịnh hóa một cái loại kia quá điên nhưng từ tiểu thụ thậm chí không dám nói nhảm nhiều một câu nhiều trì hoãn một chút thời gian hắn tay trái dắt lệ tịch nhi tay phải xốc lên tiểu mập meo sau đó mở nguyên phủ thông đạo một thanh đem cả hai ném vào biến bất thuật thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi hư không tùy tùng ta thật rất xin lỗi ngươi nhưng hàng vạn hàng nghìn không có thể tìm tới ta à xin nhờ anh. Rừng kỳ tích! Bàn chân khổng lồ đạp xuống, huyết ảnh tung bay. Hàng Long Thủ Hồng Đương là tiêu chuẩn thể tu, thoát thân linh kỹ học, đó là thật không bằng song ngốc tên sát thủ này nhiều. Lúc này chạy lâu như thế hắn thậm chí không thể chạy ra rừng kỳ tích phạm vi. Mà mình đầy thương tích toàn thân nhúng máu, trên thân các lớn miệng vết thương nhưng lại dâng lên lấy thánh lực Hồng Đương, giờ phút này, đã là điên dại. Không thể chết, ta không thể chết. Ta vừa mới nuốt thánh tích quả, ta chính là bán thánh phía dưới, thứ nhất thái hư, ta làm sao có thể lấy chết ở chỗ này. Ta muốn khiêu chiến bát công am, ta muốn xé nát nhiều yêu yêu cái kia xuống nương môn quần áo, ta muốn đem đằng sơn hải hung hăng dẫm tại dưới chân, xem như cái rách rưới một dạng đùa bẩn. Ta muốn. Ta muốn. Thế nhưng là. Song ngốc a a a a a a ta muốn, ta tuyệt đối phải, giết ngươi. Long hồng phụ thể, thân cao mười trượng hồng đương, rõ ràng như là cái tiểu cự nhân, có thể tại thánh thần đại lục, đem hơn phân nửa thái hư nắm, xem như bóng da đi đá. Lúc này, hắn lại trở thành cái kia bóng da, tại 300 trượng hư không tùy tùng dưới chân, lộn nhào, chật vật giống như chó. Ba trượng, ha 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 ha. Lại một cước đá tới, hồng đương thân thể nổ tung, nhưng lại tại thánh lực tác dụng hạ cực hạn lôi kéo. Hắn ôm đầu, bắt lấy rơi ra đến ánh mắt nhét về đi, không ngừng ghép lại lấy mình cái kia máu thịt be bét thân thể. Ba trượng. Ta đi giá mẹ ba trượng. Xong ngốc nha a a a a a ngươi cái trời đánh súc sinh, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi sao có thể như vậy chơi ta. Oanh. lại một cước đá tới hồng đương như bùng nhão bình thường nổ tung. hư không tùy tùng vòng khoanh tay, mắt mang trêu tức nhìn qua dưới thân cái kia bóng da lần lượt nổ tung, lần lượt khép lại. nhân loại tham lam, nó xem như chứng kiến đến. rõ ràng buông ra viên kia thánh tích quả, hắn liền có thể còn sống sót, vậy sẽ không lại bị đuổi giết. nhưng là vô luận là ai, cầm tới trái cây về sau thứ nhất, không duy nhất lựa chọn đều là ăn hết. hư không tùy tùng im ắng nhìn qua dưới chân một màn này, cảm giác thập phần hoang đường đến cùng là mệnh trọng yếu đâu, vẫn là cơ duyên trọng yếu. Cái gọi là cơ duyên, không cũng là vì mạng nhỏ mà tồn, không cũng là vì mình trôi qua tốt hơn mà mới lựa chọn bắt lấy sao. Ăn hết thánh dược, Quang Vinh lấy được chết thảm. Cái này không cùng trộn thuốc trước bọn gia hỏa này mắt, đi ngược lại đến sao. Có khi, thật không hiểu rõ nhân loại. Hư không tùy tùng một cước lại một cước, mong muốn đem cái này bóng da tư sống đùa chơi chết. Nó ưa thích loại an tĩnh này vô số năm về sau niềm vui thú hoạt động. Đương nhiên, nếu như lúc này, có một cái hư không đảo tội nhân lại đến, vậy thì càng tốt hơn. Ban phát nhiệm vụ, nhìn nhân loại chém giết, cuối cùng ban thưởng mấy tảng đá, thu hoạch cung kính cùng kinh sợ. Nhân loại, bại một lần mặt quét đất. Bất quá, cái này người làm sao một mực tại nói xong ngốc đâu. Hư không tùy tùng một cước lại dưới, thật to đầu, có nho nhỏ nghi hoặc. Nó chỉ là vừa nằm ngủ không lâu liền bị nhiễu tỉnh, cảm thấy hẳn không có lại qua một cái ngàn năm, vạn năm A. À. Cho nên lờ mờ còn nhớ rõ, song ngốc tựa như là trước đó cái kia số hiệu 800.820 giết chết gia hỏa tên. Người đều đã chết, tên nhân loại này, tại hận người chết. Có lẽ, lúc trước cừu hận thôi, tại hư không đảo bên ngoài kết xuống thù hận. Hư không tùy tùng không có suy nghĩ nhiều. Nó tưởng tượng muốn ban phát nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền nhớ lại cái kia số hiệu 800.820 tiểu cự nhân. Hoài niệm A. Nếu như cái kia tội nhân lại biến thành tiểu cự nhân, tới tiếp nhận nhiệm vụ, đem tên nhân loại này giết chết, thật là có nhiều thú đáng tiếc, chính như trước đây tạm biệt nói, sẽ không còn được gặp lại. Bởi vì tại kiến thức qua mình chiến lược về sau, không có bất cứ một cái nhân loại, hội lại ngấp nghé mình thủ hộ thần nông vườn thuốc. Bên trong dù là một gốc cỏ dại. Không đùa, đã không có cái khác hư không đảo tội nhân tới, thu thập tâm tình, về đi ngủ. Hư không tùy tùng nghĩ như vậy, không còn đem dưới chân người xâm nhập xem như bóng da đá, mà là duỗi tay vồ lấy, bắt lấy cái này còn đang liều mạng may vá mình rách rưới thân thể nhân loại. A à a à à hồng đương còn đang thét gào hắn hận hắn hận song ngốc hận cái này hư không tùy tùng càng thêm hận thấu cái này vô tình thế giới ngươi tốt nhau nhau hư không tùy tùng một viên màu đỏ tươi con mắt xích lại gần ông thanh nói chuyện lôi đình bình thường âm lượng cơ hồ vỡ nát hồng đương mà nhĩ. ách một tích tắc này hồng đương lại ngây ngẩn cả người ngươi có thể nói chuyện ngươi có thể giao lưu hắn trồng mắt bỗng nhiên trừng lớn nghĩ đến mình vì thoát thân liền thọ nguyên đều nhanh nghiền ép khô, chỉ bằng thánh tích quả dược lực tại treo một hơi mà bây giờ hư không tùy tùng mới nói cho hắn biết nguyên lai like, giữa song phương có thể giao lưu như vậy ta chạy ý nghĩa là cái gì a a a hồng đương mong muốn che đầu tay lại bị gắt gao bóp chặt hắn chỉ có thể bất lực gào thét sớm biết ngươi có thể nói chuyện ta trực tiếp nói cho ngươi chân tướng a ngươi làm sao có thể lấy truy ta nhân loại ngươi là ta gặp qua nhất nhau nhau nhân loại Hư Không tùy Tùng khó hơn nhiều nói, chỉ vì nó chưa hề gặp qua như vậy ồn ào gia hỏa, người này là tu luyện cả đời, chỉ tu đi ra hò hết kỹ năng sao? Ngu xuẩn. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi làm sao có thể lấy đến bây giờ mới mở miệng nói chuyện với ta a? À? Hồng đương vung lấy đầu óc, huyết lệ thẳng xuống dưới. Hắn đánh bất quá Hư Không tùy Tùng, nhưng giờ phút này thọ nguyên sắp hết, đã không tiếc mạng sống, cũng muốn trào phúng người khổng lồ này một lời. A, à, quá. Hung hăng một cục đờm đặc thóa đi dán lên hư không tùy tùng màu đỏ tươi mắt, hồng đương điên cùng cười to. A à, ha 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 a à, a. À. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi là thật xuẩn a. À. Ngươi cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si gia hỏa ngươi có biết hay không, ngươi không nên tới truy ta, ngươi, trúng sông ngốc kế điệu hổ ly sơn, nhà ngươi bị trộn oa. À. Hư không tùy tùng giận. Không có nghĩ đến cái này nhân loại, trước khi chết còn dùng cái này bất lực vật lý công kích vũ nhục mình. Chết. Tay phải hắn bóp chặt hồng đương thân thể, tay trái vươn ra, trực tiếp nắm tên nhân loại này đầu. Giết ta, giết ta, a à ha ha ha. Vết ta. Hồng đương muốn trách cả mí mắt, nhưng là, ngươi thần nông vườn thuốc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng mất. Hư không tùy tùng vốn không hội dễ tin những nhân loại này lời nói, nhưng lúc này, nó bỗng nhiên vậy có không ổn dự cảm. Điệu hổ ly sơn. Nhà bị trộm. Đây là ý gì, hư không tùy tùng nghe không hiểu lắm. Nhưng thần nông vườn thuốc không có câu này, thập phần ngay thẳng, hắn nghe hiểu. Ngươi, đang nói cái gì? Hư không tùy tùng hỏi. Ha 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 ha. Hồng đương cười gằn, cũng không muốn giải thích. Hắn mệnh số đã hết, sống không nổi nữa, chỗ lấy cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân, tê tiếng trống giận, ta nói, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Đầu óc nát tại vườn thuốc bên trong ngu xuẩn. Không gì sánh kịp tuyệt đối phế vật. Trống. Hư không tùy tùng gầm nhẹ một tiếng, triệt để bị chọc giận. Còn không có động thủ vạn rơi này nhân loại đầu, cảm ứng ở giữa, nó thần nông vườn thuốc không thấy không cánh mà bay như thế đột ngột ngay cả trong đó xen lẫn dù là một gốc cỏ dại đều triệt để mất đi vết tích trống a a hư không tùy tùng hai mắt trong nháy mắt tuôn ra huyết quang tay phải một cái dùng sức không cẩn thận liền bóp nát hồng đương thân thể lúc này nó tự hồ rốt cuộc hiểu rõ lúc trước gia hỏa này nói điệu hổ ly sơn nhà bị trộm là cái có ý tứ gì thế nhưng là không có có thế hư không tùy tùng sợ hãi bắt đầu toàn thân sát khí bốn phía Táo bạo lấy nhảy lên, một bước nhảy vào không gian, nó liền muốn trở lại thần nông vườn thuốc điều tra tình huống. Đáng thương hồng đương thân thể bị bóc nát, cái này một chốc một lát còn chưa ngõm củ tỏi, đầu lâu vẫn như cũ còn tại hư không tùy tùng trong tay trái điên cuồng cười. Ha 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 ha, như thế khí. Ngươi cái phế vật, ngươi sớm không nói lời nào, ngươi là tâm biết sao. Ngươi nếu là nói sớm, ta mẹ hắn làm sao đến mức. Thảm trạng đến tận đây. Phúc, Ngươi sớm nên trở về đi xem một chút, ha ha cụ khụ khụ nhưng là nhìn ngươi phản ứng cái này kích động rốt cuộc phát hiện đi nhà ngươi không có ha 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 bành hư không tùy tùng vốn là có giận lập tức thập phần dứt khoát một thanh bóc nát cái này ồn ào đầu lâu thái hư hàng long thủ hồng đương chết một bước hai bước ba bước thần nông vườn thuốc kết giới vẫn còn thông đạo vẫn còn nhưng mùi thuốc linh khí lại toàn diện biến mất giờ khắc này bước nhanh trở lại vườn thuốc bên ngoài hư không tùy tùng thân thể run rẩy hắn một cước đạp phá thủ hộ thần nông vườn thuốc kết giới, trong tầm mắt. Lại không có cái gì. Thuốc. Ta, à, thuốc. Hư không tùy tùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, kém chút không có tức giận đến ngã xuống. Cho nên, cái này chút gian trá nhân loại, lấy một cái đồng bọn tính mạng, đem hắn bảo vệ ngàn vạn năm thần nông vườn thuốc, dời trống. A à, a à, trước mắt nơi nào còn có dù là một gốc thuốc A, à, chỉ có hư không tùy tùng cái kia bị nới rộng mấy ngàn lần giường ngủ, chỉ còn cái kia nhìn một cái vô tận 300 trượng sâu hố to trống 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 hư không tùy tùng nắm chặt nắm đấm phẫn nộ hướng về phía cái này phương hố sâu mấy lần không người gào thét nó tức nó giận nó hận là ai bực này tội ác đủ để lôi ra đến thiên đao vạn quả nếu như còn không chết được cũng có thể ném vào nội đảo trong ngục giam cầm tù hắn cả đời thế nhưng là hư không tùy tùng liền chuyển không vườn thuốc là ai dáng dấp ra sao đại khái có lấy như thế nào khí tức đều hoàn toàn không biết trống a a hư không tùy tùng phẫn nộ nó sinh ra chính là vì thần nông vườn thuốc mà tồn giờ phút này thủ hộ đối tượng không thấy cái này gọi nó hư không tùy tùng còn lại như thế nào sinh nhân loại gian trá nhân loại trống. trống 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 đầu gối một khuất khí vẫn điện ưng hư không tùy tùng bành một tiếng bắn ra bên trên vô tận không trung một tích tắc này nó nhìn xuống mà xuống trừng kỳ tích cảnh sắc thu hết vào mắt không quản tên trộm kia là ai, thần nông vườn thuốc bị chuyển không, hắn tất nhiên dính vào linh dược khí tức, mà chỉ cần hư không đảo một ngày không mở cửa, cái kia tiểu thâu liền chạy không được. Nếu như thế, thuận linh dược mùi, liền có thể tìm tới hung phạm. Nhưng là, trước lúc này, trong tầm mắt, trừng kỳ tích bên trong còn dám dạo chơi có như thế nhiều nhân loại. Bởi vì, các ngươi đồng bọn, tội ác. Hư không tùy tùng mắt đỏ gào thét, đồng thời vậy tại tuyên án, nhân loại, toàn bộ, chôn cùng. Trừng kỳ tích không, bao quát hư không bên trên tất cả người xâm nhập, tội nhân. Hiện tại, toàn diện phải chết. Trống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1047, Long Hạnh phía dưới. Nguyên phủ thế giới. Lệ tịch nhi cùng mèo vừa mới tiến vào, liền bị cái kia rộng lớn hùng vĩ thần nông vườn thuốc, cho nhìn ngay người. Cả hai sống lâu như vậy, nhân sinh thêm mèo sinh, tổng cộng còn không gặp qua cái này dược viên bên trong linh dược muôn phần một trong. Mèo ô, tham thần nhìn qua cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, lý trí cái gì đều đã mất đi, trực tiếp liền nhảy lên, nhào về phía thần nông vườn thuốc. Giờ khắc này, thụ chủ căng dặn, nó giống là hoàn toàn đem quên đi. Không có cách, trước mặt sinh mệnh linh khí, linh dược mùi thơm, quá kích thích mèo, huống chi hiện tại tham thần, vẫn là một cái luyện đang mèo. Nhưng mà một giây sau. Tia. Bay nhào mà đi tham thần đụng phải bao phủ thần nông vườn thuốc kết giới vách tường. Đây là nguyên phủ thế giới bên trong, từ từ tiểu thụ tự chủ xây cấu đi ra, không phải thế giới chi chủ cho phép không cách nào đột phá vì tự nhiên là phòng ngừa nào đó mèo ăn vụng mèo 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 chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bẩn cái này khiến tham thần gấp đến độ thẳng cào đầu mèo quá ghê tởm quá ghê tởm rõ ràng nhiều như vậy bảo bối đang ở trước mắt chỉ cần toàn diện ăn hết cái gì vương tọa đạo cảnh a tham thần cảm giác mình lập tức trưởng thành đến luyện linh sư thái hư cảnh giới thậm chí không cẩn thận đột phá đến cái kia cái gì bán thánh giống như vậy không phải là không được một bên khác, Lệ Tịch nhi vậy nhìn qua dược viên này sững sờ. Nàng còn nhớ mang máng tại ngoại giới của thủ bên trên cùng từ tiểu thụ đối thoại. Cầm bao nhiêu? Một chút xíu. Từ tiểu thụ, đây chính là ngươi nói một chút xíu. Thần nông vườn thuốc, toàn bộ đều cho ngươi chuyển tới a. Hắn điên rồi. Lệ Tịch nhi thật vất vả mới bình phục lại nỗi lòng, hướng lôi kéo ở thần nông vườn thuốc kết giới đi ra, đưa tay mong muốn kết giới vách tường, lại phát hiện chính mình tay phải đi xuyên qua. Nàng sững sờ, sau đó môi đỏ nhếch lên ngậm lấy cười đi vào thần nông vườn thuốc bên trong meo 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 hậu phương tham thần nhìn thấy một màn này càng thêm phát điên vì sao a à? bằng cái gì nàng có thể đi vào ta không được cái này không công bằng tiến vào thần nông vườn thuốc lệ tịch nhi đã quên mất phía sau có chỉ mèo nàng lực chú ý đều bị cái này tạo la linh khí mùi thuốc hấp dẫn quá điên cuồng lệ tịch nhi không thể không lần nữa cảm thán đập vào mắt đi tới tất cả đều là thánh dược chỉ vẹn vẹn tìm cái kia trước đó trên người song ngốc gặp qua dược mùi thơm, cũng chính là thánh tích quả. Lệ tịch nhi đã tìm được không dưới ba bốn gốc cây ăn quả. Là, không phải trái cây, mà là cây ăn quả. Mỗi quả thánh tích quả thụ bên trên, hoặc nhiều hoặc ít treo năm sáu viên thánh tích quả, cộng lại đều vượt qua 20 số lượng. Đây chính là song ngốc liều mạng đều muốn nuốt vào thánh tích quả. Lệ tịch nhi đi vào thánh tích quả thụ dưới, nhịn không được đưa tay chạm đến cái này đầu người lớn nhỏ trái cây, nhưng không có lấy xuống nàng rung động tại từ tiểu thụ tham lam đổi lấy to lớn chiến quả. Vậy cảm khái sông ngốc, hồng đương hàng ngủ, vì một viên thánh tích quả liền bỏ ra sinh mệnh đại giới, vì thế mà cảm giác không đáng. Bởi vì điểm ấy thánh dược, đặt ở dưới mắt mới, nguyên phủ thế giới, thần nông vườn thuốc bên trong, thậm chí chỉ có thể coi là bên trên là chính trâu mất sợi lông. Thánh tích quả, long huyết thảo, hắc sắc bồ đề tử, còn thượng thánh bồ, cửu mệnh hồn hoa. Lệ tịch nhi vừa đi, một bên đọc lấy còn có thể nhận được thánh dược, tâm tính dần dần chết lặng quá điên cuồng. Thật sự là quá điên cuồng. Nàng tiếp nhận toàn bộ thái hư lệ gia ký ức truyền thừa, mà ở cái này to lớn tri thức căn bản bên trong, vẫn như cũ tìm không thấy cái này phương thần nông vườn thuốc bên trong toàn bộ thánh dược tên. Nơi này, lệ tịch nhi nhận biết, ước chừng cũng liền một phần ba. Còn lại cái kia hai phần ba, đừng nói gặp, trước kia toàn bộ thái hư lệ gia, nghe đều không nghe nói qua. Từ tiểu thụ. Càng chạy càng rung động, càng rung động, lệ tịch nhi liền càng cảm thán từ tiểu thụ điên cuồng thật sự là gan lớn chết no, chết đói cách cục nhỏ. Tại sông Ngốc, Hồng Đương còn đang vì một viên thánh tích quả mà liều mạng thời điểm, từ tiểu thụ thực có can đảm chuyển không cả tòa thần nông vườn thuốc. Hắn, thật không sợ chết sao? Có lẽ động một gốc thánh dược, chỉ sẽ chọc cho đến hư không tùy tùng chú ý. Nhưng lệ tịch nhi biết, nếu như cả tòa thần nông vườn thuốc đều bị chuyển không, có lẽ hội phát động một loại nào đó cấm kỵ. Tỷ như, từ tiểu thụ hội vĩnh viễn bị hư không đảo khóa chặt, tiếp xuống cất bước liên tục khó khăn. Vẫn còn so sánh như, nếu như hắn còn dám tại hư không đảo lộ diện không thể nói trước toàn thành hư không tùy tùng đều hội thức tỉnh tiếp theo chỉ đuổi giết hắn một người cái này chút mặc dù cũng chỉ là giả thiết nhưng vạn nhất trở thành sự thật đâu lệ tịch nhi có thế nghĩ đến nàng không tin từ tiểu thụ nghĩ không ra nhưng là từ tiểu thụ có vườn thuốc hắn là thực có can đảm chuyển a lắc đầu thổn thức lấy không thể nhận thấy lệ tịch nhi chạy tới thần nông vườn thuốc ở trung tâm rất nhanh nàng dừng bước lại nhìn lên trước mặt một gốc tại vạn chúng thánh dược bên trong, vẫn như cũ giống như hạt giữa bầy gà, tảng ra sáng chói kim quang màu vàng cây hạnh, toàn bộ người ngu. Cái này, đây là. Lệ tịch nhi không thể tin nhìn qua trước mặt màu vàng cây hạnh, thần ma đồng đều bị cả kinh đình chỉ vận chuyển. Cái này cây hạnh có cao hơn một trượng, tại phổ biến cây ăn quả đều đạt mấy trượng, hơn 10 trượng thần nông vườn thuốc bên trong, chỉ có thể nói cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng nó phát ra lực lượng quá mạnh. Hoàn toàn siêu việt phổ thông thánh dược cấp bậc. Lệ tịch nhi cảm giác ngay cả thánh đế chi lực, tại cái này cây hạnh trước mặt, tự hồ cũng liền thế thôi. Ngao. Chỉ là như vậy gần sát lấy, chưa chạm đến, lệ tịch nhi liền có thể nghe thấy cái này cây hạnh bên trên truyền ra hư ảo long ngâm. Không chỉ như vậy, cái này gốc cây hạnh bên trên mỗi một viên hạnh, đều tròn trịa sung mãn, văn có huyền ảo long văn, cuốn quanh lấy mơ hồ long ảnh, ẩn chứa trong đó dược lực, càng là gấp trăm lần tại phổ thông thánh dược. Trong đầu lệ gia ký ức truyền thừa chấp tắt, lệ tịch nhi minh bạch đây là cái gì? Long hạnh làm sao có thể? Chính đại tổ thụ một trong, Long Hạnh. Giờ khắc này, lệ tịch nhi thậm chí cả kinh đưa tay chống đỡ trán Thật giả. Thần nông vườn thuốc trung tâm, có Long Hạnh tồn tại. Đây cũng không phải là cái gì linh quyết giao dịch hội bên trên gặp gặp qua huyết thụ âm nhánh, cũng không phải từ tiểu thụ đạt được nhưng không biết có thể hay không nuôi sống bồ đề rễ cây, cũng chỉ là chính đại tổ thụ nào đó một bộ phận. Mà là hoàn toàn, chính đại tổ thụ bản thể, Long Hạnh bản thể. Truyền thuyết viễn cổ 10 tổ long tổ, tại vẫn lạc thời điểm bởi vì làm lực lượng quá mạnh dẫn đến xung quanh nơi tạo thành thất đoạn cấm một trong long quật mà nó vẫn lạc sau toàn bộ lực lượng liền là bị cái này long hạnh hấp thu hoặc là nói long hạnh sở dĩ có thể trở thành long hạnh cũng là bởi vì hấp thu nhiều như vậy long tổ lực lượng từ bình thường thành tựu phi phàm ở phía sau đến cái này gốc cái gọi là long hạnh liền trở thành long quật bên trong long tộc cung phụng chi thụ nó mỗi một viên hạnh đều sẽ trở thành long thần ban ân được ban cho trong long tộc người nổi bật lấy cung cấp cột rửa huyết mạch, thu hoạch được càng mạnh long lực. Lệ tịch nhi vòng quanh cái này long hạnh đi một vòng, trong đầu hiện lên đủ loại tư liệu. Nhưng mà nàng nhìn qua cái này long hạnh bên trên mấy trăm hạnh, lại trầm mặt. Làm sao, khả năng A. Long hạnh hạnh, không phải nói rất khó kết xuất sao. Còn có, cái này long hạnh, không phải là tại long quật bên trong bị chúng long triều bái A, làm sao có thể tại cái này thần nông vườn thuốc ở trung tâm. Đây rốt cuộc, là vì sao A. Lệ tịch nhi bưng lấy đầu, im ắng nhìn chăm chú lên cái này long hạnh, cảm giác thế giới tràn ngập hoang đường. Từ tiểu thụ cái này một chuyển. Chính đại tổ thụ long hạnh bản thể, doanh thu. Ông. Suy tư thời điểm, nguyên phủ thế giới thông đạo mở ra, từ tiểu thụ tiến đến. Mèo ô. Tham thần cái thứ nhất phát hiện ánh mắt sáng lên, tại chỗ cất cánh, nhào tới thụ chủ trong ngực. Thử trượt, thử trượt. Nó không ở liếm láp từ tiểu thụ gương mặt, một mặt mèo nịnh nọt cùng nịnh nọt. Mèo mèo mèo. Chủ nhân chủ nhân, ta có bệnh, xin cho ta uống thuốc. Tránh ra. Từ tiểu thủ trực tiếp đem cái này không đứng đắn mèo trắng ném đi, sau đó nhìn phía thần nông vườn thuốc, nhìn cười không được. Xoát. Hắn chợt lách người, rơi xuống lệ tịch nhi bên cạnh. Ô ô ô. Kết giới bên ngoài, tham thần bất lực dùng vuốt mèo vẽ nên các vòng tròn nguyên rủa. Đáng giận, có mới vui, quên cũ mèo. Như thế nào? Từ tiểu thủ kết thúc, tay hướng thần nông vườn thuốc quét một lần, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có loại nhìn, đây chính là trẫm vì ngươi đánh xuống giang sơn hương vị lệ tịch nhi thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt cái này nam nhân phát hiện trên người hắn liền một điểm vết máu đều không có hồi lâu mới nói một chút xíu a à. từ tiểu thụ cười đối với to như vậy hư không đảo mà nói nho nhỏ thần nông vườn thuốc không phải liền là một chút xíu lệ tịch nhi nguyên lai like, ngươi giả tâm là chuyện không cả tòa hư không đảo a à. là ta cách cục nhỏ nhận nguyên rủa bị động giá trị một 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 lệ tịch nhi từ tiểu thụ đánh giá thần nông vườn thuốc vườn thuốc lại không khỏi một trận nghiêm túc nói dược viên này đủ lớn a à? hừ hừ lệ tịch nhi đôi mắt đẹp quan tới chẳng biết tại sao có câu hỏi này trong thiên hạ không còn so ta nguyên phủ thế giới càng lớn càng nhiều linh dược từ tiểu thụ cười mỉm ngươi không là ưa thích làm vườn trồng cây a à, nhiều như vậy linh dược đủ ngươi che chở cả đời cả một đời lệ tịch nhi liền giật mình sau đó trồng mắt hơi liễm hỏi từ tiểu thụ ngươi muốn nói cái gì? Từ tiểu thụ hít sâu một hơi, chân thành nói, lệ tịch nhi, ở lại đây đi, trở thành nguyên phủ thế giới một cái hoa nhỏ nông, ngươi hẳn là so ta càng ưa thích nơi này. Hắn vĩnh viễn đều còn nhớ rõ, tại tiểu sư muội khôi phục thành cái bộ dáng này thời điểm, cùng hắn nói một câu. Chờ đi xong vân lôn dãy núi cái này một lần về sau, nàng liền sẽ rời đi. Đi cái nào? Báo thù. Lệ tịch nhi trên vai vĩnh viễn chịu trách nhiệm báo thù cái này gánh, dù là nàng nhàn hạ thời điểm, sẽ ở nguyên phủ thế giới làm vườn trồng cây lệ gia thảm án vậy không có khả năng quên mất từ tiểu thụ trước kia đang suy nghĩ tiểu sư muội có phải là thật hay không không thể trở về tới nếu như cho lệ tịch nhi nuốt đại lượng sinh mệnh lực hội sẽ không phát động ấu hóa cơ chế để cái kia thiên chân vô tà tiểu sư muội trở về nhưng hiện thực là vô luận như thế nào lệ tịch nhi đã đi ra vậy liền không có khả năng chủ động trở về đã tiểu sư muội là nàng hồi nhỏ một loại bản thân bảo hộ cơ chế mà sinh ra ý thức cái kia nói cho cùng Cả hai vậy là đồng nguyên. Từ tiểu thụ sẽ không quên không có lệ tịch nhi thân phận lúc, một tử tịch sống được có bao nhiêu vui sướng. Như vậy hiện tại, như nếu không thể để lệ tịch nhi chủ động thối lui, nhường lại một tử tịch, như vậy đưa nàng đại thù báo, phải chăng cái này ý thức cả hai liền hội dung hợp, thống nhất. Đơn nhất một tử tịch là không hoàn chỉnh, đơn nhất lệ tịch nhi vậy không hoàn chỉnh. Từ tiểu thụ đã thấy rõ, khi lệ tịch nhi cũng có thể có được một tử tịch loại kia thiên chân vô tà thời gian, như vậy cái này người mới xem như hoàn chỉnh ngươi lưu tại nơi này từ tiểu thụ chỉ vào thần nông vườn thuốc hoàn toàn nói thù ta giúp ngươi báo lệ tịch nhi im ắng nghe đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm từ tiểu thụ nàng nghĩ qua chuyển không thần nông vườn thuốc về sau từ tiểu thụ nếu như tiến đến sẽ là lấy vô cùng khoe khoang giọng điệu cùng nàng nói chuyện này toàn bộ đặc sắc quá trình cùng hắn có bao nhiêu thông minh vậy nghĩ qua lần này nhất định phải bảo trì lại lành lạnh không có khả năng cho từ tiểu thụ một câu tán dương để cái này người càng thêm đắc ý trời cao nhưng nàng chưa hề muốn qua tiến đến nguyên phủ thế giới tiến vào thần nông vườn thuốc về sau từ tiểu thụ không nói tới một chữ chuyện này ngược lại nghiêm túc như thế càng nàng nói tới đi cùng lưu sự tình thù trước kia lệ tịch nhi cảm thấy lệ gia thù không cần liên lụy đến từ tiểu thụ dù sao từ tiểu thụ quá yếu khoảng cách trưởng thành còn rất xa xôi mà nàng thức tỉnh về sau có lệ gia truyền thừa tốc độ phát triển là từ tiểu thụ thua xa dù sao hiện tại nàng đã là vương tọa đạo cảnh mà từ tiểu thụ vẫn chỉ là tông sư thiên tượng nhưng hiện nay xem ra. Từ tiểu thụ tông sư thiên tượng, căn bản vốn không so với nàng vương tọa đạo cảnh yếu, thậm chí so bình thường thái hư còn muốn đáng sợ. Cho dù là lấy lệ gia ký ức truyền thừa nhìn, từ tiểu thụ như vậy trưởng thành tiến độ, chỉ sợ so với ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên bác tôn am, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí, vẫn còn có phần hơn. Có lẽ, hắn thật có thể đến giúp mình. Nhưng là, từ tiểu thụ, ngươi biết lệ gia thù, lớn bao nhiêu sao? Lệ tịch nhi nghĩ đến, than khẽ. Ta biết. Từ tiểu thụ không chút do dự. Thánh thần điện đường. Ngũ đại thánh đế thế gia. Ta bây giờ tại đối kháng, không phải liền là cái này chút. Dù là trước mắt chỉ là một cái quân cờ, ta cũng có thể tại ở trong đó, phát huy ra 12 phân lực lượng. Hiện tại có cái này phương thần nông vườn thuốc, ta cách trưởng thành là người đánh cờ khoảng cách, cũng không xa. Ngươi dời trống một tòa thần nông vườn thuốc, một đầu hư không tùy tùng liền có thể lấy giết chết ngươi. Lệ tịch nhi ngữ khí trầm trọng, mà hư không đảo, lại là thánh thần điện đường dùng đến giam giữ bán thánh, thánh đế ngục giam. Nàng không có nói rõ. Nhưng rõ ràng như thế so sánh. Có thể nghĩ, giữa song phương có bao nhiêu chênh lệch. Từ tiểu thụ nhưng lại chưa bao giờ nhục chí, mỉm cười nói, hiện tại như thế, về sau không phải. Ta chỉ có một cái người lệ tịch nhi nói xong trầm mặt. Cho nên ngươi càng thêm cần ta. Nhưng đối diện, cơ hồ là cả một cái thế giới. Từ tiểu thụ nhìn qua nàng, bình tĩnh lắc đầu, sai lầm liền là sai lầm, dù là ngươi chỉ có một cái người, ta đứng tại trước người ngươi liền dám đối kháng toàn bộ sai lầm thế giới lệ tịch nhi nghe được khóe môi nhếch lên lời này cực kỳ giống một cái hờn dỗi hài tử từ tiểu thụ lại có thể nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng liền vì ta nàng cười như không cười ta đã không còn là ngươi tiểu sư muội ngươi có lẽ không còn là nhưng ta vĩnh viễn là ngươi đại sư huynh từ tiểu thụ trịnh trọng vô cùng nhìn qua lệ tịch nhi một mặt miễn cười biểu lộ liền muốn mở miệng từ Tiểu Thụ vội vàng lại bổ sung, tang lão đầu còn tại Quế Gãy Thánh Sơn biển chết bên trong, người chẳng lẽ đã muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò? Lệ Tịch Nhi. Lời này vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng trong lúc nhất thời có chút không cách nào phản bác. Nhưng cũng là bởi vì Từ Tiểu Thụ chân thành, nàng cảm giác mình không cách nào tại cái này người trước mặt, bảo trì lại một tử tịch cùng Lệ Tịch Nhi hai cái thân phận độc lập tính. Long Hạnh phía dưới, Lệ Tịch Nhi bỗng nhiên sinh lòng vui vẻ. Nàng không còn nói cùng chuyện chính, mà là điệu cười nhìn qua Từ Tiểu Thụ đột nhiên đặt câu hỏi, cho nên tòa này thần nông vườn thuốc, ngươi là vì ta mà chuyển. Nhận đùa giỡn, bị động giá trị, một. Ách. Từ tiểu thụ nhất thời nghẹn lại, không thể kịp phản ứng cái này nơi nào có đùa giỡn hương vị, bị động hệ thống thật hố. Nhưng hắn quét mắt thần nông vườn thuốc, nghĩ đến vấn đề này, không bỏ trả lời, một nửa, một nửa a. À. Cũng không thể toàn bộ cho ngươi, ta vẫn phải dùng chút thánh dược, đến thăng cấp. Lệ tịch nhi. Nhận nguyền rủa bị động giá trị, một, 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 một nàng nhìn qua từ tiểu thụ, hoàn toàn không nói ở. Đồng thời trong đầu, đáp lại một cái khác đã thức tỉnh, lại cứng rắn muốn nàng hỏi ra vấn đề này ý thức. Một tử tịch a một tử tịch, cái này căng du một, thật không đáng ngươi ưa thích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1048, từ tiểu thụ, ta đẹp không? Chi của A. Đi ở nói chuyện, không phải nói hiện tại là có thể giải quyết. Mà từ trước đó lệ tịch nhi hoàn toàn kháng cự, đến bây giờ nàng có tiếp nhận trợ giúp ý tứ, từ tiểu thụ cuối cùng là yên tâm một chút. Đây là tốt thái độ chuyển biến. Chí ít, lệ tịch nhi không còn tránh xa người nàng dặm. Tiểu sư muội vẫn là người tiểu sư muội kia, dù là tính cách có chút biến hóa, hắn cả hai ở giữa ràng buộc, cũng không phải tùy tiện có thể kết thúc. Nhưng rất rõ ràng, từ tiểu thụ biết trước mắt mình, năng lực còn chưa đủ lấy lớn đến vì ngày xưa lệ gia, đối kháng toàn bộ sai lầm. Lệ tịch nhi có một lời nói không sai. Hắn là dời trống thần nông vườn thuốc, nhưng một đầu hư không tùy tùng liền có thể cho hắn bàn giao tại hư không đảo bên trong. Mà to như vậy hư không đảo, lại là thánh thần điện đường, thậm chí ngũ đại thánh đế thế gia dùng đến cầm tù bán thánh, thánh đế ngục giam. Trời vực chi kém. May mắn là, đây cũng không phải là không thể đền bù. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước kia từ tiểu thụ cực kỳ thiếu thời gian, hắn vậy biết mình tu hành trạng thái, tài nguyên có thể hối đoái thời gian. Nhưng hắn vậy thiếu tài nguyên, càng thiếu thời gian đi tìm tài nguyên, thế là tạo thành tuần hoàn ác tính hiện tại khác biệt cái này một tòa thần nông vườn thuốc có thể giúp từ tiểu thụ nhanh chóng trưởng thành đổi đi ra đại lượng cùng các lớn cấp bốt lão tiền bối ở giữa kém thời gian tu hành ta hiện tại là công sư thiên tượng nhưng khoảng cách đột phá đến vương tọa đạo cảnh ở giữa cơ hồ không có bình cảnh từ tiểu thụ đảo mắt nhìn về phía thần nông vườn thuốc lòng tràn đầy lửa nóng công sư sờ đạo vương tọa ngộ đạo thái hư tập thiên đạo vào một thân nhưng với tới thánh đạo đây là người bình thường tấn thăng con đường hắn khác biệt hắn tại tông sư hiện giai đoạn đã tiến vào vương tọa mới có thể có ngộ đạo cảnh giới kiếm đạo luyện linh đạo hỏa hệ linh trận thiên cơ dệt đạo thậm chí rèn thể một đạo có thể nói từ tiểu thụ tại các đại đạo cảm ngộ cũng khác nhau tại bình thường tông sư đủ để sánh vai vương tọa đạo cảnh đột phá duy thiếu ăn cạch lấy xuống một viên thánh tích quả từ tiểu thụ dẫn đầu ném cho lệ tịch nhi ta cho ngươi tá thánh đang còn tại a tham thần đã thử qua thuốc trên lý luận hẳn là không có vấn đề chúng ta bây giờ thiếu nhất thời gian mau ăn đi mặc dù không biết thần nông vườn thuốc bị chuyển không hư không tùy tùng hiện tại hội điên thành cái dạng gì nhưng nguyên phủ thế giới độc lập với hư không đảo thế giới lường trước hư không tùy tùng vậy không có khả năng tìm tới mình nếu như thế thừa dịp nó phát cuồng khả năng sẽ đi ngược người khác trong khoảng thời gian này mình tranh thủ thời gian trưởng thành không thể nói trước ra ngoài về sau thoát thân chi năng liền có thể thật lớn tăng trưởng đâu nghĩ như vậy từ tiểu thụ lại cho mình hái được một viên thánh tích quả mùi thuốc nồng nặc thấm vào ruột gan, chưa nuốt vào, vốn là tông sư thiên tượng tiếp cận viên mãn từ tiểu thụ, lại cảm thấy mới vào thần nông vườn thuốc lúc, cái kia cổ ẩn ẩn muốn đột phá sức lực. Đây chính là song ngốc, hồng đương liều chết đều muốn lấy được bảo bối sao. Đầu người lớn nhỏ thánh tích quả, nhìn kỹ phía dưới, có thể nhìn thấy trong đó hội tụ có đại lượng huyền ảo thánh văn, tản ra mê người mùi thơm ngát. Mà cùng loại dạng này bảo bối, mình có một vườn thuốc. Từ tiểu thụ chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Một bên, lệ tịch nhi tiếp được bị tiện tay ném đến thánh tích quả lại liếc qua sau lưng tản ra sáng chói kim quang long hạnh khóe miệng không khỏi nhiều một chút nghiền ngẫm khẽ cười nói từ tiểu thụ cho nên ngươi là tiến vào nguyên phủ thế giới về sau thật lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có ta quên lại đi tìm một chút cái này thần nông vườn thuốc bên trong còn có cái khác càng tốt bảo bối a à? nhận đùa giỡn bị động giá trị một a à. từ tiểu thụ lúng ta lúng túng ngẩng đầu bảo bối ngoại trừ ách à, thánh tích quả còn có bảo bối gì lệ tịch nhi khóe môi khẽ cong nhấp ở ý cười viết đầu nhìn về phía sau lưng long hạnh ầy liền cái này nàng có chút không tin từ tiểu thụ thật không có chú ý tới cái này chính đại tổ thụ một trong long hạnh rõ ràng cái này long hạnh tản ra như thế lóa mắt kim quang như vậy sáng chói chói mắt đây là từ tiểu thụ ánh mắt cuối cùng từ lệ tịch nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịch chuyển khỏi thấy được ngoại trừ nhận biết thế giới thánh tích quả bên ngoài thần nông vườn thuốc bên trong cái khác bảo bối bên trên long hạnh chính đại tổ thụ một trong bản thể. Lệ tịch nhi giọng điệu không còn bình tĩnh nữa. Kỳ thật không cần nàng nói, từ tiểu thụ chỉ một chút, trong đầu vậy lóe lên có quan hệ cái này Long Hạnh toàn bộ tin tức. Long Hạnh, ba ngàn năm một kết hạnh. Long Hạnh tử ngọt ngào, thịt quả sướng miệng, nhưng cường thân kiện thể, nuốt 99 viên Long Hạnh quả, có thể thu được Long Tổ chi lực. Dùng Long huyết đổ vào Long Hạnh, nhưng rút ngắn Long Hạnh quả kết quả thời gian. Long Hạnh quả cách dùng khác, nhưng chế biến chân Long xương canh, có thể nhập Long huyết tán chế dược, có thể phụ tá toàn long thịnh yến, có thể ép nước nhập máu làm rượu kim hồng long uống có thể làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Hoa mắt tin tức, tại nhìn lướt qua long hạnh về sau, xuất hiện tại từ tiểu thụ trong ốc. Từ tiểu thụ ngây người. Cái gì? Chính đại tổ thụ một trong, long hạnh. Ngay tại ta nguyên phủ thế giới bên trong. Đây là thật. Từ tiểu thụ lúc ấy liền để xuống thánh tích quả, trừng lớn mắt, không thể tin hướng long hạnh đi đến, đưa tay liền muốn chạm đến cái này mộng một dạng tồn tại hắn nguyên phủ thế giới bên trong còn trồng huyết thụ âm nhánh cùng bồ đề rễ cây đâu. Nhưng cái này hai vật hiệu dụng, trước mắt xem ra, liền long hạnh một viên long hạnh quả, khả năng cũng không sánh nổi. Mặc dù trù nghệ tinh thông bên trong đối long hạnh quả giới thiệu, cực kỳ thiên kỳ bách quái, nhưng từ tiểu thụ một cái liền có thể bắt được trọng điểm. Cường thân kiện thể Dù là vẻn vẹn chỉ là như thế mấy cái thô sơ giảng lược chữ từ khái quát, từ tiểu thụ cũng có thể từ cái này giảng dị tự nhiên chữ bên trong, nhìn ra kinh tâm động phách công hiệu, cái này không phải liền là bị động hệ thống nước tiểu tính a cùng cường tráng sắc bén phản chấn các loại một dạng thưa thất bình thường miêu tả nương theo mà đến tất nhiên là kinh cũng tới cực điểm tác dụng a mạnh mẽ dưới từ tiểu thụ nghĩ lại tới bát cung bên trong khi đó thái hư cảnh giới sầm kiều phu dùng một căn nho nhỏ huyết thụ âm nhánh liền có thể lực kháng mấy trăm bạch y số lớn thái hư cộng thêm một tôn có thể giải phóng hình thái chiến đấu thiên cơ khôi lỗi cùng vũ linh tích mạnh mẽ vì bát tôn am trì hoãn đại lượng thời gian sau đó Sầm Kiều Phu vậy mà vậy không chết, vậy không có bị bắt, thành công bỏ chạy, chỉ là trọng thương. Trước kia không cảm thấy có cái gì. Hiện tại xem ra, cái này chiến lược đơn giản không hợp thói thường đến cực điểm. Thái hư liền không có người qua đường, thánh thần điện đường Bạch Y, càng thêm đều là tinh anh trong tinh anh, huống chi còn có thiên cơ khôi lỗi, danh xưng địch nổi hết thảy thái hư, có thế ngắn mũi địch bán thánh tồn tại. Mà đối diện với mấy cái này sầm kiều phu chống đỡ được. Ngoại trừ bản thân hắn chiến lược xác thực không hợp thói thường bên ngoài, chỉ là bởi vì nhiều một căn huyết thụ âm nhánh ủng hộ. Nho nhỏ một căn chính đại tổ thụ một trong huyết thụ chặt cây, liền có thể mang đến kinh cũng như vậy chiến lực tăng phúc. Cùng nó ngang nhau vị cách long hạnh kết long hạnh quả, không tương đương tại đem cái này chiến lực tăng phúc toàn bộ chuyển hóa thành tu hành năng lượng tăng phúc. Một viên long hạnh quả, hẳn là có thể ngang ngửa với một căn huyết thụ âm nhánh chiến lực tăng phúc a. Còn hẳn là mãi mãi tư chất loại kia. Như thế, nơi này tất cả long hạnh quả tổng lại, có thể mang đến cho ta bao lớn tăng lên từ tiểu thụ nghĩ đến cái này chút, trung trung rẩy rẩy đưa tay chạm đến lên long hạnh thân cây, đồng thời nhìn thấy long hạnh trên tán cây mấy trăm long hạnh quả. a, à, đây là vương tọa đạo cảnh mùi thơm sao? đáng giận, làm sao sẽ tốt như thế ngửi? lệ tịch nhi im ắng nhìn qua từ tiểu thụ bộ này như si như say tư thái, đột nhiên cảm giác cực kỳ hoang đường. mặt đối với mình, từ tiểu thụ chưa như thế si mê. đối mặt một cái cây, gia hỏa này phản giống như là thấy được thật bảo tàng. đơn giản buồn cười. Đó là ngươi quá kém, đổi lại là ta đi ra, từ tiểu thụ khẳng định càng cao hứng, so thấy được Long Hạnh cao hứng. Trong đầu, đột nhiên lóe ra tới một cái đáng yêu tiểu lô ly thanh âm. Lệ tịch nhi thân thể mềm mại cứng đờ, vội vàng nhìn về phía từ tiểu thụ, phát hiện gia hỏa này còn đắm chìm trong Long Hạnh mùi thơm bên trong, cũng không nghe thấy thanh âm này lúc này trầm tĩnh lại. Tiểu nha đầu, nên đi ngủ, ngươi nói thêm mấy câu nữa lời nói, cẩn thận lại yếu đến ngất đi. Nàng buồn cười trong đầu đáp lại. Tiểu thâu. Hắc ám không gian ý thức bên trong, một cạn mặt quần màu lục, ghim song đuôi ngựa tiểu lô ly hai tay chống nạnh, tức giận nói, ngươi chính là thừa dịp ta ngủ thiếp đi, đoạt xá thân thể ta, ngươi cái này tên trộm. Hiện tại ta tỉnh, nhanh trả ta thân thể đến. Lệ tịch nhi mắt tối sầm lại, bất đắc dĩ nâng tráng, ngươi đem bản thân chơi hôn mê, nếu không phải ta ra tới tiếp quản, thân thể này chết sớm, ngươi trách ta rồi. Ta không quản, ngươi chính là tiểu thâu. Nên đi ngủ, tiểu muội muội. Hừ hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện khác thụ thương, không phải ta liền đi ra điều đó không có khả năng. Ta đói, ngươi cho ta nhiều hút mấy cái sinh mệnh linh khí. Lệ tịch nhi bật cười, tại không gian ý thức bên trong phơi bày ra bóng dáng, ở trên cao nhìn xuống, cuối người cười nói, ngươi cảm thấy, tỷ tỷ ta sẽ mắc lừa. A a a a tiểu lô ly phát điên, ngươi chừng nào thì là ta tỷ tỷ. Nhanh im miệng. Nhanh đi ăn thánh dược. Thanh dược viên này bên trong thánh dược toàn diện ăn sạch, từ tiểu thụ sẽ không trách ngươi. A. À. Lệ tịch nhi xoa cầm, đôi mắt đẹp nhíu lại, nghiền ngẫm nói, đây cũng là thân thể ngươi, ngươi, còn muốn biến nhỏ sao? Ách! Tiểu lô ly bị áp chế, ông đầu, nhìn lên trước mặt cổ này từ váy đen phát họa ra đến có lồi có lõm thân thể của mình, chỉ cảm thấy đập vào mặt, là tràn đầy ngạt thở cảm giác. Ta trước kia liền là không quản được miệng mà thôi, ngươi bây giờ ngô, cái kia, vậy liền chỉ ăn một nửa a, à. Một nửa liền tốt. Một viên đều không được, tỷ tỷ ta là sẽ không mắc lừa. Nha! Đáng giận đáng giận, ngươi nhanh đi ăn, không ăn ta ngay tại trong đầu của ngươi nhao nhao. Dù sao ngươi trước kia liền là như thế nhau nhau ta. Hồ Ly Tinh. Lệ Tịch Nhi mắt trợn tròn. Hồ Ly Tinh. Làm sao có người mình chửi mình? Còn có. Ta trước kia chỗ đó nhao nhau ngươi, thức tỉnh về sau, bất quá chỉ là ngẫu gặp nguy hiểm, nhắc nhở hai câu thôi, ta thế nhưng là thập phần tôn trọng ngươi. Hiện tại ngươi vừa tỉnh dậy nói chuyện so ta trước đó cộng lại toàn bộ, cũng còn muốn nhiều. Ngươi còn muốn nhao nhau? Ngươi nên ngủ. Lệ Tịch Nhi không muốn ầm ĩ thối lui ra khỏi không gian ý thức. A a a a a. Hắc ám bên trong, chỉ còn quà một cái lấy xong đuôi ngựa tiểu loli, tại màu đen không gian trên mặt đất bốn chân loạn đạp, đáng giận đáng giận đáng giận. Từ tiểu thụ, ta từ tiểu thụ. Ô ô ô, nhanh đưa ta thụ bảo bảo. Thụ bảo bảo, nhanh lên, đánh nàng. Lệ tịch nhi. Tốt nhau nhau. Từ tiểu thụ nhìn không thấy, ngươi cũng không cần bận tâm hình tượng đúng không? Ta đều vì ta ách, vì ngươi cảm thấy e lệ. Lệ Tịch Nhi cố gắng vứt bỏ lấy trong đầu ồn ào, nhìn một cái còn đắm chìm trong long hạnh phía dưới từ tiểu thụ, quyết định nhanh lên rời đi. Trước đó nàng cảm thấy có lẽ lưu tại từ tiểu thụ bên người, vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, hiện tại nàng cảm thấy kế hoạch này có khả năng không thể thực hiện được. Chỉ cần thấy từ tiểu thụ, một chính mình khác. Cùng điên rồi một dạng. Liếc qua thánh tích quả, vừa nghĩ tới muốn thả dưới, trong đầu cùng nổ một dạng, ê e a quái khiếu, lệ tịch nhi đôi mắt đẹp trừng một cái, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ăn ăn còn không được ngươi nói cái gì long hạnh phía dưới từ tiểu thụ cuối cùng thoát ly trạng thái khôi phục qua thần trí quay đầu nhìn lại không có cái gì lệ tịch nhi trong lòng siết chặt bưng lấy thánh tích quả ánh mắt cũng không dám đối mặt trực tiếp quay người vậy ta đi trước ăn trái cây nhưng vừa dứt lời thân thể còn chưa hoàn toàn rời đi chỗ khác lệ tịch nhi bỗng nhiên bước chân tiến lên xích lại gần đến từ tiểu thụ mặt bên cạnh thổ khí như lan dùng một loại tràn ngập sức hấp dẫn giọng điệu nói khẽ từ tiểu thụ ta đẹp không? Nhận câu dẫn, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ trong mắt trừng lớn, cảm thụ được bên tai truyền đến nhiệt khí, trong lúc nhất thời con ngươi đều đã mất đi tiêu điểm. Lạch cạch. Hắn mười ngón một trương, thánh tích quả liền như vậy rơi trên mặt đất. Ngươi, có, có ý tứ gì? Đưa tay dán lên lệ tịch nhi cái trán từ tiểu thụ lúng ta lúng túng đặt câu hỏi. Xoát một cái. Lệ tịch nhi chỉ một đụng vào, tựa như điện giật bình thường, trong nháy mắt rút lui mấy bước. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng kỳ thật liền khôi phục lại, mặt tại chỗ đỏ lên. Lúc này một lúc sau, nàng liền mang tay đều nóng đến muốn nhỏ ra huyết. Ôm, xin lỗi, ta gần nhất thần trí xuất hiện một chút vấn đề. Cạch cạch cạch, không có giải thích nhiều, lệ tịch nhi liền một hơi cũng không dám dừng lại, một bên bước nhanh rời đi, một bên trong đầu muốn tức giận hơn mắng chửi. Một tử tịch, nhưng một trận về sau, lệ tịch nhi cuối cùng vẫn là không thể giống như một tử tịch chửi mình, chỉ là bất đắc dĩ khuyên nhủ nói: Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có lại đảo loạn người tới nói cho ngươi, ngươi vừa mới thức tỉnh, muốn mạnh mẽ khống chế cổ thân thể này, chỉ hội lãng phí rất nhiều lực lượng. Ha 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 ha. Hắc ám không gian ý thức bên trong, chỉ còn lại có tiểu lô ly khoa tay múa chân tiếng cười vui. Chơi vui, chơi thật vui. Từ tiểu thụ, quả nhiên liền ăn bộ này. Lệ tịch nhi trầm mặt không nói, bước chân tăng tốc, chỉ muốn rời đi. Thần nông vườn thuốc, một khắc đều không thể ở lại. Từ tiểu thụ, cũng phải mau chóng rời đi. Hư không đảo sau khi kết thúc, trực tiếp phân biệt lại nhiều tiếp tục chờ đợi khẳng định phải xảy ra chuyện long hạnh dưới nhìn qua cái này vội vàng rời đi uyển chuyển bóng lưng từ tiểu thụ thần hùng thật lâu không thể trở về cơ thể hồi lâu mới nhớ ra rồi cái gì tức giọng hỏi lệ tịch nhi ngươi thật không có chuyện gì sao tráng ngươi cực kỳ nóng a à, ngươi có phải hay không phát ách, ngã bệnh ta không sao lệ tịch nhi cũng không quay đầu ném câu tiếp theo ngươi khẳng định có từ tiểu thụ lời nói vẫn chưa xong liền thấy phía trước cái kia nhanh đi xa bóng lưng dừng bước lại, lóe lên, lại tới trước mặt mình. Sau đó lần nữa nghiêng thân, khôi phục thành trước đó bộ kia kiều mị bộ dáng, cười một cách tự nhiên nói, từ tiểu thụ, ta cùng tổ thụ long hạnh ai đẹp. Từ tiểu thụ, lần trước bị như vậy đùa giỡn, hắn không thể kịp phản ứng. Lần này, hắn không thể tin trừng lớn mắt về sau, thấy hết sức rõ ràng. Trước mặt trương này tinh xảo gương mặt xinh đẹp, trên hai gò má còn lưu lại cũng có trước chưa rút đi phấn hồng dư ôn cái kia tu lông mi dài càng thêm là tại gan tất trước đó trung động nhẹ nhẹ trước kia huyền ảo thần ma đồng bên trong giờ phút này vậy không còn thần bí chỉ viết lấy rõ ràng nhất trực tiếp nhất mong đợi cùng khẩn trương phanh phanh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc nhận dụ hoặc bị động giá trị một lộc cộc từ tiểu thụ hầu kết lăng một vòng vô ý thức thốt ra quân quân đẹp cái gì a a a lệ tịch nhi một tiếng hỏi xong đột nhiên thét lên thanh âm độ cao cang kém chút không có đem người mà nghĩ đâm xuyên, càng thêm đánh gãy từ tiểu thụ tiếp xuống lời nói. Một giây sau, lệ tịch nhi phản phất toàn thân máu ngược dòng, toàn bộ sông lên bộ mặt, ngượng cùng xấu hổ hóa thành máu tươi bình thường màu đỏ, còn kém không có tràn ra tới. Từ tiểu thụ, ngươi không nên trả lời ta vấn đề A. Nàng chân vừa đạp, tại nguyên phủ thế giới bên trong đạp ra một đầu kẻ đất. Nhưng cái kia kẻ đất dù sao quá nhỏ, lệ tịch nhi soát một cái lách mình không thấy, biến mất tại thần nông vườn thuốc bên trong. Từ tiểu thụ gỗ thế nhưng, đó là ngươi mình hỏi vấn đề A. Với tư cách nguyên phủ chi chủ, hắn tùy tiện đã nhìn thấy lệ tịch nhi một cái vọt đến nguyên trương phủ tàn kinh các cái kia phương đoạn tháp bên trong, mà co về sau trong góc, ông đầu gối diện bích, nhìn không rõ thần sắc. Cái này, từ tiểu thụ một mặt mộng. Hắn không hiểu, nhưng lớn thụ rung động. Vì sao A, cái này không giống như là lệ tịch nhi có thể hỏi ra lời nói A. Chờ chút. Ta cùng sơ ai đẹp. Đây không phải tại linh cung lúc, ta lôi kéo tiểu sư muội Hao lông Dê tiểu kỹ xảo à, lệ tịch nhi làm sao cũng phải hỏi ra như thế xấu hổ vấn đề. Từ tiểu thụ thông suốt ý thức được, đây là điểm mấu chốt. Trước kia hắn luyện đang nhàn hạ lôi kéo tiểu sư muội hỏi như vậy, nhất định có thể thu hoạch rầm rầm một đống nhận nguyên rủa, hiện tại lệ tịch nhi vậy hỏi như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa. Tiểu sư muội, trở về. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1049, Úc. cùng ục ục bụng phát ra khao khát thánh tích quả tín hiệu. Từ tiểu thụ thu hồi thánh tích quả, liếc mắt còn tại đoạn tháp bên trong diện bích tiêu ấm lệ tịch nhi, nhíu mày trầm tư, nhưng không có đi qua quấy rầy. Nếu thật là tiểu sư muội trở về, lệ tịch nhi trong thân thể, hẳn là cũng có thể phát ra tiểu sư muội thanh âm. Từng cái tựa như lúc trước ngẫu có thể từ tiểu sư muội trong miệng nghe được vài câu ngự tỷ âm một dạng. Nhưng tình huống bây giờ là, dù là lệ tịch nhi có dị thường, cũng là lấy nàng giọng điệu nói ra tiểu sư muội biết nói chuyện. Từ tiểu thụ cảm thấy, có lẽ đây cũng không phải là là tiểu sư muội trở về, mà hẳn là lệ tịch nhi nhận một cái khác ý thức ảnh hưởng, sâu hơn. Cũng hoặc là là tiểu sư muội thức tỉnh, nhưng không hoàn toàn thức tỉnh. cùng ục ục. Bụng lại một lần nữa phát ra đói khát tín hiệu. Thần nông vườn thuốc linh dược mùi thơm không giây phút nào đều tại kích thích người cứu giác. Từ tiểu thụ hất đầu một cái, không còn suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Nên trở về đến tổng hội trở về. Nhưng bây giờ, không nuốt mấy khỏa thánh kích quả thánh tích quả, thật có lỗi với ta hồng đương huynh vất vả nỗ lực. Trở lại hiện thực. Từ tiểu thụ nhìn qua trên tay thánh tích quả, nhìn không được mồm miệng nước miếng. Đánh xong ngốc thời điểm, đối phương liền thừa một hơi, cho nên mặc dù có thánh lực, vậy hoàn toàn chống đỡ không được đối thánh lực bực này lực lượng cũng không xa lạ gì từ tiểu thụ tiến công. Nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa thánh lực không cường. Dưới mắt cái này một viên thánh tích quả, chỉ cần ăn hết, cho dù là xong ngốc trong trí nhớ, hội lãng phí hết chính thành chính lực lượng loại tình huống kia, vậy sẽ sinh ra mỏng manh thánh lực tương đương với phục dụng thánh huyết bắt đầu bán thánh lực lượng phụ thể thứ nhất trong nháy mắt đồng thời theo thời gian chuyển dời cái này sợi thánh lực còn sẽ tự hành trưởng thành cho đến trưởng thành đến người bình thường phục dụng thánh huyết đến chống đỡ được thánh huyết lực lượng triệt để nắm giữ thánh lực đỉnh phong thời kỳ mấu chốt nhất thánh huyết mang đến tăng phúc hội biến mất cũng nương theo cực điểm di chứng thánh kết quả sẽ không song ngốc lãng phí nhiều như vậy dược lực còn có thể kéo dài hơi tàn phía dưới có mấy làn sóng trở về từ cõi chết cơ hội như đối thủ không phải ta thật có khả năng cho hắn chạy. Ta hiện tại không có hư không tùy tùng truy sát quái nhiễu, dùng phương pháp hô hấp còn có thể 10 thành 10 hấp thu thánh tích quả lực lượng, cái này nên sẽ có như thế nào tăng phúc. Đầu người lớn nhỏ thánh tích quả nhìn xem từ tiểu thụ, đột nhiên giống như là lộ ra ác ma cười mỉm há miệng đang nói, đến a, à, ăn ta à, ngươi dám ăn sao? Nhìn ta không khoái chết ngươi. Từ tiểu thụ biểu lộ hung ác, cho mình làm đủ tâm lý làm việc, cuối cùng khẽ cắn môi, nghĩ đến chết sớm sớm siêu sinh, không còn cho thánh tích quả này sắc cơ hội hắn bưng lấy trái cây, nâng đến miệng mũi ở giữa. Tới đi. Để bảo tố, tới mãnh liệt hơn chút. T. Một ngụm toát rơi. Thánh tích quả hóa thành hai đạo linh khí vòi rồng, chui vào từ tiểu thụ trong miệng mũi. Ân. Long hạnh phía dưới, từ mỗi người đột nhiên thẳng tắp đứng lên, hai đầu gối hợp gấp, tay thiếp đùi, tàn khổ phụ thể bình thường thẳng tắp uống éo hai xoay. Hừ hừ. Hắn dùng sức áp chế sắp trực trở biểu lộ, cho mình bộ mặt lên gông xiềng toàn thân căng đến cứng trắng cố gắng áp chế tất cả ý đồ nở rộ dục vọng suy đột nhiên toàn thân lỗ chân lông chợt mở nồng đậm mùi thuốc từ trên thân mỗi một chỗ dâng lên mà ra từ tiểu thụ hóa thành thoát hơi bóng da toàn bộ người bắn ra lên không trung phương pháp hô hấp còn tại vận chuyển bởi vì không đành lòng lọc mất nửa điểm dược lực từ tiểu thụ đem cái kia tiêu tán mà xuất dược lực lần nữa hấp thu về trong cơ thể lần này hắn gánh không được song trọng thoải mái chua công kích làm cho trên người hắn mỗi một chỗ da thịt đều trở nên mẫn cảm tại bắn ra trên không trong nháy mắt, làn da cùng quần áo một cái tiếp xúc, hắn cũng cảm giác da gà nổi lên lên, cho thống khoái cảm giác tràn ngập đầu óc, sản khoái lấp kín ý thức. Hắn cũng không cầm giữ được nửa mình hình tượng. Ân. Út. Thiên. Không, đừng như vậy, hội hư mất. Thần nông vườn thuốc bên ngoài, tham thần vốn là cực kỳ hâm mộ vô cùng nhìn xem thụ chủ ăn hết thánh dược. Cái này một hồi thấy này hình, mèo trắng hoảng sợ đến đứng thẳng người lên, cái đuôi cao cao rất ở giữa không trung, hai cái nhỏ chân trước không ở cào lên không khí độc dược nguyên lai like đây là độc dược khó trách chủ nhân không cho ta ăn bậy hóa ra ăn cái này chút độc dược liền lại biến thành cái này cạn bộ dáng ba 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 long hạnh trước đó từ tiểu thụ từ không trung rơi xuống nện trên mặt đất lại từ mặt đất bắn lên bay vụt trên không vòng đi vòng lại tỉnh vô chỉ cảnh hắn giống như là cái nhân hình mặt đất máy đóng cọc mỗi một lần rơi đập đều hội ném ra một cái hố sâu mà những cái này cùng mặt đất tiếp xúc làn da thoáng qua lại truyền tới đại lượng thư sướng cảm giác giống như là mèo dập đầu mèo bạc hà vừa đau uống một chậu nước lạnh cuối cùng còn tại bắc cực nơi hút mạnh mấy miệng băng lãnh hàng khí toàn bộ người trạng thái liền là tại thánh dược lực lượng mang đến cực nóng bên trong cảm thụ được vui sướng băng hàng mà loại này để cho người ta cấp trên băng hỏa lưỡng trọng thiên lần lượt đánh thẳng vào linh hồn giống như là không thanh người đụng một nát tuyệt không chịu dừng lại nhiều lắm quá vẹn toàn thánh dược lực lượng thật quá đỉnh căn bản không phải luyện linh đan, nguyên đình đan có thể so sánh. Từ tiểu thụ cận tồn một điểm ý thức chỉ còn hối hận, hắn cảm thấy mình liền không nên xúc động như vậy, trực tiếp hút rơi một viên thánh tích quả. Nhưng thân thể là thành thật. Rõ ràng hiện tại chỉ cần dùng lỗ chân lông tiêu tán một chút thánh dược lực lượng, hắn liền có thể hóa giải loại này sản khoái. Nhưng từ tiểu thụ không chịu. Dù là lại nhiều, lại đầy, hắn cũng có thể bằng ý chí lực chống được, toàn bộ ăn hết. Tràn ra. Không có khả năng, Ai biết món ăn trong mâm, từng hạt đều là vất vả. Meo meo meo. Thần nông vườn thuốc bên ngoài kết giới, tham thần lo lắng nhìn qua thủ chủ tại mặt đất cùng không trung vừa đi vừa về bắn ra, vậy không có lắp đạn lò xo so a, à, làm sao có thể bộ dạng này. Thật là đáng sợ. Độc dược này thật là đáng sợ. Tham thần liền không có gặp qua cái nào nhân loại có thể thanh thủ chủ đánh cho như vậy thê thảm. Nhưng người không được, khúc ngược lại có thể. Meo meo meo. Tham thần gấp. Nó lại lo lắng lại vào không được thần nông vườn thuốc. Càng nghĩ, duy nhất có thể cứu chủ nhân, chỉ có nữ chủ nhân. Thế là, tham thần lại nhìn ra ngoài một hồi, mới bước nhanh chạy tới đoạn tháp bên trong, ngậm nữ chủ nhân quần áo liền hướng bên ngoài kéo, ra hiệu mau ra đây cứu người. Nhân mạng quan thiên. Lệ tịch nhi trở lại thần nông vườn thuốc bên ngoài, nhìn xem một cái người cũng có thể thanh mình chơi trời cao từ tiểu thụ, trong lúc nhất thời trầm mặt. Ta tại đoạn tháp diễn bích nghĩ qua thời điểm, ngươi đã ở chỗ này nhanh như vậy vui vẻ. Nhận nguyền rủa bị động giá trị một 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 không cần quản hắn hắn là nhanh vui thể chất đập cái thuốc cũng có thể lên thiên loại kia thói quen liền tốt đem thăm thần sách đi lệ tịch nhi không còn nhìn lâu từ tiểu thụ loại chuyện này nàng đã sớm biết dù là là lần đầu tiên nhìn thấy khoa trương như vậy vừa đi vừa về bắn ra có một tử tịch thời điểm ký ức lệ tịch nhi vậy có thể biết được từ tiểu thụ là cái thường xuyên sẽ như vậy làm chủ linh cung cái kia hội nhiều lần gặp không dễ thật biến thái đỏ mặt trầm thấp xì một tiếng, lệ tịch nhi quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng một giây sau, nàng liền dừng lại, móc ra lưu ảnh châu, nhắm ngay từ tiểu thụ vui sướng nhảy đắt một màn, lòng tràn đầy vui vẻ ngồi xuống tránh tốt, ghi chép lên. Hì hì, thứ 1,32 một lần đánh thẻ, thành công. Chật chật, lần này là thật biến thái Nga từ tiểu thụ A từ tiểu thụ, chờ ngươi về sau nổi danh ta chính là nắm giữ ngươi tất cả lịch sử đen duy nhất người. Đến lúc đó, ta đem những này lưu ảnh châu từng khỏa cất giữ về sau, liền gọi Chu Thiên Tham cùng Tân Cô Cô bọn hắn tới nhà quan sát. soát một cái. Chỉ ghi chép không đến thời gian ba cái hô hấp, lệ tịch nhi hoàn toàn thanh tĩnh, không thể tinh thân đứng lên khỏi ghế, dùng sức tắt mình một cái. Ta đang làm gì a? À? Lệ tịch nhi mặt đều đỏ rực. Từ tiểu thụ tại làm như thế xấu hổ sự tình còn chưa tính, mình lại còn ở bên cạnh ghi chép như thế xấu hổ sự tình, việc này bản thân, càng thêm xấu hổ. Với lại từ tiểu thụ loại trạng thái này. Riêng là nhìn xem đều cảm thấy biến thái, làm sao còn có thể lấy ghi chép xuống tới. Hô! Lệ tịch nhi trùng điệp thở ra một hơi, cường tự tỉnh táo lại, liền muốn rời khỏi. Nhưng nghĩ lại nhìn lên bốn phía. Từ tiểu thụ rõ ràng không có khả năng chú ý đến người ngoài, nguyên phủ thế giới cũng không có người nào khác. Đều không có như người ngoài, nho nhỏ ghi chép một cái, không quá mức A. À. Lệ tịch nhi đơn giản không thể tin được, không có một cái khác ý thức quấy nhiễu, mình vậy sẽ sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ. Nàng vuốt vuốt nóng lên mặt, càng nghĩ, khánh tích quả đều trở nên tẻ nhạt vô vị cuối cùng nàng rốt cục tuân theo nội tâm ý nghĩ ngồi xổm xuống đem lưu ảnh châu một lần nữa bày ra vị trí tốt mèo ô tham thần tại một bên hiếu kỳ kêu to lấy không rõ ràng đây là đang làm gì a à? đừng nói chuyện lệ tịch nhi thân thể mềm mại rung lên rõ ràng là giật nảy mình vỗ bộ ngực quay đầu phát hiện là một đầu mèo về sau nàng suy nghĩ một chút đưa tay bưng kính tham thần con mắt trẻ con không nên nhìn hội bị diệt khẩu bầu trời thật xanh a à. mây trắng thật trắng a à. gió nhẹ thật ấm áp nha long hạnh phía dưới còn như tử thi bình thường từ tiểu thụ sụi lơ tại trong hố sâu toàn thân bất lực dán tại hố đất bên trên động cũng không dám động hắn nhìn lên bầu trời kéo dài dạng này chạy không trạng thái đã có hơn nửa ngày thời gian trên thực tế thánh tích quả dược lực không đến 15 phút hắn liền hấp thu xong nhưng phương pháp hô hấp hấp thu thánh tích quả di chứng cho tới bây giờ hắn vẫn không có thể làm dịu tới qua lâu như vậy cũng nên không sai biệt lắm a à. thử nghiệm lại bỗng nhúc nhích đầu ngón tay nhưng một cái tác động đến nhiều cái đầu ngón tay xúc cảm mang đến cánh tay rung lên ngay sau đó thân thể một nguyễn, hắn lần nữa cùng mặt đất tới lần tiếp xúc thân mật nga 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 từ tiểu thụ hai mắt trắng giả miệng sùi bọt mép bị kích thích bị động giá trị một hai hàng thanh lệ chảy xuống từ tiểu thụ khóc vì sao a à? vì sao a à to như vậy thần nông vườn thuốc ta mới nuốt một viên thánh tích quả liền có lớn như vậy di chứng. Cái này muốn ăn tới khi nào, mới là cái cuối cùng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy ăn xong thánh tích quả, ăn long hạnh quả, ăn 99 viên long hạnh quả, thử một chút cái kia long tổ chi lực là cái hiệu quả gì. Chưa từng nghĩ. Một viên thánh tích quả, tuyệt sát. Thánh hiền hình thức từ tiểu thụ, chỉ còn trầm thấp khóc nức nở. Ô ô ô. Lạch cạch. Bên cạnh thân một trận hương gió đánh tới, trong tầm mắt bỗng nhiên nhiều màu đen, sau đó tóc bạc mang hộ đến, một bộ đen lệ tịch nhi cuối người nhìn xuống, khóe miệng ngậm lấy cười, từ tiểu thụ, ngươi còn không chậm tới. Còn. Nga nga nga. Bờ môi mới một trương, từ tiểu thụ lại miệng sùi bọc mép, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ truyền âm, còn có một trận. Lệ tịch nhi mặt giãn ra cười. Đây rốt cuộc là cái cái gì thể chất A? Vì sao A từ tiểu thụ cắn thuốc về sau, sẽ trở nên khả ái như thế? Nàng ông ngực ngồi xuống, mỉm cười đánh giá trương này suy yếu vô cùng mặt, bỗng nhiên trong mắt hiện lên giảo hoạt, đưa tay, nhẹ nhàng chọc chọc từ tiểu thụ gương mặt. Nga 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 nga. Quả nhiên, căng thẳng phản ứng từ tiểu thụ, lại là một trận nga gọi. Lệ tịch nhi che miệng cười, đây rốt cuộc là cái gì quái thai, đánh khung đều không gặp qua hắn như thế suy yếu, đập một viên thánh tích quả, người hư thành dạng này. Nhận đùa giỡn, bị động giá trị, một. Đừng làm rộn A. À. Từ tiểu thụ phát điên, hắn lại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, truyền âm phản kháng. Lệ tịch nhi không nói lời nào, ngậm lấy cười lại chọc chọc từ tiểu thụ cánh tay. Nga nga nga. Nhận đùa giỡn, bị động giá trị, một. Lại đâm bụng. Nga nga nga. Nhận đùa giỡn, bị động giá trị, một. Lại đâm. Lệ tịch nhi, giá náo đủ chưa, nhanh đi ăn thánh kết quả. Từ tiểu thụ giận không kèm được truyền âm, lại liền một ngón tay cũng không dám động. Sớm đã ăn xong. Lệ tịch nhi đầu nghiêng một cái, cạn cười ra tiếng, ta nào giống ngươi, ăn viên thánh tích quả còn có thể biến thành dạng này. Ta. Từ tiểu thụ bất lực phản bác, ngươi hấp thu bao nhiêu? Tá thánh đang có hữu dụng hay không? Hắn cố gắng nói sang chuyện khác. Hữu dụng, nhưng ta chỉ có thể hấp thu 6-7 thành, ngẫm lại vậy rất lãng phí. Bất quá cũng may tham thần đem tiêu tán dược lực đều hấp thu, nhưng nó không có sinh ra thánh lực, ta nghĩ, hẳn là muốn ăn rơi thánh tích quả hạch tâm, mới có thể sinh ra thánh lực. Lệ tịch nhi phơi bày màu trắng mờ thánh lực, nhưng không có nở rộ uy áp, lại nhẹ nhàng chọc chọc từ tiểu thụ mặt. Thịt thịt. Không còn gai. Trước kia hội đau nhất, nhưng bây giờ có thánh lực phụ thể, căn bản sẽ không thụ thương, chơi thật vui. Nhận đùa giỡn, bị động giá trị, một. Nga nga nga. Từ tiểu thụ khóc không ra nước mắt. Vì sao a? À? Người ta cũng có thể lấy ăn xong trái cây có thể bắt đầu thích ứng thánh lực, ta vẫn phải nằm ở chỗ này bị đùa giỡn. Cái này không công bằng. Phương pháp hô hấp, ngươi có độc. Đừng đùa, tha ta một mạng có được hay không, ăn xong thánh tích quả đi ăn long hạnh quả, cái này đối ngươi vậy cực kỳ có chỗ tốt. Từ tiểu thụ khóc truyền âm. Ta phải chậm một trận lại ăn. Lệ tịch nhi lắc đầu, thánh tích quả lực lượng thực khổng lồ, hiện tại ta chỉ là sơ bộ hấp thu, kế tiếp còn đến tốn thời gian vững chắc cảnh giới. Ngươi đột phá. Từ tiểu thụ chấn kinh, vương tọa đạo cảnh đột phá lời nói, cái kia đến trảm đạo. Nhanh như vậy. Không có khoa trương như vậy, thánh tích quả chỉ là cải tạo thân thể lực lượng, cùng nới rộng khí hải, để vương tọa đạo cảnh càng thêm nền vững chắc muốn đột phá trảm đạo vẫn phải dựa vào thiên đạo cảm ngộ lệ tịch nhi nói xong thân thể một nghiêng buồn cười nắm từ tiểu thủ gương mặt kéo một phát đu an đạn thịt trở về nhận vũ nhục bị động giá trị một nga 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 từ tiểu thủ lúc đầu dự định mặt cho người định đoạt một nhìn tin tức cột tức hỗn hển ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta a à. lệ tịch nhi lông mày cao cao bốc lên đều cái trạng thái này còn dám lớn tiếng như vậy rống ta." Nàng duỗi ra hai tay, đồng thời nắm từ tiểu thụ hai bên gương mặt, nhẹ nhàng kéo một phát. "Nga nga nga." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi" từ tiểu thụ không chịu được xin lỗi. Lệ Tịch Nhi rốt cục cảm giác được mình đều gương mặt cũng bắt đầu nóng lên, thừa dịp từ tiểu thụ còn tại nga nga gọi bậy, chưa từng phát giác. Nàng nhanh chóng vỗ vỗ tay đứng dậy, như cái chấp hành nhiệm vụ công cụ người một dạng, ngay cả lời đều không nói nhiều một câu, phi tốc rời đi. "Đủ chứ?" "Hài lòng a?" À? lần này ngươi có thể không cần ầm ĩ a lùi về đoạn tháp lệ tịch nhi xoa mình đỏ rực mặt nhịn không được trong đầu khẽ quát lấy hắc ám bên trong quà một cái lấy xong đuôi ngựa cùng màu lục tiểu lô ly tại nhảy cẩn nhảy đắt lấy cười trở thành nguyệt nha mắt đủ đủ rồi chính là cái này xúc cảm rốt cục bóp trở về hôm nay thả qua ngươi đáng tiếc không thể để cho ta tự mình tới nhưng là đó là cái ngàn năm một thuở cơ hội cũng chỉ có thể thuận tiện lấy tiện nghi ngươi ngô ta lại vây lại cái gì thuận tiện lấy tiện nghi ta ta chính là ngươi ngươi chính là ta nha lệ tịch nhi vỗ vỗ mặt nhanh chóng hạ nhiệt độ sau đó tức giận nói mau đi ngủ đi ai mà thèm cái này xúc cảm trong đầu rốt cục đã không còn ồn ào lệ tịch nhi bình tĩnh trở lại mở ra xanh thẳm mười ngón im ắng đánh giá nàng cả hai ý thức tương thông cảm xúc cũng là tương thông tự nhiên có thế bản thân cảm nhận được cái kia phần cảm xúc sung sướng khoan hãy nói không có gai từ tiểu thụ xác thực dễ mà bóp trong bóng tối lệ tịch nhi môi đỏ nhếch lên xoa xoa đầu ngón tay im ắng cười. Thịt thịt. Nỉ non lên tiếng về sau, lệ tịch nhi lại khoảng cách thanh tĩnh, toàn bộ người như bị dội cho nước đá bình thường, sắc mặt lại lần nữa trở về lành lạnh. Không được, không thể lại tại từ tiểu thụ bên người đợi, ta sẽ bị nàng ảnh hưởng, sẽ xảy ra chuyện. Lệ gia trên dưới mấy trăm đầu nhân mạng, thánh đế thế gia đạo chi nhất tộc. Còn có, bán thánh đạo toàn cơ. duỗi tay đè chặt ngực, cảm thụ được phanh phanh tiếng tim đập, lệ tịch nhi trầm mặt ngước mắt. Từ trong bóng tối nhìn ra ngoài, nguyên phủ thế giới bầu trời, chỉ có bị cửa sổ khung trụ một góc ánh sáng. Rõ ràng hết thảy cũng còn không chấm dứt. Nàng có thể cười, bởi vì nàng còn không tiếp nhận ta, không rõ ràng đi qua hết thảy hắc ám. Ta đây. Lệ tịch nhi siết chặt nắm đấm, thần ma đồng bên trong nhiều vô tận nặng nề, ngay cả đôi mắt này, đều là ca ca vì cứu mình, nhường lại. Lệ tịch nhi nhấp ở môi dưới, sắc mặt dãy dụa mà thống khổ. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta làm sao còn có thể, cười được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1050, bán thánh phía dưới, đệ nhất tông sư. Hố sâu bên trong. Từ tiểu thụ cũng không biết qua bao lâu. Tóm lại hắn rốt cục khôi phục một chút hành động lực về sau, lập tức tham ô linh nguyên lơ lửng mà lên, đồng thời nắm lấy quần áo cùng mẫn cảm của mình cơ thể duy trì nhất định hữu hảo khoảng cách, không còn ma sát. Cái này, mới tính có chút nhàn rỗi, có thể xem thật kỹ xuống thánh tích quả hiệu dụng. Cảnh giới gì? Bởi vì vừa rồi ăn xong thánh tích quả về sau, thân thể không ngừng ở trên không cùng mặt đất vừa đi vừa về bắn ra, từ tiểu thụ liền lúc nào đột phá, đều không rõ ràng. Theo lý mà nói, công sư đột phá mang đến đạo tắc cảm ngộ, hẳn là rất lớn. Chỉ tiếc, cái này chút đạo tắc cảm ngộ, tại thánh tích quả 10 thành phương pháp hô hấp chỗ lộ ra khoái cảm trước mặt, tiểu vu gặp đại vu. Đạo vốn vô hình, như phân âm dương, liền thành không phải là, sinh một hai, hóa phạm vi, có phép tắc có sức sống, hữu hình có sừng. Là lấy quyết đen trắng, chứng thiên địa, điện quá khứ cùng tương lai, phán thời gian cùng không gian. Nó gọi là thủy hỏa, gọi là kim mộc, gọi là phong lôi, gọi là quan ám. Cũng có thể gọi là thế gian hết thảy mâu thuẫn, này tùy tâm sinh, nhưng thiên địa cố định nghĩa vậy. Khoan thai tới chậm đạo tắc cảm ngộ, cũng không từng bị khoái cảm cỏ rửa hầu như không còn, chỉ là lắng động tại chỗ sâu trong ốc. Lúc này từ tiểu thụ nhặt lại đạo tắc cảm ngộ, một cái liền rõ ràng, mình đột phá thiên tượng, đã nhập âm dương. Tông sư âm dương cảnh, là lấy tâm luận, xem thiên đạo mà phơi bày chi, mượn cái này đặt nền móng tương lai con đường. Nhưng cái này chút cảm ngộ, từ tiểu thụ phần lớn có thể tại vương tọa tất bậc kiếm thuật tinh thông bên trong, tìm tới cùng loại. Kiếm đạo ba ngàn, bao quát hết thảy. Cái này vốn cũng không yếu tại luyện linh đạo, thuộc về trước thời đại chủ lưu. Cho nên từ tiểu thụ cảm giác mình chỉ là ôm lại một phen thiên đạo tri thức, hoặc là nói, từ trước kia kiếm đạo xem thiên đạo thị giác, hoán đổi trở thành luyện linh đạo xem thiên đạo thị giác. Ôm cố mà tri tân. Lại vừa mở mắt, rõ ràng trước mắt vẫn như cũ trống không. Từ tiểu thụ lại cảm giác mình có thể nhìn thấy đại thiên thế giới quy tắc. Từng đầu, hữu hình có tư chất, phát họa trở thành thiên đạo quy tắc lưới, tựa như bạch quật cái kia hội, mượn từ ngư tri ôm thiên cơ năng lực, có thể nhìn thấy thiên cơ đạo tắc bình thường. Cho nên năng lực như vậy lại tiến hóa, liền cùng loại với trảm đạo về sau, có thể dung thân thiên đạo, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ. Tâm xem khí hải. Lúc này khí hải bị nới rộng rất nhiều, giống như đại dương mênh mông. Thiên tượng cảnh làm cho hắn khí hải có thiên địa vạn vật, nhưng sinh thủy triều, gió bão, biển động các loại hết thảy huyễn tượng, không có bất kỳ cái gì thực chất công kích tác dụng, nhưng sơ bộ phơi bày đang điền thế giới hình thức ban đầu. Âm dương cảnh thì là làm cho từ tiểu thụ đang điền thế giới, nhiều thiên đạo, nhiều quy tắc, nhiều ngày đêm cùng không phải là càng thêm sinh động. Nhưng mà, vẫn không có bất luận cái gì thực chất công hiệu. Tông sư, nói cho cùng chỉ là đặt nền móng, vì vương tọa đạo cảnh, cùng trảm đạo về sau năng lực nổ mạnh hóa, làm tốt hơn cửa hàng. Thời kỳ này, đạo tắc cảm ngộ càng mạnh, vương tọa đạo cảnh có thế lĩnh ngộ luyện linh áo nghĩa cơ hội càng lớn, trảm đạo sau chiến lực, liền càng khủng bố hơn. Nhưng vẻn vẹn từ tông sư thị giác xuất phát, mỗi một cảnh đột phá, có thể mang đến chân thật nhất tác dụng, liền vẻn vẹn chỉ là linh nguyên tư chất độ, mức đo lường, có to lớn biến hóa. Chỉ thế thôi. Ta lại mạnh lên, nhưng giống như lại không mạnh mẽ lên rất nhiều. Đương nhiên, đây là so sánh vương tọa đạo cảnh, trảm đạo mà nói. Xem khí hải bị nới rộng gấp 10 lần có thừa, từ tiểu thụ rõ ràng cảm giác, tự thân cấp bậc này khí hải, so với vương tọa đạo cảnh đều không thua bao nhiêu, thậm chí trảm đạo đều không kém thế bất lợi a. À. Trước kia dùng một bước trèo lên thiên còn cần cân nhắc phạm vi cùng số lần, cũng đem sinh sôi không ngừng, nguyên khí tràn đầy, chuyển hóa các loại cân nhắc đi vào. Hiện tại, tự hồ không cần. Trừ phi là vượt qua một quận một giới khoa trương như vậy không gian truyền tống, nếu không, mình cái này hào phóng khí hải, hẳn là rất có thể sẽ không linh nguyên khô kiệt. Cái này rõ ràng không chỉ là công sư âm dương cảnh có thế mang đến linh nguyên tốc độ tăng vẻn vẹn chỉ là âm dương cảnh sao từ tiểu thụ nhíu mày dùng thánh tích quả đột phá lớn nhất chỗ xấu liền là hắn không cách nào áp chế cảnh giới lại không rõ ràng mình rốt cuộc vừa nãy đột phá mấy vòng hắn bản thân liền là thiên tượng đỉnh phong như là một cái thánh tích quả vẻn vẹn có thể đột phá đến âm dương cảnh từ tiểu thụ tinh tế một suy nghĩ cảm thấy không tin ánh sao nghiêm túc phân biệt nhìn phía dưới bên trên khí hải lúc này không chỉ có lấy thiên địa vạn vật có âm dương thiên đạo càng nhiều lốn đốn lắm tấm không chút nào đáng chú ý ánh sao từ tiểu thủ rốt cục giật mình hắn lại tại ký ức trong kho tìm tòi một phen quả nhiên tìm được bị khoái cảm xong không có lại một thiên đạo cảm ngộ đáng giận a à, giấu sâu như vậy đến cùng là ta tại đột phá vẫn là ai tại đột phá đâu làm sao đột phá liền ta chính mình cũng không biết nhặt đến đọc lấy cửu thiên tinh thần bói vì không biết tự chi lấy tâm chiêu tiếp hoàng vũ ba ngàn thế giới lấy linh kiếm chi trên dưới tứ phương từ xưa đến nay khí hải một giới tinh thần vạn giới nói vũ trụ tự tin mà đến lã lướt đạo âm tại bên tai lưu chuyển hơi chút chìm ngừng lại từ tiểu thụ liền từ đốn ngộ trong trạng thái khôi phục lại tinh tự cảnh nguyên lai ta đã là tinh tự cảnh nếu nói thiên tượng âm dương ngộ đạo là lấy đan điền thế giới vì hình thức ban đầu tu ra trong lòng hư ảo thần quốc như vậy tinh tự chính là tiếp dẫn cửu thiên tinh thần chi lực trên dưới tứ phương vì vũ, cổ vãng kim lai vi trụ. Cái này nhưng giải thích vì bản tâm thần quốc thế giới tại đột phá đến tinh tự cảnh lúc, có sơ bộ thành hình, xác định là tương lai giới vực cùng thái hư thế giới hai đại lĩnh vực cơ sở. Mà khí hải một giới, tinh thần vạn giới. Thì nhưng hiểu thành bản tâm thế giới là một, mênh mông nhìn không thấy lấy tinh thần làm đại biểu cái khác ba ngàn thế giới, tên là vũ trụ. Ta tu một giới, nhưng tinh thần vạn giới vẫn còn tồn tại. Vạn giới chi năng, nhân lực không thể với tới chi độc ta tu thành một giới, nhưng vạn giới còn tại, không phải một giới thành mà có thể chịu chi, vậy không phải lực lượng một người, có thể địch ngàn vạn chi lực. Tinh thần, đại biểu cho không biết. Cho nên, cái này mang ý nghĩa dù là ta đem khí hải thế giới tu thành giới vực, thái hư thế giới, vẫn như cũ chỉ là đi phong thánh con đường bên trong trong đó một con đường, luyện linh đạo. Mà cái kia chút đại biểu cho không biết từng khỏa tinh thần, thì là mặt khác từng đầu đường, thông hướng bán thánh, thánh đế con đường tu luyện. Từ tiểu thụ càng nghĩ, càng cảm thấy thiên đạo bác đại tinh thâm lấy thánh thần đại lục ngàn vạn luyện linh sư làm cơ sở, lấy vô số thời gian là đại giới, thế nhân rốt cuộc tại kiếm đạo xuống dốc bên trên một thời đại bên trong, suy nghĩ ra luyện linh một đạo. Đạo này có thế phong thánh, cũng càng thêm gần sát thời đại trào lưu, cho nên trở thành chủ lưu. Nhưng cái này một đạo, vậy vẹn vẹn chỉ là một đạo, thế gian người không tìm được cái khác đạo, không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngàn vạn đại đạo, chỉ hội vĩnh viễn ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi vị nào thời đại thiên tài đem khám phá ra, công khai cái này mặt khác đường, chính là khí hải tinh thần bên trên nào đó một tinh điểm, nếu như nó siêu việt luyện linh đạo, có lẽ thời đại tiếp theo sẽ tới. Nhưng quá khó khăn. Từ tiểu thụ lắc đầu thổn thức. Nếu không tại sao nói không biết là lớn nhất sợ hãi. Mà sau cái này lớn nhất sợ hãi còn muốn đáng sợ, là biết một điểm, khó khăn lắm bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy tinh thần đại hải cùng vô cùng mênh mông, thế là hiểu đến cả đời mình đều không thể đạt tới cảnh giới này về sau, không gượng dậy nổi. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được từ tiểu thụ trong hoảng hốt giống như rõ ràng vì sao A sẽ có câu nói này. Hắn nhìn xem khí hải tinh điểm, biết được đây là từng đầu thông hướng phong thánh con đường đại đạo, không kém gì kiếm đạo, luyện linh đạo tắc, thật cảm thấy tự thân nhỏ bé. Gửi phù du tại thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc. Sức người có hạn, bác tôn am loại kia có thế tại luyện linh đạo đi ra kiếm đạo đỉnh phong thiên tài, đã là phượng mau lân giác. Mở ra lối riêng, sáng tạo. Không. Khai cuộc ra một cái khác đầu phong thánh con đường lời nói, như thế nào lực lượng một người có thể vì đó. Một thời đại sống qua tới, có lẽ có thế thành. Ta mọc râu du, trường gian vô tận, biết không đột nhiên đến, nắm vang buồn gió. Từ tiểu thụ gật gù đắc ý cảm khái một phen, không vì vô tận cùng tương lai mà thay đổi, rất nhanh thu liễm tâm thần. Khác nước ba ngày, chỉ lấy một bầu. Đã luyện linh đạo cùng kiếm đạo đều có thể phong thánh, an tâm đi tốt trong đó một đường liền có thể. Có thể hai đạo đều là thành, càng là siêu việt toàn bộ thời đại thiên tài hắn cũng không phải cái kia chút chỉ hội để tâm vào chuyện vụn vặt học thuật phần tử, cái nào hội lãng phí thời gian, tại không có chút ý nghĩa nào vì người khác khai quật ra một con đường khác chuyện ngu xuẩn, hành động vĩ đại phía trên. Từ tiểu thụ kính nể những người này. Nhưng hắn biết, mình không thể trở thành loại người này. Cho nên an tâm đi tốt tiền nhân lưu lại đường, nếu có thể góp lại, lại đi mở ra lối riêng, là hắn đối tự thân chuẩn xác định vị. Tinh tự cảnh A, trong lúc vô tình. Đột phá như nước chảy, nhất trong lúc lơ đảng thu liễm về nỗi lòng, từ tiểu thụ có chút phấn chấn. Từ tông sư thiên tượng cảnh, nhảy lên trở thành tông sư tinh tự cảnh, khoảng cách vương tọa đạo cảnh, còn kém một cảnh giới chi kém, tốc độ này cũng không chậm. Đương nhiên, không thể cùng lệ tịch nhi loại kia quái thai so sánh. Từ tiểu thụ đối mình trước mắt cảnh giới đột phá, đã tương đương hài lòng. Nhưng hài lòng về hài lòng, hắn vẫn là không nhịn được nghi hoặc. Không đúng, thánh tích quả cho dù là đặt ở viễn cổ, cũng là thái hư cái kia các loại cảnh giới người, mới có thể hưởng thụ được bảo vật cho một cái nho nhỏ tông sư dùng, làm sao chỉ mang đến hai cái tiểu cảnh giới đột phá. Với lại, tinh tự cảnh còn không viên mãn, chỉ là khó khăn lắm cất bước. Từ tiểu thụ lại đánh giá khí hải. Khí hải sóng triều, thời khắc gần sóng. Nhìn xem bất phàm, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là tại mở rộng cái chậu trên cơ sở, trải một lớp mỏng manh đầm nước, khoảng cách tràn đầy mà tràn, còn có lớn đoạn khoảng cách. Cái này sơ bộ phán định, cũng liền tinh tự cảnh sơ kỳ, cùng từ tiểu thụ trong dữ liệu tinh tự cảnh đại viên mãn, có chênh lệch rất lớn là ta khí hải quá lớn, thánh tích quả lấp không đầy ta. Không đến mức. Từ tiểu thụ lắc đầu. Dù là vương tọa đạo cảnh, thánh dược đều có thể mang đến tư chất bay vọt, huống chi tông sư tiểu cảnh giới. Thánh tích quả khẳng định còn có những lực lượng khác, bị ai cho ăn trộm. Nhìn xem là từ thiên tượng đột phá đến tinh tự, kỳ thật chỉ là từ thiên tượng đỉnh phong đến tinh tự sơ kỳ, thánh tích quả năng lượng, làm sao có thể chỉ lấp kính âm dương cảnh cái này một trọng cảnh giới. Cho nên trong thân thể ta, có tặc từ tiểu thụ rất nhanh khóa chặt đối tượng, hung dữ đánh giá đến bên trên khí hải mấy đại bảo bối. Hắn khí hải có quá nhiều tạc, tận chiếu nguyên chủng, tam nhật đống kiếp, bình hồ tiểu thanh hoa, tự thân kiếm niệm, đại thúc kiếm niệm, đến từ chật vật thánh nhân bị chuyển chuyển qua bên trên khí hải màu trắng quan châu. Trọng điểm thánh dược lực lượng, quá bình thường bất quá. Nhưng trọng có thể, ngươi đến cho ta phun ra điểm phản hồi, không phải làm thịt ngươi. Từ tiểu thụ quan sát bốn phía trước kia quen thuộc cái này tất cả bảo bối, rất nhanh lực chú ý bị một đạo thánh kiếp lực lượng hấp dẫn thánh lực hắn mặt mày dựng lên mừng rỡ như điên cái này một sợi ít ỏi thánh lực là thánh tích quả mang đến quả nhiên vậy xuất hiện ở trong khí hải tới đi thử trước một chút ngươi từ tiểu thụ lúc này không quản cái khác thánh lực a đây chính là sông ngốc hồng đương huynh tha thiết ước mơ đồ vật đạt được về sau liền có thể trở thành bán thánh phía dưới đệ nhất thái hư từ tiểu thụ đã sớm tự khoe là bán thánh phía dưới đệ nhất Tông sư hắn cảm thấy tại giai đoạn này, chỉ sợ cũng chỉ có mấy chục năm trước vẫn chỉ là cấp bậc tông sư bác tôn am, có thế cùng mình đánh một trận. Nhưng có thánh lực, không thể so sánh nổi. Đây mới thực sự là bán thánh phía dưới đệ nhất tông sư. Cấp bậc tông sư bác tôn am. Đồ chơi thôi. Tâm niệm vừa đồng, thánh lực dẫn dắt. Từ tiểu thụ từ nhắm mắt nội thị trạng thái dưới mở ra hai con ngươi, trong mắt có tinh mang hiện lên. Ông. Nguyên phủ thế giới bên trong, tràn đầy uy áp theo cái này một ánh mắt, giữa trời trấn hạ một tích tắc này thiên địa vui vẻ linh dược khuất eo cá độc giấu kín các đá rung động ngay cả tại phía xa sát vách trong không gian a băng a hỏa đều cảm ứng được cái gì có chút gầm nhẹ bắt đầu hoắt trống từng cái một loại từ vị cách bên trên liền có thể áp chế bán thánh phía dưới bất luận kẻ nào bất cứ sinh vật nào lực lượng cấp độ a băng a hỏa mờ mịt mà kinh hoàng nhìn qua bốn phía cuối cùng ánh mắt khóa chặt đến thần nông vườn thuốc bên trong từ tiểu thụ trên thân hoắt 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 A hỏa ra sức đứng thẳng lên thân thể, gãi đầu hiếu kỳ. Đây không phải trước đó làm thịt gia hỏa kia năng lực à, chủ nhân vậy có. Hơn nữa nhìn cái này uy áp, so cái kia cái gì cái gọi là sát thủ, càng thêm lợi hại một chút. Cái này có thể so sao? Cảm nhận được A hỏa ý niệm, từ tiểu thụ bật cười. Hắn nhưng là 10 thành 10 nuốt thánh tích quả, mà song ngốc, lãng phí chính thành chính lực lượng. Cả hai đợi đến ban đầu thánh lực năng lượng, căn bản không phải một cái tầng cấp từ tiểu thụ là chưa từng đem cái này uy áp cụ thể áp chế đến nào đó trên người một người, nếu không chính là A hỏa bực này to lớn cự nhân, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chỉ sợ cũng đến nho nhỏ vừa quỳ. Rất mạnh, nhưng trước mắt mà nói, sao bất quá thánh huyết. Nắm quyền cảm thụ được cái này không thuộc tính thánh lực, từ tiểu thụ sơ bộ đạt được kết luận. Thánh huyết là từ thành thuộc bán thánh trên thân tháo rời ra tinh thuần lực lượng, bình thường người dùng, rất có thể còn gồm cả thánh tượng. Mà thánh tích quả sen lẫn thánh lực, chỉ là một gốc nho nhỏ thánh dược mang đến, trời sinh liền yếu đi chân chính bán thánh không chỉ một bậc, có thể nào đánh đồng. Đương nhiên, thánh tích quả mang đến thánh lực, muốn bắt đi cùng chân chính bán thánh thánh huyết làm sự so sánh, vốn cũng không công bằng. Ngươi đập 100 viên thánh tích quả đều khó có khả năng thành bán thánh, sao có thể cầm ở trong đó một viên trái cây mang đến thánh lực, cùng bán thánh thánh huyết so sánh. Cái này không nói đùa đâu mà. Thánh tích quả thánh lực, vốn chính là tại bán thánh cảnh giới phía dưới, dùng đến tú cảm giác ưu việt. Hắc hắc, ta thật mạnh. Từ tiểu thụ nghĩ đến vui tươi hớn hở cười ra tiếng. hắn không coi trọng giai đoạn hiện nay tự thân thánh lực lực lượng, tuy nói cái này dù sao cũng là thánh lực, vậy không thể kinh thường. nhưng hắn chân chính nhìn chúng là thánh tích quả thánh lực trưởng thành tính. quả nhiên cùng ta muốn một dạng a trở thành thân thể ta một bộ phận về sau, thánh tích quả thánh lực không chỉ có thể bản thân trưởng thành, còn có thể thụ bị động kỹ ảnh hưởng, gia tốc bản thân tu luyện. nhìn qua trong khí hải, bởi vì chuyển hóa tồn tại, có thể tự sinh sôi không ngừng, nguyên khí tràn đầy cùng tự thân khí huyết bên trong không ngừng rút lấy lực lượng gia tốc trưởng thành thánh lực. Từ tiểu thụ cảm giác hư không đảo bên trên trảm đạo, thái hư nhóm sắp xong rồi. Này chỗ nào cần mấy tháng, mấy năm, mới có thể trưởng thành đến cùng phục dụng thánh huyết sau đỉnh phong lực lượng đánh đồng. Tự thân nhiều như vậy bị động kỹ, dùng một cái chuyển hóa làm môi giới, không ra mấy ngày, cái này thánh lực liền có thể lớn mạnh, phân liệt, càng ngày càng tăng đến rất khủng bố cấp bậc A. Nếu là còn ngại chậm, có ý thức phục dụng thánh dược, dù là lãng phí dược lực vậy phải gìn giữ dụng tâm biết, sau đó dùng chuyển hóa, đem những năng lượng này toàn diện chuyển vận cho thánh lực Hắc hắc cắp cắp hì hì a từ tiểu thụ biến thái cười ra tiếng hắn hoàn toàn có thể khẳng định thật muốn làm như thế có thế tại ngắn mũi mấy canh giờ bên trong chế tạo ra tới một cái không dây phút nào đều tại phục dụng thánh huyết lại một mực ở vào trạng thái đỉnh phong còn không có di chứng bán thánh phía dưới để nhất tông sư đến từ tiểu thụ không 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 ta gọi từ mảnh thú Trảm đạo thái hư ngươi có thánh huyết coi là chuyện khác ngươi có thánh tượng mời đi khác đường. Nhưng nếu là không có. Thật xin lỗi, về sau gặp được ta, đường vòng tốt a. Nếu không, toàn diện đều là đồ chơi. Hạ tràng, toàn diện đều phải chết. Từ tiểu thụ đột nhiên đứng lên, tay áo hất lên, ngang nhiên ưỡn ngực, ta đánh, liền là tài nguyên áp chế. Một giây sau, bởi vì đắc ý quên hình mà quên đi bảo trì quần áo cùng mẫn cảm cơ thể ở giữa khoảng cách từ tiểu thụ, đột nhiên trùng điệp từ không trung ngã xuống. Bành. Nga 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 thật xin lỗi thật xin lỗi ta sai rồi ta biết sai cho nên có hay không đang dược gì có thể trị một cái mẫn cảm cơ thể a tại tuyến chờ rất gấp phi thường gấp giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý